Chương 2325, thực sự không nghe lời thì cho xuống đi. Long Đông, anh quay về nhớ chú ý Đường Vân. Nếu quả thực không nghe lời cứ cho xuống đi. Tôi mặc kệ Khổng gia hay không Khổng gia, hễ ở trong thành phố Đồng Lĩnh thì phải nghe theo thành ủy. Diệp Phàm khí phách lộ rõ. Vương Long Đông vừa nghe, tinh thần lập tức chấn động, thằng nhãi này đứng dậy, nói. Được, trở về tôi sẽ khuyên nhủ y. Nếu thực sự không được thì tôi sẽ chú ý cái gì đó. Đến lúc đó sẽ báo cáo tình hình cho Bí Thư Diệp. Bí Thư Vương, có việc thì cứ nói với tôi một tiếng. So cái đầu thì tôi không bằng anh, nhưng so nắm đấm thì tôi lại hơn đấy. Bao Nghị tủm tỉm cười, vỗ vai Vương Long Đông nói. Cảm ơn người anh em. Vương Long Đông cũng không chút vui sướng, ngược lại, trên mặt hiện vẻ cảm kích. Lạ thật, tổ kiểm tra lúc tới khí thế như vậy. Đặc biệt là lão tổ trưởng Điền, còn mượn cả cảnh sát vũ trang của cảnh sát tỉnh. Chắc hẳn là phòng ngừa Bao Nghị làm khó dễ. Không ngờ, hình như lại là đầu voi đuôi chuột. Đào Cư Lễ tiếc nuối, gõ gõ ngón tay gạt tàn thuốc, lắc đầu nói. Chủ tịch thành phố Cao, tôi cũng không hiểu ý của tổ kiểm tra. Tuy nhiên, hình như tình hình không được lạc quan. Phó chủ tịch thành phố Ngô Dụng nhấp ngụm trà nói. Việc này đoán chừng nắm nặng thả nhẹ rồi. Các người không nghe thấy sao? Lúc bắt đầu tổ trưởng Điền nói muốn đóng quân Trường Kỳ, Diệp Phàm còn lớn tiếng ủng hộ. Đương nhiên, họ Diệp chỉ đang nói mát, cái này, ai cũng nghe ra được. Không thể ngờ mới có mấy ngày mà họ Điền đã phải lần đi rồi. Con mẹ nó, toàn là đồ phá hoại. Tổ điều tra liên hợp cấp bậc cao này cũng chẳng ra gì. Triệu Nhất Thành nói chuyện khá thô lỗ. Vì, tên này trình độ văn hóa không cao, tốt nghiệp trung học. Sau đó vì yêu cầu công tác nên mới học thêm cái bằng đại học chuyên tu. Cuối cùng để được đề bạt nên kiếm thêm cái bằng chính quy của trường đảng, kỳ thực, chẳng là chó má gì cả. Tuy nhiên, tên này vẫn cai trị quận An Lâu, một trong ba quận của thành phố Đồng Lĩnh. Chuyện luồn cúi trong chốn quan trường tên này cũng rất có trình độ. Xe, ra, văn hóa thấp cũng có thủ đoạn của văn hóa thấp. Làm quan, kinh nghiệm và văn hóa cũng không liên quan trực tiếp với nhau. Lão Triệu. Khi nói nhớ chú ý cách dùng từ, dù không ai nghe thấy cũng phải chú ý điểm này. Cao Thành dạy dỗ Triệu Nhất Thành một câu rồi nói tiếp. Tuy nhiên, lão Triệu nói cũng có lý, mới vài ngày đã về, căn bản là chưa điều tra được gì. Tôi nghĩ, không biết có phải ở trên có biến cố gì không. Tuy nhiên, về nhanh như vậy, chắc hẳn lần này không có kịch gì hay rồi. Nhưng, cũng tốt, tốt cái gì? Triệu Nhất Thành sờ đầu khó hiểu. Kỳ thực tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy chuyện này không nên để tổ điều tra xâm nhập quá sâu. Nói cách khác, chắc hẳn, chúng ta đều không thoát khỏi liên quan. Việc này, cho dù nói thế nào, cũng xảy ra ngay dưới mắt chúng ta. Đến lúc đó, Diệp Phàm xong đời, nhưng bản thân chúng ta chắc hẳn cũng bị lột ra. Còn bên Khổng Đoan sẽ đắc ý, tôi đây là chủ tịch thành phố, hai, chắc chắn sẽ bị dính vào. Cao Thành thở dài, vẻ mặt khó coi. Tôi cũng cảm thấy thế. Chỉ là lần này không lật được Diệp Phàm, muốn kiếm được cơ hội trời ban thế này cũng khó. Phó Chủ tịch thành phố Ngô Dụng tở dài, Diệp Phàm không gặp xui xẻo, hy vọng của các đồng chí ngồi đây tan thành bọt nước, dĩ nhiên, trong lòng các đồng chí đều không được thoải mái. Đợi đã, bên trên còn chưa có kết quả xử lý, chúng ta vẫn còn hy vọng. Cao Thành nói, tay vô thức đùa chén trà, thằng nhãi này tâm tình căn bản không thể vui trở lại. Khổng Đoan tối hôm đó tâm tình rất không tốt, chẳng muốn nói câu nào, cơm cũng chẳng muốn ăn. Làm cho vợ gã tưởng gã bệnh còn vội vàng đi mời bác sĩ. Kết quả bị Khổng Đoan giống ầm lên, vợ gã chẳng hiểu ra làm sao, hết nửa ngày trời vẫn chưa thể nào lý giải được. Kết quả, vợ gã trốn vào nhà vệ sinh lén gọi điện cho Tất Phân Lý. Cuối cùng, lão Tất chỉ nói mấy chữ tổ điều tra bỏ chạy rồi. Phu nhân của Khổng Đoan xem như cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao lão Khổng nóng giận rồi. Vì thế, nấu bát canh hạt sen đem lên, dùng lời lẽ nhẹ nhàng dụ dỗ Khổng Đoan, tuy nhiên, đồng chí lão Khổng chẳng thể nào nuốt trôi được, kết quả chỉ múc một muỗng rồi lại đặt xuống. Tình hình này rốt cuộc là sao? Là sao? Khổng Đoan nằm trên sofa, hai mắt đăm đăm, miệng ngơ ngác ấp úng. Anh có chỗ nào không khỏe à? Lúc này, Tống Chân vợ của Khổng Đoan hỏi. Hai, em lên lầu trước đi, anh thực sự rất phiền não. Khổng Đoan liếc mắt nhìn vợ,
khoát tay. Lão Khổng, nghe nói tổ điều tra bỏ chạy rồi đúng không? Em thấy thôi vậy, rút rồi thì thôi. Tống Chân nói. Là Vân Lý nói với em à? Khổng Đoan nói, hắn phiền nhất là phụ nữ đi nghe ngóng những chuyện này. Em lo cho anh, nên mới hỏi, cái này, không thể trách Vân Lý được. Tổ điều tra bỏ chạy không phải tin tức gì lớn ở thành phố Đồng Lĩnh này. Tống Chân nói. Được rồi, anh đến thư phòng ăn. Khổng Đoan đứng dậy, cầm chén canh hạt sen bước lên thư phòng. Vừa vào thư phòng, thằng nhãi này đặt chén canh hạt sen qua một bên. Sau khi đi qua đi lại mười mấy vòng trong thư phòng, rốt cuộc hạ quyết tâm. Cầm điện thoại lên, không lâu sau, điện thoại kết nối, lưng Khổng Đoan đột nhiên hơi cong xuống, giọng điệu tương đối cung kính, ân cần thăm hỏi. Bí thư Tống, chào ngài, tôi là Khổng Đoan ở thành phố Đồng Lĩnh. Là tiểu Khổng à, cứ gọi là chú đi, gọi bí thư nghe xa lạ quá. Chúng ta là người nhà mà. Phó bí thư tỉnh ủy Tống Tử Lương giọng điệu ôn hòa, thân thiết. Kỳ thực, lão chẳng phải chú cháu gì với Khổng Đoan, mà là chú họ xa của Tống Chân vợ Khổng Đoan, loại quan hệ thân thích này chắc phải bắc tám cây tre mới tới. Tuy nhiên, vì cha của Khổng Đoan với Khổng Chính Húc bộ xây dựng có quan hệ. Trước kia Tống Tử Lương có thể ngồi lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy cũng nhờ Khổng Chính Húc ở Bắc Kinh trợ giúp mới có thể lên được. Cho nên, Tống Tử Lương rất chiếu cố Khổng Đoan. Vâng, chú Tống. Khổng Đoan kêu một tiếng, trầm ngâm xem nên hỏi như thế nào cho phải. Tuy nhiên, Khổng Đoan còn chưa nghĩ ra thì Tống Tử Lương đã mở miệng trước. Tiểu Khổng, có phải cháu muốn hỏi chuyện tổ điều tra bỏ đi đúng không? Vâng, chú, cháu thực sự không hiểu. Lúc họ tới vô cùng khí thế, nói gì mà chưa điều tra được thì chưa thu binh. Nhưng, sau đó, mới được vài ngày đã bỏ đi. Chẳng lẽ họ xuống đây chỉ là mánh lưới gì đấy? Cháu thực sự không thể nào hiểu được ý nghĩa thực sự của tổ điều tra. Còn nữa, từ các loại dấu hiệu, chủ nhiệm Điền xuống đây là muốn điều tra thật. Kết quả, ngay cả ông ta cũng mất đi khí thế, có phải có tín hiệu gì từ cấp trên nên gió mới đổi chiều không? Hoặc là lãnh đạo cấp trên nhúng tay vào việc này, tạo áp lực khiến tổ điều tra không thể không bỏ đi. Trước mặt Tống Tử Lương Khổng Đoan khá can đảm, cái gì cũng dám hỏi. Chú có thể nói rõ với cháu, lúc đầu bọn họ xuống chắc chắn không phải trò mánh lưới gì. Chủ nhiệm Điền không tin người của Diệp Phàm, ngay cả cảnh sát có vũ trang cũng mượn từ trên tỉnh xuống. Nghe nói năm ngoái vì chuyện tổ điều tra Giang Đô mà chủ nhiệm Điền và Diệp Phàm nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn này tương đối sâu, chắc hẳn đến mức không thể nào giảng hòa được. Lần này chủ nhiệm Điền xuống, là có ý bắt Diệp Phàm. Chỉ có điều, trong chuyện này có chút phức tạp. Cháu thấy không, lần này họ xuống không thông qua tỉnh. Cho nên, các đồng chí trên tỉnh phải giả ngu, không có ai xuống phối hợp cả. Mãi 2-3 ngày sau bí thư La mới sắp xếp trưởng ban thư ký tỉnh ủy Đỗ Thanh Linh xuống. Vì, không thể nào giả ngốc được nữa. Đỗ Thanh Linh cũng chỉ xuống một chút, đại diện cho tỉnh ủy Tấn Lĩnh chào hỏi rồi quay về ngay. Bí thư Tống nói. Bí thư La sắp xếp như vậy là có ý gì? Khổng Đoan hỏi. Ha ha, rất đơn giản. Tổ điều tra xuống nếu đã biết thì lão không thể không sắp xếp người xuống thăm hỏi. Thứ hai, trưởng ban thư ký Đỗ lập tức trở về ngay, điều này chứng tỏ đồng chí La Khảm Thành không hề nhúng tay vào việc của tổ điều tra. Tổ điều tra các anh độc lập điều tra. Chứng tỏ, trong lòng đồng chí La Khảm Thành cũng có băn khoăn gì đó. Bằng không, Tống Tử Lương nói đến đây thì ngừng lại. Bằng không, cơ hội này khó mà có được đúng không? Đối với đồng chí Diệp Phàm này, ai cũng biết là người của Tề Chấn Đào. Bí thư La chẳng lẽ không muốn mượn cơ hội này để đá thằng nhãi kia đi? Khổng Đoan hừ nói. Ha ha, bí thư Tống mỉm cười hai tiếng nói. Tiểu Khổng, cháu nhìn được một, không nhìn được hai. Hai. Khổng Đoan thì thầm trong miệng. Đúng vậy, chuyện này không đơn giản thế đâu. Có thể nói một hòn đá có thể tạo nên ngàn đợt sóng. Bộ trưởng Khổng mới gọi cho tôi nghe nói chuyện này là được đưa vào tài liệu tham khảo. Người đưa lên có mục đích gì? Đồng chí Ngưỡng Thành dĩ nhiên sẽ có băn khoăn của riêng mình. Cháu nghĩ xem, chuyện này, muốn làm lớn lên, ắt hẳn sẽ dính đến tỉnh ủy Tấn Lĩnh. Đến lúc đó, nếu một vài đồng chí đứng ra nói mấy câu, trong lòng đồng chí Ngưỡng Thành không phải cũng khó chịu sao? Cho nên, so với nguy hiểm chuyện này đem đến cho mình thì việc bắt Diệp Phàm trở thành chuyện nhỏ xíu.
làm lãnh đạo muốn xử ai, đầu tiên phải suy xét xem xử trí nó có ảnh hưởng gì đến mình không. Khi bản thân không bị tổn thất hoặc tổn thất cực nhỏ thì mới có thể ra tay. Cái này gọi là tối đa hóa lợi ích, Tiểu Khổng, cháu phải chú ý những điều này. Người xưa nói, đả thương địch thủ 1000 lần, tự hại mình 800 lần. Phương pháp này không thể dùng được, bản thân mình cũng bị tổn thương thì còn làm gì? Bí thư Tống chỉ dẫn cho Khổng Đoan. 2. Tiếc thật. Khổng Đoan thở dài, kỳ thực, đang biểu đạt ý mình đến Tống Tử Lương. Không cần ủ rũ, cơ hội luôn có. Mấu chốt là cháu phải luôn sẵn sàng. Cơ hội, trước nay luôn dành cho những người có chuẩn bị. Huống chi, có nhiều cơ hội đều do chính mình tạo ra. Thiên hạ chẳng có chiếc bánh nào là cho không đâu. Nhưng, cháu cũng an tâm đi, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lời nói của Tống Tử Lương thâm sâu, Khổng Đoan cân nhắc vẫn chưa hiểu được. Tuy nhiên, gã cũng không tiện hỏi, không thể khiến cho người ta thấy phiền phức, dù nói Tống gia người ta chiếu cố mình, nhưng đó cũng vì nể mặt thế hệ trước. Mấy ngày trôi qua, thành phố Đồng Lĩnh rất yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chương 2326, tẩy bài lớn. Diệp Phàm biết, tất cả mọi người đang xem chừng ý kiến xử lý của tổ điều tra. Cho nên, tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi. Ngày 20 tháng 1 năm 2005, kết quả xử lý rốt cục cũng có. Dĩ nhiên, trong mắt rơi đầy đất, hơn nữa, còn khiến vài đồng chí suốt đời khó quên. Hôm đó vừa hay là thứ năm, một chủ nhiệm cấp sở của phòng đốc tra nội các chính phủ tên Trần Quang xuống. Đi cùng với đồng chí Trần Quang xuống thành phố Đồng Lĩnh là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Chu Thiên Minh. Đối với việc Chu Thiên Minh đến, các đồng chí của thành phố Đồng Lĩnh trong lòng nghi hoặc. Chu Thiên Minh là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đâu phải là khảo hạch bổ nhiệm cán bộ chứ, theo lý mà nói phải là người của ủy ban kỷ luật đi cùng với đồng chí Trần Quang xuống mới đúng chứ. Lần này xuống, chắc chắn là xử lý cán bộ. Trong chuyện này có phải là có huyền cơ gì không? Diệp Phàm thi triển đôi mắt ưng âm thầm quan sát Cao Thành và Khổng Đoan. Trên người Cao Thành sóng khí khá vững chắc, chỉ hơi run sợ, chứng tỏ đồng chí Cao Thành trước đó cũng không biết được tin tức gì có liên quan. Hơn nữa, thằng này chắc hẳn có chút mong chờ. Trái lại, Khổng Đoan người này tuy nói vẻ mặt điềm tĩnh tự nhiên. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được sóng khí trên người y rất bất ổn. Hơn nữa, từ độ chấn động của sóng khí Diệp Phàm đoán trong lòng lão này thiếu bình tĩnh. Kích động cái gì, chưa tuyên bố gì đã kích động đến thế rồi. Dục vọng của tên này ghê thật, trong lòng Diệp Phàm thầm phán. Vì, tối qua Tề Chấn Đào đã gọi điện tới. Diệp Phàm sớm biết những biến đổi nhân sự lớn trong tỉnh. Khổng Đoan kích động như vậy, chắc chắn cũng có người trên tỉnh nhắc nhở y. Chỉ có Cao Thành là thảm nhất, đến giờ chỉ biết ngây ngốc đứng đó. Kỳ thực, chỉ có thể nói Cao Thành xui xẻo. Trước kia lão lãnh đạo của y đã lui về tuyến 2, dĩ nhiên, tin tức trên tỉnh sẽ không còn được linh hoạt nữa rồi. Hơn nữa, lần này tỉnh ủy điều chỉnh biên độ rộng đối với bộ máy thành ủy thành phố Đồng Lĩnh, cũng chưa hề thông qua Diệp Phàm. Hoàn toàn là do bộ máy tỉnh ủy trong 2 ngày qua tự định đoạt. Có lẽ, tỉnh ủy sớm đã muốn động vào bộ máy thành phố Đồng Lĩnh rồi. Chỉ là chưa có mồi lửa để dẫn đến điều chỉnh nhân sự. Lần này tổ điều tra của cấp trên xuống chính là ngòi dẫn rồi. Tuy nhiên, sau khi biết được tin tức từ miệng Tề Chấn Đào, Diệp Phàm cũng hơi lạnh người. Theo tỉnh ủy, bộ máy thành ủy thành phố Đồng Lĩnh điều chỉnh như sau. Cao Thành điều đi, Khổng Đoan thăng chức chủ tịch thành phố Đồng Lĩnh. Đám người trong tập đoàn của Khổng Đoan, phó chủ tịch thành phố Tất Phân Lý, bí thư đảng ủy công an Trì Hạo Cường, ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư quận ủy quận Đồng Lĩnh Nhâm Tín Thiên 4 người hợp thành tổ bất bại. Diệp Phàm cảm thấy nhức đầu, Khổng Đoan tiếp nối đám Cao Thành, người ta thăng chức, lực lượng kia càng thêm hùng hậu. Điều khiến Diệp Phàm đau đầu là người thay Khổng Đoan tiếp nhận vị trí bí thư đảng quần chúng tên Sa Quân, người này vốn là thư ký của bí thư tỉnh ủy La Khảm Thành. Là người của văn phòng tỉnh ủy xuống. Rõ ràng trên trán của người ta dán một chữ La to đùng, cái danh nguyên thư ký thứ nhất của tỉnh ủy đúng là uy phong. Chắc hẳn là muốn gây sức ép gì đó ở thành phố Đồng Lĩnh. Nghe nói, Sa Quân này rất kiêu ngạo, từ khi đến tỉnh Tấn Lĩnh gã luôn đi theo La Khảm Thành. Nghe nói cũng được gần chục năm rồi, trước kia vài phó chủ tịch tỉnh và nhân vật số một cấp sở đi tìm La Khảm Thành, thư ký Sa Quân này còn nhăn mặt. Nếu nói người này mà sợ Diệp Phàm,
căn bản đó chỉ là nói dối. Diệp Phàm nghĩ được một số điều gì đó, lần này La Khảm Thành chịu để cho Khổng Đoan lên, chắc hẳn là có thương lượng gì đó với nhân vật số 4 tỉnh ủy Tống Tử Lương. Tuy nhiên, La Khảm Thành La Thượng Tiên này cũng không hoàn toàn nhường lại thành phố Đồng Lĩnh. Vừa điều xa quân xuống, đồng thời cũng điều trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Đào Cư Lễ đi, trưởng ban tổ chức cán bộ mới nhậm chức tên Trần Đại Hải. Người này Diệp Phàm không biết lắm, là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Long Giang đề bạt đến thành phố Đồng Lĩnh. Nếu người này cũng là người của La Khảm Thành sắp xếp xuống hợp tác với Sa Quân. Bên này có bí thư đảng quần chúng Sa Quân mạnh mẽ nắm giữ công tác nhân sự, lại thêm một Trần Đại Hải nhiều lời nữa, thì bí thư Diệp Phàm làm sao còn nắm được công tác nhân sự trong tay. Vì trước đó có nhận thông báo, cho nên, trong căn tin thành ủy có rất nhiều ghế. Toàn bộ các cán bộ cấp phó cục của thành phố đều vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế. Đừng thấy thành phố Đồng Lĩnh là một thành phố không tệ, tuy nhiên, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ngay cả một phòng họp lớn cũng không có. Bình thường muốn mở hội nghị vài trăm người đều phải mở tại căn tin. Đầu tiên là đồng chí Trần Quang của phòng đốc tra nội các chính phủ đọc quyết định. Các đồng chí, tôi là Trần Quang, được ủy thác của phòng đốc tra văn phòng nội các chính phủ, đại diện phòng đốc tra đọc quyết định xử lý của tổ điều tra liên hợp lần trước. Sau khi được tổ điều tra rõ, sự thật về mỏ than Hải Sơn đã rõ ràng. Chuyện này nguyên nhân bắt đầu từ việc kêu oan của hai mẹ con. Lúc đó đồng chí Diệp Phàm mới đến nhậm chức tại thành phố Đồng Lĩnh chủ trương cố gắng triển khai điều tra lập tức. Theo ghi chép cuộc họp của thành ủy, đồng chí Cao Thành không đồng ý điều tra. Tuy nhiên, cuối cùng sự việc này vẫn được điều tra rõ ràng. Xuất phát từ đại cục, đồng chí Diệp Phàm đã khéo léo báo việc này lên trên. Chủ tịch Phượng Thảo Thiên của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc, cấp trên của mỏ than Hải Sơn đã bị bắt, đến giờ vẫn còn ở nhà giam. Hơn nữa, đám người có liên quan của thành ủy thành phố Đồng Lĩnh cũng đã bị xử lý. Tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc cũng đồng ý quyên tặng một khoản tiền. Trần Quang nói đến đây thì dừng lại một chút. Vẻ mặt y nghiêm túc liếc mắt nhìn mọi người, đột nhiên volume tăng lên, nói. Thông qua kiến nghị phòng đốc tra đưa lên cùng với nghiên cứu của cấp trên, tỉnh ủy Tấn Lĩnh quyết định, ghi tội xử phạt đảng nội đồng chí Cao Thành, ủy viên thường vụ, phó bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố Đồng Lĩnh. Ghi tội xử phạt đảng nội đồng chí phó chủ tịch thành phố phân công quản lý khối công tác mỏ than, đồng chí Ngô Dụng, đồng thời, cắt bỏ chức vụ phó chủ tịch thành phố. Xử lý cục giám sát an toàn thành phố Đồng Lĩnh. Ngoài ra, phòng đốc tra nhấn mạnh một điểm, đó là. Trần Quang nói đến đây cố tình dừng lại, liếc mắt nhìn mọi người, nói. Phòng đốc tra nhấn mạnh, yêu cầu đồng chí Diệp Phàm dí ẩm sát, đốc thúc cán bộ các cấp của thành phố Đồng Lĩnh thực hiện theo pháp luật, tuân thủ thể chế quốc gia. Không vì lợi ích nhỏ mà bao che lẫn nhau, thậm chí làm ô dù cho các doanh nghiệp. Tất cả đều phải kinh doanh hợp pháp, phát triển kinh tế. Dĩ nhiên, kết quả này, Cao Thành thực sự khó có thể chấp nhận được. Diệp Phàm thấy rõ, tay của chủ tịch thành phố Cao nắm chặt lại. Đầu nắm đấm kia hung hăng chĩa vào đài chủ tịch phía dưới hộc bàn. Tuy nhiên, để tránh chiếc bàn bị mình làm xê dịch kéo theo ánh mắt của toàn hội trường, Cao Thành không thể không dùng bàn tay còn lại giữ chặt bàn. Tay Cao Thành run lên, tuy nhiên, vẻ mặt che giấu không tệ, sắc mặt không chút thay đổi. Chỉ gió điều, đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, máu đã dồn lên đỉnh đầu Cao Thành. Chắc chắn là đang rất dùng lực rồi. Tiếp theo, trưởng ban Chu từ tỉnh ủy xuống sẽ tuyên đọc quyết định của tỉnh ủy, mọi người hoan nghênh. Trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt chủ trì hội nghị chưa nói dứt lời, hai bàn tay cô nàng đã vỗ tay rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đột nhiên, một giọng nói chói tai, điên cuồng vang lên. Từ hàng ghế thứ nhất một bóng dáng nhảy dựng lên, bóng dáng đó vừa nhảy vừa điên cuồng gào thét. Chủ tịch thành phố Ngô, anh làm gì vậy? Cao Thành đứng lên, hét về phía gã béo kia. Chương 2327, chuyện vặt. Cậu làm rất khá rồi, chỉ có điều, một thành phố lớn như vậy, mọi mặt đều muốn làm hết sức hoàn mỹ, điều này hơi khó khăn đấy. Cho nên, cậu không cần phải tự trách mình quá mức. Chẳng ai hoàn mỹ cả, kim vô thuần kim, chỉ cần sau này có thể rút kinh nghiệm, chú ý cải thiện là được rồi. Chu Thiên Minh giọng điệu hòa hoãn, nói tiếp. Đồng chí Đại Hải từ ban tổ chức cán bộ thành ủy tỉnh Long Giang điều tới. Đồng chí này rất thích học hỏi, cậu ấy thường xuyên đến văn phòng tỉnh ủy học hỏi các đồng nghiệp lãnh đạo.
các đồng chí như vậy không nhiều đâu. Diệp Phàm vừa nghe, vừa cân nhắc, lập tức cả kinh, trong lòng tự nhủ, Sa Quân chẳng những là thư ký của bí thư tỉnh ủy La, hơn nữa còn kiêm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy. Móc nối lại với nhau, thằng nhãi này nháy mắt đã hiểu, chắc chắn là trưởng ban Chu đang nhắc nhở mình. Trưởng ban tổ chức cán bộ Trần Đại Hải mới điều tới và bí thư đảng ủy quần chúng Sa Quân cùng một phe. Hiện tại đã xác định được, hai người này đều do bí thư La sắp xếp xuống. Không thể ngờ tinh thần cầu tiến của đồng chí Trần Đại Hải lại mạnh như vậy, đúng là tấm gương để Diệp Phàm tôi học tập. Diệp Phàm nói, ha ha, Chu Thiên Minh mỉm cười hai tiếng, nói, kỳ thực, ban tổ chức cán bộ thành ủy các anh cũng có nhân tài mà. Chẳng hạn như có vài đồng chí nữ bên đó cũng không tệ. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, đây chính là tín hiệu thứ hai trưởng ban Chu bắn cho mình. Chắc hẳn là đang nhắc nhở, đồng tỉa tiểu có thể dùng được. Thằng này trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút, bằng không, quả thực là đau đầu. Vì, trong ban tổ chức cán bộ thành ủy có một nữ phó chức tên Đồng Tiểu Tiểu. Hơn nữa, từ những tin tức trưởng ban Chu truyền đến có thể thấy trưởng ban Chu vẫn tương đối tín nhiệm hắn. Bằng không, sẽ không mở miệng đề cử nữ đồng chí này. Cái này, đối với lãnh đạo mà nói là chuyện tương đối kỵ húy. Vâng, trưởng ban Đồng Tiểu Tiểu không tệ, tuy nói là đồng chí nữ. Nhưng rất giỏi giang. Hơn nữa, làm việc rất nghiêm túc. Diệp Phàm nói. Đoàn người của trưởng ban Chu nghỉ ngơi một lát thì về tỉnh. Đêm khuya, Diệp Phàm chạy tới Long Giang. Vừa hay gặp Tề Thiên đang về nhà, Diệp Phàm cũng đi cùng. Biết Diệp Phàm đến, Tề Chấn Đào cùng vợ Phong Nhã Mai đều chưa ngủ. Diệp Phàm vừa vào Tề ra, Tề Chấn Đào đã cười nói. Nhã Mai, đem đồ ăn khuya lên, anh với Diệp Phàm. Tề Thiên vừa ăn vừa nói chuyện. Phong Nhã Mai biết, ông xã chắc chắn có chuyện muốn nói với Diệp Phàm, nên cũng bưng đồ ăn khuya nóng hổi lên rồi bước lên lầu. Vì, Tề Chấn Đào không thích phụ nữ xen vào chuyện chính sự. Bình thường cần nói chuyện đều vào thư phòng. Phong Nhã Mai cũng hiểu được điểm này, bình thường có việc gì cần nói thì bản thân bà đều lựa chọn cách lảng tránh. Tuy nhiên, trước khi lên lầu Phong Nhã Mai cười nói. Diệp Phàm. Chuyện của cháu cũng ổn cả rồi. Cuối năm cưới chưa, cô thèm uống rượu mừng rồi. Cái này, cuối năm nay chắc chắn không được. Kế hoạch là sang năm. Cô cũng biết cuối năm cháu rất bận rộn mà. Diệp Phàm sắc mặt khó coi, khiến Tề Thiên ngồi cạnh bật cười nói. Mẹ, anh Diệp chưa muốn bị vây thành đâu. Mẹ xem con này, giờ xui xẻo biết mấy, toàn bị vây lại thôi. Vây vậy mới tốt, con xem. Trước kia chưa có Diệp Thu có thấy bóng dáng con đâu. Con nói xem, cả năm con về nhà được mấy lần. Có về Thủy Châu cũng đi uống rượu, đánh bài với bạn. Hơn nữa, thường xuyên về Thủy Châu mà không ghé nhà. Con cho rằng mẹ không biết được hành tung của con à. Giờ thì tốt rồi, cũng thường về thăm nhà. Tuy nhiên, lão Tề, anh xem, khi nào thì điều Diệp Thu qua đây luôn. Bằng không, Tề Thiên phải đi về Thủy Châu cũng phiền phức. Phong Nhã Mai tức giận nói với con trai. Không cần, con về Thủy Châu cũng tiện mà đúng không? Điều đi điều lại làm gì cho phiền phức? Tề Thiên vội nói, còn nháy mắt với Diệp Phàm, dĩ nhiên là hy vọng Diệp Phàm sẽ nói giúp. Có gì phiền phức, Diệp Thu đến đây có thể chăm sóc cho Tề Thiên. Chú Tề, nên điều Diệp Thu về nhanh nhanh đi. Tề Thiên ở trong bộ đội cũng được cấp nhà tại thành phố Đồng Lĩnh mà. Đến lúc đó Diệp Thu cứ ở thành phố Đồng Lĩnh là được. Tề Thiên về thành phố Đồng Lĩnh cũng nhanh, lái xe chừng một tiếng là tới rồi. Diệp Phàm không thèm để ý tên đó, lời nói vừa ra khỏi miệng, đương nhiên đã bị tên nhãi Tề Thiên kia hung hăng chừng mắt. Chừng cái gì, tiểu tử con sinh trong phúc mà không biết phúc. Tề Chấn Đào cũng nhìn thấy, dạy dỗ đứa con một câu, trầm ngâm trong chốc lát, nói. Cũng tốt, sang năm chuyển cho Diệp Thu tới đây, cứ cởi bộ quân trang kiếm vị trí nào nhàn nhã công tác là được rồi. Cái này chắc hẳn Diệp Thu không đồng ý, trước kia Diệp Thu thích báo săn. Lúc trước Mai ra có bức cô ấy cũng không chịu cởi bộ quân trang. Sau lần bị thương phải rút khỏi báo săn, Diệp Thu cũng không chịu cởi quân trang, giờ công tác bên đoàn văn công cũng không tệ. Cho nên, muốn điều đến đây, con thấy, cũng phải hỏi ý cô ấy. Thông thường mà nói thì điều đến quân phân khu thành phố Đồng Lĩnh cũng được. Tề Thiên nói, cái này cũng dễ thôi.
đến lúc đó để cháu nói với tư lệnh lã quân khu thành phố Đồng Lĩnh một tiếng là được. Bảo anh ta kiếm chỗ nào nhàn nhã cho Diệp Thu làm. Như vậy, Diệp Thu vẫn ở bên quân đội. Diệp Phàm cười nói. Ừ, như vậy cũng được. Tề Chấn Đào gật đầu. Anh Diệp, nghe nói thành phố Đồng Lĩnh các anh cải tổ triệt để rồi. Tề Thiên vừa ăn canh vừa nói. Đúng vậy, lần này thay đổi quá đột ngột, tôi chưa chuẩn bị gì về mặt tư tưởng. Nếu không, đâu vội vàng đến thỉnh giáo chú Tề thế này. Diệp Phàm nói. Thằng nhóc cậu muốn đến đây nghe tin tức chứ thỉnh giáo cái gì? Tề Chấn Đào tức giận hừ nói. Ha ha, chú Tề, cháu coi chú là người thân mà. Huống chi, thành phố Đồng Lĩnh là do chú Tề gọi cháu xuống. Cháu đây dù nói thế nào cũng không thể nào làm mất mặt chú đúng không nào? Diệp Phàm cười hì hì hai tiếng. Diệp Phàm, chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Tề Chấn Đào mặt trở nên nghiêm túc. Vâng. Diệp Phàm gật gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát, nói. Cũng không biết tên chó đẻ nào đem chuyện này báo lên tài liệu tham khảo nội bộ, may là lần này cháu hành động nhanh hơn, bằng không, gặp hạn cả rồi. Đây cũng là bài học, đến giờ tôi vẫn không hiểu được. Lúc đầu chuyện lớn như vậy mà cậu cứ nhất định phải khống chế trong phạm vi thành phố Đồng Lĩnh. Tuy nói tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc vì muốn thoát khỏi chuyện này đã cho thành phố Đồng Lĩnh các cậu không ít ưu đãi. Tuy nhiên, chẳng lẽ tầm nhìn của Diệp Phàm cậu lại hẹp như vậy? Được lợi là nhà nước, nhưng, mũ quan là của cậu. Kết quả xảy ra chuyện gì thì người ta sẽ không nói tốt cho Diệp Phàm cậu mà sẽ dùng đó làm dao đâm cậu. Nếu lúc đầu cậu báo lên trên theo đúng quy củ, việc này sẽ không liên quan gì đến cậu. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không bị dính đến. Vì, thời điểm xảy ra tai nạn mỏ tôi vẫn chưa đến Tấn Lĩnh. Chuyện này cậu xử lý thật sự không thỏa đáng. Tề Chấn Đào nói. Chú Tề, việc này rất phức tạp. Trong đó có vài gút mắc lớn, cháu không muốn nói. Chuyện này, có liên quan đến bí mật quốc gia, không tiết lộ được. Diệp Phàm nói. Bí mật quốc gia. Tề Chấn Đào rõ ràng sửng sốt, về sau, như thoáng chút suy nghĩ, gật gật đầu, nói. Nếu đã liên quan đến bí mật quốc gia thì cậu không cần phải nói. Tôi đoán, chuyện lần này có thể dàn xếp được, là vì liên quan đến bí mật này. Vâng, vốn là chuyện này. Diệp Phàm gật đầu nói. Thì ra là thế. Tề Chấn Đào nhìn trần nhà, rồi lại hớp một hớp canh. Diệp Phàm đứng lên đưa một điếu thuốc rồi mồi cho lão. Cậu còn cái này nữa không? Tề Chấn Đào hút một hơi hỏi. Vừa nãy có đem đến cho chú một cây thuốc với hai chai rượu. Diệp Phàm nói. Ờ, tiểu tử cậu coi như vẫn chưa quên chú Tề này. Tề Chấn Đào trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Sao quên chú Tề được? Diệp Phàm nói, anh, có thể cho em một chai rượu được không? Tề Thiên hai mắt chợt lóe lên, cười tủm tỉm nói. Lần trước không phải cho cậu mấy chai rồi à? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Có phải tôi mở nhà máy rượu, thuốc lá đâu? Khi nào tôi có thể ngồi lên vị trí của chủ nhiệm Điền thì may ra mới cho cậu nhiều hơn được. Cũng chưa chắc, cậu mà ngồi lên vị trí của chủ tịch Điền, hạn ngạch của mấy thứ này cũng nghiêm khắc lắm. Chủ nhiệm Điền có thể chiếm riêng được một ít, chứ không thể chiếm số lượng lớn được. Tề Chấn Đào chen vào nói. Ba, thuốc lá này coi mở trước, lấy hai gói. Tề Thiên chạy đến bàn trà, cầm cây thuốc lên. Đừng có mở, mấy ngày nữa ba đi Bắc Kinh. Tề Chấn Đào nói, Tề Thiên buồn bực đặt thuốc lá xuống, tuy nhiên, ánh mắt lại nhìn theo Diệp Phàm. Cầm lấy đi, bên trong có ba gói, cậu lấy hai gói đi. Diệp Phàm bị tên này làm cho không còn cách nào khác, bèn đặt túi sách của mình lên bàn. Tuân lệnh. Tề Thiên cười híp mí. Người đâm dao không cần phải đoán, đối thủ của cậu không ít. Chỉ cần bản thân mình làm đúng, không sợ bị người khác đâm. Tuy nhiên, chuyện lần này nếu dính đến cơ mật quốc gia thì không thể nào đem ra giải thích rõ được. Đúng là làm khó cậu rồi. Tề Chấn Đào hút một hơi, nói. Có cách gì khác, bên này không thể giải thích. Bên đối đầu đâm một dao. Mẹ nó, đúng là làm nghẹn chết cháu mà. Diệp Phàm mắng một câu. Được rồi, qua rồi thì thôi. Tề Chấn Đào khoát tay, liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói. Khổng Đoan thay vị trí của Cao Thành, người này lòng dạ rất sâu, chắc hẳn còn khó đối phó hơn cả Cao Thành. Vâng, hắn có 4 vé bên ủy viên thường vụ, trước kia còn Cao Thành hắn chỉ có được 3 vé mà thôi.
Phượng Thủy Linh kia hướng về phía Khổng Đoan rồi. Diệp Phàm nhíu mày nói. Chắc hẳn càng đâm càng đau ngón tay thôi. Tề Chấn Đào dập điếu thuốc nói. Vâng, Sa Quân người này nghe nói trước đây rất ồn ào. Tuy nhiên, cháu cũng không rõ. Bí thư là tại sao lại dung túng cho y làm những chuyện như vậy, không sợ làm bại hoại thanh danh của bí thư là sao? Diệp Phàm hỏi. Người này không đơn giản, sau lưng có người. Tề Chấn Đào hừ nói. Thì ra là thế, vậy sau lưng y là ai chú Tề có biết không? Diệp Phàm hỏi, dĩ nhiên, muốn áp chế Sa Quân, thì phải nắm rõ lai lịch của y. Chương 2328, tin vui. Không rõ lắm, tuy nhiên, bằng trực giác, lại thêm đồng chí La Khảm Thành dễ dàng dung túng y như vậy. Tôi cảm giác người này có vốn để được nuông chiều. Bằng không, với tính cách đó, thái độ đó, sớm đã bị đồng chí La Khảm Thành đạp một đạp xuống địa phương rồi. Tề Chấn Đào khẽ lắc đầu. Quái, ở Bắc Kinh hình như cũng không nghe nói có quan lớn nào họ Xa. Lúc này, Tề Thiên ở bên cũng thì thầm một câu. Đổi suy nghĩ đi, con đừng có nhìn chằm chằm vào họ Xa như vậy. Có thể suy nghĩ từ nhiều góc độ, mẹ của Sa Quân là phụ nữ. Cho nên, không nhất thiết phải tìm họ Xa, đó là một sai lầm đấy. Tề Chấn Đào nói. Giờ hay rồi, Cao Thành đi, hồ ly Khổng Đoan thay vị trí anh ta. Nghe nói người này có chút thân thích với Bộ trưởng Khổng ở Bộ Xây Dựng. Bí thư La lại đưa tên Sa Quân kiêu ngạo xuống. Nghe nói Trần Đại Hải cũng là người của La Thiên Thượng Tiên. Đây đúng là việc vui, bí thư đảng quần chúng liên kết với trưởng ban tổ chức cán bộ, Diệp Phàm cháu làm sao quản ngũ quan đây. Đây rõ ràng là muốn đoạt quyền, bí thư cháu đây bên khối chính phủ bị Khổng Đoan, chủ tịch thành phố nắm giữ, còn ở thành ủy bị Sa Quân và Trần Đại Hải chặn lại. Những ngày tháng này, xem ra không để cho cháu sống nữa rồi. Diệp Phàm nói, cậu để tâm một chút, cuộc sống của cậu chật vật. Tuy nhiên, tôi nghĩ, vấn đề gì cũng có cách để giải quyết. Hơn nữa, tôi tin vào năng lực và nhãn lực của cậu. Sa Quân kiêu ngạo, Diệp Phàm cậu vẫn là nhân vật số một của thành phố Đồng Lĩnh. Tề Chấn Đào hừ nói, ha ha, nếu bàn về vấn đề kiêu ngạo, ai có thể kiêu ngạo qua anh nữa? Nghe nói anh lần đầu tiên đi báo cáo ở ban tổ chức cán bộ trung ương, đã đánh một cán bộ cấp cục, còn đối đầu với một thứ trưởng. Sa Quân đứng trước mặt anh, còn chẳng đáng xách dép cho Diệp Phàm anh, em nhổ vào. Tề Thiên cười gượng. Ha ha, trước kia đồng chí Tiểu Diệp chỉ là một tổ trưởng nhỏ ở đập nước Thiên Thủy mà còn dám đối đầu với Tề Đại Pháo phó chủ tịch thường trực tỉnh Nam Phúc này mà. Sau đó, nghe nói bí thư tỉnh thành cũng bị Diệp Phàm đấm cho vài đấm, cho nên... không cần lo lắng quá đâu. Sa Quân, cho dù có phân lượng, nhìn tin là đồng chí Tiểu Diệp hoàn toàn có thể dàn xếp được. Không ngờ Tề Chấn Đào chuyển sang dụ dỗ Diệp Phàm. Đắc chí nhất chính là đồng chí quyền chủ tịch thành phố mới nhậm chức Khổng Đoan, trong một gian phòng xa hoa của Phong Vân Lầu có mấy người đang ngồi. Tất Phân Lý, Tri Hạo Cường, Nhâm Tín Thiên, Vạn Phú Tài đều có mặt. Trên bàn, đều là những thành viên nòng cốt ở thành phố Đồng Lĩnh của Khổng Đoan. Bốn ủy viên thường vụ tất cả, chiếm mất 30% số phiếu của hội nghị thường vụ thành phố Đồng Lĩnh rồi. Tuy nhiên, chủ tọa không phải Khổng Đoan, mà là một thanh niên đẹp trai, mặc áo khoác đen. Trong tiết trời mùa đông, mà trong tay người này còn phe phẩy một chiếc quạt có nét vẽ rất đẹp. Khổng thiếu gia, đã lâu không gặp, Phú Tài kính anh một ly. Vạn Phú Tài vẻ mặt nịnh nọt nhấc ly rượu lên, Khổng thiếu gia là Khổng Đông Phong tự xưng Ngọa Long. Chủ của Phong Vân Lầu này. Khổng Đông Phong rất kiêu ngạo, chỉ hừ một tiếng, y cầm lấy ly rượu, dường như chỉ vươn đầu lưỡi liếm khẽ một chút. Tuy nhiên, Vạn Phú Tài vị thần tài lớn của thành phố Đồng Lĩnh ngay cả bí thư Diệp cũng chẳng thèm để vào mắt này vẻ mặt không có chút gì là không hài lòng, vẫn tươi cười uống cạn ly rượu, bộ dạng rất vinh hạnh ngồi xuống. Đúng rồi, cục trưởng Vạn, sao đến giờ anh vẫn chỉ là cục trưởng vậy? Khổng Đông Phong vừa nói câu thứ hai, da mặt dày già nua của Vạn Phú Tài hơi đỏ lên. Thằng này tương đối xấu hổ, miệng ấp úng không biết nên trả lời thế nào. Ha ha, Đông Phong, cục trưởng Vạn không bao lâu nữa anh phải gọi là phó chủ tịch thành phố Vạn đấy. Lúc này, Khổng Đoan vẻ mặt thân thiết cười nói. Kể ra, cha của Khổng Đoan với cha của Khổng Đông Phong là anh em kết nghĩa. Khổng Đông Phong còn phải gọi Khổng Đoan là anh, tuy nhiên... Khổng Đông Phong người này mắt cao hơn trán. Y sẽ không thừa nhận chuyện đó. Ồ,
Xem ra, Đông Phong tôi phải chúc mừng chủ tịch thành phố Vạn rồi. Khổng Đông Phong thản nhiên cười cười còn lắc lắc cây quạt. Chỉ có điều y lại cầm ly rượu lên liếm một chút rồi đặt xuống. Hải Vạn Phú Tài vô cùng vội vàng đứng lên uống cạn một hơi, còn nở ra một nụ cười tươi trên mặt. Cảm ơn, việc này đều phải dựa vào chủ tịch thành phố Khổng cân nhắc. Vạn Phú Tài cười nói. Phú Tài, anh phải nắm chặt một chút, tuy nói Ngô Dụng bị cắt chức, lại đi Lâm Nguyệt rồi. Ở thành phố lập tức trống hai vị trí phó chủ tịch thành phố. Tuy nhiên, toàn tỉnh cũng không ít người nhìn chằm chằm vào đấy. Đúng rồi, gần đây anh với Tuyên Minh Đường của Cục Giao thông khá hăng hái. Nghe nói hạng mục cải tạo phố Tân Long sở tài chính tỉnh cấp 30 triệu rồi, sao lại rót xuống? Anh có hỏi giám đốc Sở Vạn xem là vị thần nào đã xuất ngựa dàn xếp việc này không? Khổng Đoan hỏi, đối với việc này y cũng rất hiếu kỳ. Việc này, anh tôi không nói gì hết. Vạn Phú Tài lắc đầu, mặt nhăn lại. Hai, đoán chừng là cấp trên ép xuống rồi. Việc này, chắc hẳn có liên quan đến hắn. Tất Phân Lý thở dài. Hắn này đương nhiên là chỉ Diệp Phàm rồi. Chắc chắn rồi, Mễ Nguyệt rất thân với hắn, chắc hẳn đã lên giường rồi. Hắn không giúp cô ta thì ai giúp? Chi Hạo Cường châm chọc nói. Mễ Nguyệt, chính là Mễ Nguyệt bên thành ủy à? Tôi nghe nói Phượng Thảo Thiên tuyên bố ở Phong Vân Lầu là trong 3 tháng sẽ biến Mễ Nguyệt thành thiếp của anh ta, có chuyện này sao? Khổng Đông Phong đột nhiên xen vào một câu. Đúng là có chuyện này, chỉ có điều, giờ Phượng Thảo Thiên đang ngồi trong nhà tù rồi. Chi Hạo Cường hừ nói. Phượng Thảo Thiên sợ là cũng bị hắn nhốt vào tù. Khổng Đông Phong nói. Đúng, là hắn, vì vụ tai nạn mỏ than Hải Sơn nên bị bắt. Chi Hạo Cường nói. Xem ra, Bí Thư Diệp rất có năng lực nha. Khổng Đông Phong tôi rất muốn gặp vị thần này để được mở mang kiến thức. Khổng Đông Phong vẻ mặt tự đại cười cười. Sáng hôm sau, 8 giờ Diệp Phàm về đến thành phố Đồng Lĩnh. Đây là thời kỳ rất phi thường. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào, nếu không có mặt sẽ khiến người ta ngờ vực. 9 giờ sáng, Diệp Phàm ngồi trong văn phòng phê duyệt công văn. Lúc này, thư ký Điền Thanh bước vào nói là Phó Bí Thư Sa mới nhậm chức đang ở ngoài phòng khách nhỏ. Ừ, Bí Thư Sa đến đây à? Diệp Phàm lên tiếng bước ra. Thấy Sa Quân đang ngồi bắt chéo chân, tay cầm chén trà, mắt nhìn trần nhà. Thấy Diệp Phàm bước ra, Sa Quân không có ý đứng lên, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, cười nói. Bí thư Diệp đúng là vẫn còn trẻ. Ha ha, anh cũng vậy mà. Diệp Phàm cười cười vốn muốn bắt tay chào hỏi, thấy thằng này kiêu ngạo quá, ngay cả đứng lên cũng không đứng, hơn nữa, đùi phải còn đong đưa nữa. Diệp Phàm xoay người bước về văn phòng. Cũng chẳng quay đầu lại, miệng nói. Bí thư Sa, vào trong này ngồi đi. Ngoài này rất tốt mà, ở ngoài này nói chuyện là được rồi. Sau lưng truyền đến tiếng của Sa Quân. Đây là địa bàn của ông đây, anh dám sai tôi à? Diệp Phàm không để ý đến y, biết người này đang muốn tạo uy thế phủ đầu nhân vật số một thành phố Đồng Lĩnh mình đây. Lúc này nếu nghe lời y thì về sai không cần phải lăn lộn ở thành phố Đồng Lĩnh nữa, cho nên... Diệp Phàm bước thẳng vào phòng làm việc, tuy nhiên, cửa cũng không đóng. Hắn muốn nhìn xem, tên kia có vào hay không. Thư ký Điền Thanh phát hiện, vẻ mặt mỉm cười của Sa Quân lập tức liền âm trầm xuống. Tuy nhiên, Sa Quân cũng không có ý đứng dậy, chân bắt chéo, đong đưa, khóe miệng cười lanh, vừa uống trà vừa nhìn trần nhà. Ước chừng 5 phút trôi qua, thấy thư ký Điền không có ý châm trà. Sa Quân nổi giận. Bộp một cái, chén trà bị y đặt mạnh xuống bàn, hừ nói. Ngay cả trà cũng không rót sao, Bí thư Diệp để anh lại có ích gì. Xin lỗi Bí thư Điền, trà vẫn đang pha, chưa xong. Điền Thanh lạnh lùng nói, bởi vì, anh ta cũng nhìn thấy được chút manh mối, vì chủ của mình, Điền Thanh cũng không xá gì nữa. Đang nấu, một bình trà mà nấu 10 phút à. Sa Quân xem xét ấm trà điện, hừ nói. Hai. Bận quá nên quên mất nhấn công tắc. Thư ký Điền giả vờ ngượng ngùng, nói. Anh nấu tiếp đi. Sa Quân đứng lên, trợn mắt nhìn Điền Thanh, chút giận vào chén trà rồi mới bước về phòng làm việc của Diệp Phàm. Ngồi đi đồng chí Sa Quân. Diệp Phàm mặt không chút thay đổi, chỉ vào chiếc ghế đối diện, tư thế giải quyết việc chung. Nếu hôm nay Sa Quân đã so khí thế, vậy phải hung hăng đè y xuống mới được. Lúc này tuyệt đối không thể mềm yếu. Anh cứng y cứng, anh mềm y mềm. Bí thư Diệp,
chúng tôi mới tới, thành ủy cũng có thay đổi vài người. Tôi nghĩ, hay là mai mở cuộc họp ủy viên thường vụ. Bằng không, ngay cả thành viên bộ máy cũng không biết mặt, vậy thì làm sao triển khai công tác được? Sa Quân nói, yêu cầu của anh rất hợp lý, vốn tôi cũng định như vậy. Nhưng hôm nay bận quá, cho nên, để 9 giờ sáng thứ hai đi. Diệp Phàm nói, Sa Quân chỉ nói một vấn đề như vậy rồi cáo từ. Diệp Phàm gọi điện cho Mễ Nguyệt dĩ nhiên đi sắp xếp. Chỉ chốc lát sau, Vương Long Đông gọi điện, hỏi. Sáng thứ hai gặp mặt à? Ừ, chẳng có vấn đề thảo luận chuyên môn gì. Đương nhiên, chỉ nói vài chuyện cuối năm. Diệp Phàm nói. Nghe nói lần này mở hội nghị thường vụ là do Sa Quân đề xuất. Anh ta có đề xuất vấn đề thảo luận gì không? Vương Long Đông hỏi. Không, tuy nhiên, người này, phải chú ý. Diệp Phàm nói. Nghe nói tên này kiêu ngạo lắm, trên hội nghị lần đầu có thể gây khó dễ ngay không? Vương Long Đông có chút bận tâm. Không cần lo lắng, binh đến tướng chặn, nước tới lấy đất ngăn. Nếu hắn dám gây khó dễ ở hội nghị đầu tiên, chúng ta sẽ cho hắn biết ai là chủ của thành phố Đồng Lĩnh. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tối, Diệp Phàm không ngờ nhận được điện thoại của Kiều Viễn Sơn, ông chỉ nói một câu, chuyện của Kiều báo quốc thành rồi. Thành rồi, phục chức là tốt. Diệp Phàm nói, trong lòng cũng hơi đắc ý, vì chuyện của Kiều báo quốc hoàn toàn nhờ vào Diệp Phàm. Không phải phục chức, nó đi Đức Bình rồi. Kiều Viễn Sơn nói. Chương 2329, hội nghị tổ đặc nhiệm A. Đi Đức Bình làm gì? Trong lòng Diệp Phàm khá kinh ngạc, hỏi nhanh. Bí thư Đức Bình. Kiều Viễn Sơn nói. Bí thư. Diệp Phàm thiếu chút nữa là gọi tên đấy ra, kết quả này, quả thực quá quỷ dị. Theo như Diệp Phàm suy tính, lần này Kiều gia vì chuyện của Kim Thụ Dương mà tạm thời không ra tay. Đúng lúc giải quyết chuyện của bản thân, Kiều báo quốc kia nhiều nhất là tuyên bố hết hiệu lực tạm thời cách chức tỉnh lại mà khôi phục chức vụ ban đầu. Không thể tưởng tượng được rõ ràng còn muốn đưa đến Đức Bình làm thư ký chủ tịch thành phố. Phí mãn thiên kia là ý nghĩa gì, Diệp Phàm thật sự không hiểu thấu. Ừ, anh cảm thấy rất kỳ quái phải không? Kiều Viễn Sơn hỏi. Không phải là kỳ quái, quả thực là khiếp sợ, tôi thật sự không nghĩ ra thư ký phí đảng tính toán cái gì. Diệp Phàm hỏi thẳng. Tin tưởng việc này cũng làm cho Kiều Viễn Sơn khá vừa lòng, bằng không, y sẽ không tự mình gọi điện cho mình. Kỳ thực có chút an ủi khích lệ. Ha ha, suy nghĩ kỹ một chút sự huyền bí trong đó đi, có lợi cho việc rèn luyện năng lực quan hệ xử lý của anh. Tuy nhiên, sự việc ở khu mỏ lần này anh xử lý thật sự không thỏa đáng. Sự kiện kia có thể trực tiếp làm hỏng tiền đồ của anh rồi. Đương nhiên, trong chuyện này đoán chừng có dính đến cái gì. Anh không nói cho tôi, tuy nhiên, làm bất cứ việc gì phải thận trọng. Đừng có coi tất cả các lãnh đạo đều là thằng ngốc. Kiều Viễn Sơn nói một hồi, trong lòng Diệp Phàm ứa ra mồ hôi. Đích xác, trong chuyện này Diệp Phàm mưu lợi rồi. Tôi hiểu. Diệp Phàm nói. Cuối tuần về nhà ăn bữa cơm đi, đến lúc tận lực tận trung cho tổ quốc bọn họ đều đã trở về. Kiều Viễn Sơn sau khi nói xong những lời này liền cúp máy xuống. Sáng ngày hôm sau Diệp Phàm đi thẳng lên tỉnh, ngồi máy bay lên tỉnh. Vừa mới xuống phi cơ liền nhận được điện thoại của Cung Khai Hà, nói là đã bảo Trương Cường đã chờ bên ngoài phi trường rồi. Diệp Phàm vừa đi ra sân bay, chiếc xe Cherokee của Trương Cường đã đứng lại két một tiếng trước mặt. Có phải đã xảy ra chuyện gì quan trọng không, vội vã như vậy bảo tôi quay trở về. Vừa lên xe, Trương Cường liền nhấn ga đi ra ngoài. Diệp Phàm ngồi kế bên tài xế. Nhìn phía trước hỏi. Tôi cũng không rõ rốt cuộc có chuyện gì, tuy nhiên, nhìn thủ trưởng cung như vậy giống như sự việc cũng không nhẹ. Trương Cường nói. Kỳ lạ. Diệp Phàm nói thầm một câu, liếc mắt nhìn Trương Cường một cái, hỏi. Đúng rồi, vấn đề công việc của anh có gì không? Không có, cả ngày chỉ làm có mấy việc vặt thôi. Tôi cảm thấy mình như đội viên đội cứu hỏa, làm gì cũng gọi tôi, cứ làm như thế thực sự thành kẻ chạy cờ rồi. Thần sắc Trương Cường có chút mất mát. Bên kia Lang Phá Thiên đã bình thường rồi. Thủ trưởng cung sao còn chưa sắp xếp công việc cụ thể cho anh? Lão này rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Phàm hừ nói. Tuy nhiên, chính anh có tính toán gì không? Nói trước cho tôi. Đặt lên bàn xem thủ trưởng cung nói. Cứ kéo anh như thế này cũng không phải là một chuyện.
Anh Diệp, anh nói xem tôi đi đến nơi nào thì tốt hơn? Trương Cường hỏi ngược lại Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian ngắn thật khó mà nói, ví như anh chắc chắn không trở về bên báo săn được. Mà đi những chỗ khác cũng không có ý nghĩa gì. Đoàn nội vệ bên kia có anh Lang, nếu không đi quân đội thì thôi vậy. Diệp Phàm nói. Đấy cũng thật là một nơi để đi, chỉ có điều, đi nơi nào đây? Cơ thể Trương Cường chấn động, đạp nhanh phanh lại. Hay là giống như Tề Thiên, trước tiên hãy thăng cấp đã. Với kinh nghiệm của anh, làm sư trưởng hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Phàm nói. Vâng, theo sư đoàn thăng cấp sau này chắc chắn sẽ được đề bạt. Nếu quả thật có thể thăng cấp, tôi thật sự muốn quay về Thủy Châu, giống như sư đoàn dã chiến thành phố Mạc Hương là được. Trương Cường nói. Không được. Diệp Phàm lắc đầu, nghĩ một lúc nói. Tôi nghe nói trước kia anh tốt nghiệp ở Học viện Hải quân. Anh Diệp muốn tôi đi Hải quân sao? Trương Cường hỏi. Cái tên này, ngay cả đến quân hạm còn không làm được. Đầu tiên hãy làm cấp nhỏ một chút ở căn cứ Hải quân tư lệnh viên. Gần giống với sư đoàn kia, sau đó từ từ sẽ đến. Diệp Phàm nói. Được, tôi nghe anh Diệp. Trương Cường gật đầu, nói. Kỳ thực, các vị lãnh đạo trong tổ cũng gia tăng dụ dỗ. Nhân viên ở tổ đặc nhiệm A cũng không khẩn trương như trước đây. Một mình anh Diệp kiêm chức tổ trưởng tổ đặc nhiệm A, chỉ ít ở tổ đặc nhiệm A này, anh Diệp không cần phải ai dụ dỗ nữa. Anh có thể trực tiếp mượn sức mạnh của tổ đặc nhiệm A. Cho nên, tôi ở lại trong tổ là dư thừa. Ý này của anh Diệp rất hay, huống chi, tôi cũng chán ghét những là kẻ chạy cờ như vậy, thật sự đáng ghét. Lại không thể ra ngoài ánh sáng. Dường như làm một chuyện giống như âm mưu làm gián điệp vậy. Nếu như có thân phận bên ngoài, càng tốt. Cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ quay lại nói với thủ trưởng cung một tiếng. Dù sao, thân phận của anh vẫn là người của tổ đặc nhiệm A, cũng không thoát khỏi. Đội viên tổ đặc nhiệm tổ A trên cơ bản đều lấy thân phận khác ở trước mặt công chúng. Mặc dù cũng chỉ là tấm biển treo quân ủy cấp dưới sư đoàn nào đó. Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, lần này Diệp Phàm và Trương Cường đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Xe của Trương Cường là xe đặc chế của tổ đặc nhiệm A, tuy nhiên, cây đại thụ ở tổng cục kia thấp thoáng ở dưới cửa lớn vẫn bị một thiếu tá ngăn cản rồi. Mời xuất trình giấy chứng nhận, chứng minh thư và giấy thông hành. Mặt thiếu tá gầy nghiêm nghị, đưa đôi tay màu xanh lá mạ lên đầu chào. Trương Cường lấy giấy chứng nhận có liên quan ra, vẻ mặt anh thiếu tá cẩn thận sau khi kiểm tra xong đưa trả lại cho Trương Cường, tuy nhiên, anh ta nhìn cái mũ lớn, liếc nhìn chiếc mũ che đi một nửa khuôn mặt Diệp Phàm một cái, nói. Vị này là ai, xin xuất trình giấy chứng nhận. Vì che giấu tai mắt, Diệp Phàm ra vào tổng bộ tổ đặc nhiệm A đều che giấu thân phận và thân hình đi vào. Trước kia đều là người lái xe, ví như Trương Cường sau khi đưa ra giấy chứng nhận liền được trực tiếp đi vào, không ngờ hôm nay lại không được. Đồng chí thiếu tá, hắn là khách tôi mời, là chỉ thị của thủ trưởng cung. Tôi không phải xuất giấy thông hành chứ. Trương Cường sau khi hơi sững người vẫn kiên nhẫn giải thích một câu. Rất xin lỗi, bất cứ ai cũng phải kiểm tra, trừ phi hắn cũng có thể đưa ra một giấy thông hành đặc biệt khác. Bằng không, hôm nay anh có thể đi vào, hắn thì không được. Thiếu tá vô cùng nghiêm túc nói. Những thứ đó không mang theo người, để ở nhà. Diệp Phàm nói. Vậy xin lỗi rồi, mời ngài về. Thiếu tá liếc nhìn nửa bên mặt của Diệp Phàm một cái, nói. Làm cái gì vậy? Trương Cường rõ ràng phát hỏa, mở cửa xe đi ra ngoài, âm thanh kia cũng khá thô. Trần Đinh, sao lại thế này, lớn tiếng đứng ở cửa lớn kêu cái gì? Lúc này ở phía sau truyền đến một âm thanh uy nghiêm. Diệp Phàm nhìn lại, phát hiện một thượng tá mặt béo tròn đi tới. Biết y mới đích thực là lãnh đạo thủ vệ này. Hơn nữa, người này vẫn là đội viên chính thức, tất cả những thứ khác đều là việc vặt. Đồng chí này không có giấy thông hành đặc biệt. Thiếu tá Trần Đinh chỉ vào Diệp Phàm ngồi bên cạnh tài xế nói. Rất xin lỗi đồng chí, không có giấy thông hành đặc biệt không thể vào được, bất cứ ai cũng không được. Thượng tá liếc nhìn Diệp Phàm một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cầm lấy. Diệp Phàm hừ một tiếng, tay vừa nhấc, mốt cái thẻ bay về phái thượng tá. Thượng tá vừa nhìn thấy, lập tức con ngươi trợn to. Hơn nữa, người tự nhiên lại đứng nghiêm, hai tay cung kính nhận lấy cái thẻ. Thượng tá nắm trong tay nhìn nhìn, ngay sau đó, hai tay run lên,
hai tay lại lập tức cung kính trước mặt Diệp Phàm, nói. Thủ trưởng, xin chào ngài, mời ngài vào. Ừ. Từ lỗ mũi Diệp Phàm phát ra một giọng nói, ra hiệu cho Trương Cường lái xe. Vừa rồi Diệp Phàm không đưa ra thẻ vàng đặc biệt của tổ đặc nhiệm A, đó là bởi vì loại thẻ chứng minh này bình thường nhìn lại rất bình thường. Và cũng không lộ ra màu vàng, nhìn qua rất giống như một tấm thẻ bình thường. Chỉ có trong tay của đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A mới biết rõ tin tức. Mà thẻ vàng đại diện cho số ít người trong tổ ít nhất cũng thuộc nhân vật cấp thứ hai. Bởi vì tổ đặc nhiệm tổ A tổng hợp có 5 cấp bậc, màu xanh ngọc, màu vàng, màu bạc, màu đồng, màu đen. Giống như tổ trưởng của mỗi tổ lớn chính là thẻ màu đồng, như tổ trưởng tổ nòng cốt Trịnh Phương cũng giữ thẻ màu đồng. Mà thẻ màu bạc là phó tổ trưởng cấp 1 tổ đặc nhiệm A. Như Đới Thành giữ thẻ này vậy. Vốn Diệp Phàm cũng chỉ giữ thẻ bạc. Tuy nhiên, bởi vì Diệp Phàm đột phá lên cấp 10, hơn nữa là phó tổ trưởng, thẻ của tổ đặc nhiệm trẻ tuổi nhất. Cho nên, cấp trên phát riêng cho thẻ vàng, loại thẻ vàng này kỳ thật ở trước mặt các thành viên của tổ đặc nhiệm A chỉ có tổ phó thường trực Tây Môn Đông Hồng mới là người có tư cách giữ. Mà thẻ của Diệp Phàm lại là thẻ có cấp bậc màu vàng, chỉ có trên biển mới biết, đây là một trong những nhân vật cấp cao nhất của tổ đặc nhiệm A rồi, tự nhiên dọa anh ta. Giống như màu sắc của loại thẻ vàng này rất khó nhìn thấy, bởi vì, hiện nay đang dùng trước mặt một người tổ đặc nhiệm A Tây Môn Đông Hồng. Mà thẻ của Cung Khai Hà là thẻ màu xanh ngọc, theo trình tự là cấp cao nhất. Mà thiếu tá lúc trước bởi vì không phải là đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A, đương nhiên không phân biệt được chiếc thẻ đặc biệt rồi. Cho nên, Diệp Phàm cũng không lấy ra nữa, lấy ra cũng bằng không. Nhìn xe của Diệp Phàm khuất dần trong bụi cây, trong lòng thiếu tá Đằng mới yên lòng thầm nói. Quái, treo thẻ màu vàng mà số lại là cấp 6. Cấp trên không có giải thích. Số 6 này đại diện cho thủ trưởng cấp 6 trong tổ đặc nhiệm A. Quái, trước kia còn nhìn qua số 4 và số 5, có thể bọn họ treo đều là thẻ bạc. Nói thế nào thì thẻ vàng cũng là vị trí thứ 2 và thứ 3 treo ở cổ tay mới đúng. Điều này, rất mâu thuẫn, không hiểu nổi. Thượng tá Đằng lắc lắc đầu. Thủ trưởng, người đó là nhân vật lớn nào vậy? Thiếu tá Trần nhẹ giọng hỏi. Không nên hỏi, không nên hỏi. Đây là kỷ luật biết không đồng chí Trần Đinh? Không thể tưởng tượng được bình thường bản thân thiếu tá Đằng bình thường thân thiết giống như anh lớn vậy hôm nay dường như đổi tính, không ngờ lại thể hiện cái mặt giáo huấn ra với mình. Thiếu tá Trần thế nào cũng làm ầm ĩ lên rốt cuộc là nguyên nhân gì. Tuy nhiên, thiếu tá Trần cũng không dám hỏi nữa, trong lòng cũng hiểu rõ, vị kia vừa rồi, tuyệt đối là nhân vật rất lớn. Tổ trưởng Diệp, trực tiếp đến phòng họp. Diệp Phàm nhận được chỉ thị của Cung Khai Hà, đi thẳng đến phòng họp. Làm cho vội vã như vậy, đoán chừng thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Phàm cũng không chậm trễ, vội vàng vào phòng họp, thấy 8 ủy viên thường vụ khác đều đến đông đủ. Và, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, một người bí ẩn thời gian qua không lộ diện không ngờ cũng đang ngồi cạnh Cung Khai Hà. Mà bên hông Cung Khai Hà, tổ phó thường trực Tây Môn Đông Hồng mặc áo choàng màu xanh cũng ngồi bên cạnh. Dưới hàm là một chòm râu bạc. Chương 2330, phó thường trực tổ đặc nhiệm A bị người ta đánh. Nhìn lại Tây Môn Đông Hồng, Diệp Phàm thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bởi vì, ở trong phòng họp y rõ ràng còn đeo một cái kính râm lớn. Gần như nửa khuôn mặt đều bị che hết lại rồi. Lão già này đùa cái gì vậy? Trong lòng Diệp Phàm nói thầm một câu, không ngờ Lý Khiếu Phong cũng tới, ngồi ở đuôi ghế hàng đầu. Nhìn thấy Diệp Phàm đi vào, y gật đầu, miệng lại hướng về phía Tây Môn Đông Hồng giật giật. Diệp Phàm lại buồn bực, không hiểu được trong đầu lão Lý lại có mánh gì lớn rồi. Diệp Phàm lại nhìn Tây Môn Đông Hồng, dưới đôi mắt chim ưng cuối cùng cũng phát hiện ra một chút manh mối. Giống như bị người ta đánh, nửa bên mặt đều bị phù thủng. Bởi vì cái kính râm lớn kia chính là nguyên nhân, mặc cho Diệp Phàm có đôi mắt chim ưng cũng không thể nhìn rõ ràng. Dù sao, đôi mắt chim ưng chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài, không thể nhìn thấu. Đều đến đông đủ rồi, họp thôi. Cung Khai Hà hạ chén trà trong tay xuống, nói thẳng, y liếc nhìn mọi người một cái, nói. Các đồng chí, hôm nay triệu tập tất cả mọi người đến đây, thực sự rất vội vàng. Bởi vì, chuyện này xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta, đã uy hiếp sự sinh tồn của tổ đặc nhiệm A chúng ta, cho nên, không có cách nào. Sau đây tổ trưởng Tây Môn sẽ nói qua chuyện này cho mọi người một chút.
Quả nhiên, tất cả các đồng chí trong hội nghị nghe thấy không ngờ có liên quan đến sự sinh tồn của tổ đặc nhiệm A. Tất cả mọi người đều ngồi thẳng lên, mấy chục ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Tây Môn Đông Hồng, tên này lập tức trở thành nhân vật tiêu điểm. Tây Cương Ba Ly Miu, câu này nghe thì đúng là cô nàng Phượng Tứ của gia tộc họ Phượng dưới chân núi bên cạnh sông Y Lê của dãy núi Thiên Sơn. Mà đồng chí Diệp đã giới thiệu qua Phượng gia, xuất hiện hai cao thủ thập đẳng. Một vị trước mắt là lão tổ tông Phượng Thanh Hương, một vị khác chính là sư bá của Phượng Tứ là Tài Đông Nghi. Khoảng thời gian trước vì chuyện mỏ than Hải Sơn của thành phố Đồng Lĩnh gặp nạn nên tập đoàn này đã do Phượng gia đảm nhận. Mà đồng chí Diệp Phàm cũng phát hiện ra nhân tài nhà Phượng gia, cho nên, lợi dụng tai nạn nhỏ tổ trưởng Diệp đã đạt được thỏa thuận với Phượng gia. Bọn họ đồng ý để Vương Cư Lục Đẳng và Phượng Lôi Ngũ Đẳng tham gia vào tổ đặc nhiệm A chúng ta xử lý thích đáng việc vi phạm quy định trái pháp luật của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc Phượng gia. Chuyện này là tổ trưởng Diệp liên hệ, mà sự việc của doanh nghiệp khai thác mỏ Thiên Mộc cũng đã qua một thời gian rồi. Cho nên, tôi nhận trong tổ ủy thác tướng quân Lan Viễn Kim và tướng quân Lý Khiếu Phong đi chính thức tiến hành đi công tác cùng với Phượng gia. Kỳ quái là bọn họ đưa chúng ta tới một sơn cốc. Bên trong có một phòng xây bằng đá, đi đến đại sảnh ở phía sau, phát hiện ra không ngờ cách đại sảnh là một tấm lụa. Mà Phượng Thanh Hương và Nhân Đông Mao phân ra ngồi ở hai bên tấm lụa. Sau đó không lâu tướng quân Lan Nguyên Kim đại diện cho quân đội hướng về phía Phượng gia đọc thông báo chính thức của Bộ Tổng Tham mưu chọn ba người Vương Cư, Phượng Lôi và Phượng Thảo Thiên. Sau màn vải lụa kia đột nhiên truyền đến một hơi thở khan khan cười lạnh nói. Các anh muốn làm bá vương cướp người đúng không? Chúng tôi nói điều này là sự lựa chọn chính thức của quốc gia chúng tôi, hễ là công dân người TQ, tròn 18 tuổi đều có nghĩa vụ phục vụ quân đội. Mà lúc trước thông qua đồng chí Bí Thư Diệp Phàm bước đầu đã bàn bạc rồi. Phượng gia cũng đồng ý, bây giờ chẳng lẽ lại muốn lật lọng? Không ngờ sau tấm vải người này đã tức giận rồi, đột nhiên cảm thấy tấm vải rung động. Không ngờ một lực mạnh mẽ từ sau tấm vải đột nhiên ném về phía tướng quân Lan Viễn Kim. Tôi không nhìn thấy gì rồi, nhanh chóng xé không khí kéo tướng quân Lan về phía sau. Tuy nhiên, trong nháy mắt, cảm giác như trên mặt đau nhức, cả người bị một cỗ máy dẻo quấn ba vòng rồi mới đi xuống dưới. Tuy nhiên, sau khi dừng lại mặt tôi biến thành như thế này. Tôi cũng không sợ bêu xấu, dù sao cũng mất hết rồi. Tây Môn Đông Hồng nói đến đây tháo kính dâm ra. Toàn thể các đồng chí trong phòng họp cười khanh khách, Diệp Phàm thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bởi vì, hai mắt Tây Môn Đông Hồng rất phong cách, muốn làm gấu mèo hơn cả gấu mèo rồi. Sưng rất to hai bên đen to, thiếu chút nữa kéo dài đến lỗ mũi. Mọi người có thể chưa rõ ràng lắm, nhưng đồng chí Đông Hồng là một cao thủ cửu đẳng cấp thứ hai. Vẻ mặt cung khai hà nghiêm túc nói xen vào một câu. Lập tức, trong phòng hội nghị im lặng thật sự. Từng người cũng đang tính toán, một người cửu đẳng cấp thứ hai bị người ta đứng sau tấm vải chơi cho thành ra như thế này. Người kia bản lĩnh cao bao nhiêu, có chút đáng sợ. Người cai hẳn là đã vượt qua thập đẳng rồi. Lý Khiếu Phong nói, có thể đứng cách không xa tấm vải lụa, miêu tả sơ lược chính là làm đồng chí Đông Hồng thành như vậy rồi. Người này tôi đoán chừng đạt tới trình độ từ cấp 11 trở lên. Lúc này... Cha của Vương Nhân Bàng Vương Thành Trạch nói xen vào một câu. Tôi cũng nghĩ là như vậy đấy, người kia hẳn là đạt tiêu chuẩn cấp 11. Lúc này, người ngồi bên cạnh Tây Môn Đông Hồng mặc áo bào xanh râu bạc nói. Vị này chính là ông nội của đồng chí Đông Hồng Tây Môn Tân Thông, bản lĩnh của ông so với đồng chí Đông Hồng thâm hậu hơn nhiều, cao thủ thập đẳng. Vẻ mặt cung khai hà thận trọng giới thiệu, tất cả mọi người đều cùng nhau lên tiếng chào hỏi Tây Môn Tân Thông. Sau đó thế nào? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ cũng biết được chúng tôi là quân đội của quốc gia, đương nhiên cũng có chút sợ hãi. Tuy nhiên, bên trong lại truyền ra một giọng nói, các anh muốn chúng tôi tòng quân cho Phượng gia, trước hết, thủ đoạn của các anh cũng không vẻ vang gì. Điều này, trước đây tôi không nói. Tuy nhiên, để Phượng Lôi và Vương Cư đi xem thực lực của các anh. Xem ra vừa rồi vị họ Tây Môn kia cũng có ý thấu hòa, cửu đẳng cấp thứ hai. Tuy nhiên, chính là chút thực lực ấy, Tống Thanh tôi nhìn không thuận mắt. Tôi cho các anh thời gian 5 ngày, các anh cử người đi tìm. Tôi chờ ở đây, quá thời gian không chờ. Nếu có thể tiếp được hơn 20 chiêu của lão phu. Các anh có thể đưa Vương Cư đi, có thể đánh nhau với ông Bình, hai người này đều cho các anh.
có thể đánh bại lão phu, người Phượng gia tùy anh chọn. Lan Viễn Kim nói, trong phòng hội nghị đã trầm mặc rồi. Thật lâu sau, vẻ mặt Cung Khai Hà căng thẳng thở dài nói. Các đồng chí, dù sao cũng phải đưa ra biện pháp. Y trực tiếp đến tổ đặc nhiệm A chúng ta khiêu chiến. Tây Môn Đông Hồng tức giận hừ nói. Tình trạng tê liệt, phái một sư đoàn ra bao vây lấy bọn họ. Người kia lợi hại có thể lợi hại hơn súng pháo sao? Lý Khiếu Phong lên cơn. Người ta sẽ không ngu mà chờ như vậy. Anh Lý, cách này không thể thực hiện được. Huống chi, Phượng gia còn có hai cao thủ thập đẳng, bản lĩnh của Phượng Tứ cũng không tồi, là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Nếu những người này may mắn chạy ra ngoài, đem nhiều mối nguy hiểm cho quốc gia. Những người đó muốn giết người anh tưởng muốn bắt bọn họ mà dễ sao? Huống chi, chúng ta chính là vì muốn diệt Phượng gia, TQ kia còn có bao nhiêu như gia tộc Phượng gia như thế, người ta sẽ không sinh ra kiêng nể hay có lòng phản kháng rồi. Điều này tuyệt đối không thể thực hiện được. Tướng quân Kế Vĩnh Viễn nhíu mày, nói. Tống Thanh là ai? Các anh nghe nói qua chưa? Lúc này, Tổng cục Chính trị nhìn Dương Quốc Đào hỏi. Chưa nghe nói qua, trong tổ chúng ta không có chút tin tức nào của người này. Phó Tổ trưởng phân công quản lý công tác tình báo Thôi Kim có vẻ hơi xấu hổ nói. Không phải tôi đã sớm đề cập qua rồi sao, tổ chức tình báo tổ đặc nhiệm A có phải nên cải cách rồi hay sao? Nhân vật to lớn Phượng gia như thế này chúng ta lại không có một tin tức nào, điều này đúng là tạo nên bao nhiêu tai họa ngầm cho an toàn của quốc gia. Dương Quốc Đào phê bình. Đứng nói không đau thắt lưng, anh tới phân công quản lý tình báo thử xem. Thôi Kim hỏi ngược lại. Đồng chí, thái độ này của anh thật không tốt, không được. Ngôn từ của Dương Quốc Đào bắt đầu sắc bén. Đập một tiếng rất to, Lý Khiếu Phong vỗ xuống bàn một cái, hừ hừ nói. Bây giờ nói thì có ích gì, còn không nhanh chóng giải quyết vấn đề của Phượng gia. Việc này không được bất bình, tổ đặc nhiệm A chúng ta thật đúng là tan rã mất thôi. Đồng chí Khiếu Phong, thái độ này của anh là gì? Lan Viễn Kim nói chen vào giúp Dương Quốc Đào. Hai người này, một người là Bộ Tổng Bộ Tham Mưu, một người là Tổng Cục Chính trị, tự nhiên lại muốn giúp đỡ nhau. Thái độ, tôi thấy thái độ của anh Lý đã đủ hiểu rồi. Tôi muốn hỏi. Quân đội có ai hiểu được con người Tống Thanh không? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi Dương Quốc Đào. Điều này, các anh là người của tổ chức tình báo, trách sao được quân đội? Dương Quốc Đào nói. Bộ Tổng Tham Mưu có 2-3 bộ phận, những thứ này đều là tổ chức tình báo. Các anh ngay cả cái giám cũng không hiểu được, sao còn gọi tổ đặc nhiệm A đến đây? Tổ đặc nhiệm A làm sao, người ít, nhà lớn, giống Tống Thanh cao nhân lánh đời, có mấy người hiểu được bọn họ? Huống chi, người ta xuất hiện lần này có khi là tên hiệu hay tên biểu thị, chúng ta sao có thể nghĩ đến chỗ này? Bây giờ không phải là lúc hỏi tình báo, mấu chốt là giải quyết việc này. Nếu không, các anh phái người ngựa, bãi bình với Phượng gia. Diệp Phàm lạnh lùng nói lại, anh Lý là người hắn tôn trọng nhất, người nào nói Diệp Phàm lo lắng cho anh? Anh.ans, nếu như chúng tôi ra tay các anh làm gì? Dương Quốc Đào thiếu chút nữa nghẹn rồi. Thấy chưa, vẫn không thể trông cậy vào việc chúng ta làm. Cho nên, cái gì dài dòng thì cứ để cho dài dòng, đừng có tức giận nói chuyện không đâu. Diệp Phàm hừ nói. Vậy anh nói bãi bình như thế nào? Dương Quốc Đào bực nói. Được rồi, mọi người thương lượng đi, nếu người của bọn họ là cao thủ cấp 11 trở lên. Hiện tại trong tổ đặc nhiệm chúng ta không có đồng chí nào có năng lực cấp 11 trở nên. Cấp 11 này với một cấp nữa khác nhau là bao nhiêu? Tin rằng trong lòng mọi người ngồi đây đều có tính toán. Đoán chừng, 5 người cấp 1 còn khó chắn hơn một người cấp 11. Có thể chuyện này nhất định phải làm, thời hạn chỉ có trong vòng 5 ngày. Nếu như nói đi Thiếu Lâm cầu người, người ta chưa chắc đã đồng ý đi đắc tội với cao nhân Phượng gia như vậy. Huống chi, đối với Thiếu Lâm võ đang bọn họ mà nói cao thủ cấp 11 cũng là cực hiếm lạ. Cho dù là người ta không có trong môn phái. Đới Thành nói ba phải. Đánh không được đè ép cũng không được, thật khó giải quyết. Lâm Đống Quốc Trung nói ra một câu. Vừa rồi anh Tây Môn Tân Thông nói là vì việc này có thể là một loại bí thuật của Tây Môn gia gọi là thiên lôi tứ tượng trận lấy ra luyện. Tuy nhiên, cần có 4 cao thủ hợp lại mới luyện được. Vừa rồi tôi đã đả thông khí cho đồng chí Đông Hồng và anh Lý rồi.
Tây môn tiền bối tự nguyện một phương, đồng chí Vương Thành Trạch đã bị đồng chí đột phá lên thập đẳng, tuy nhiên còn kém một cấp. Cung Khai Hà nói, xin hỏi Tây môn tiền bối thiên lôi tứ tượng trận, có uy lực gì? Đây là một việc quan trọng đối với tổ đặc nhiệm A chúng ta, thứ cho vãn bối mạo muội hỏi. Bộ dạng Diệp Phàm kính trọng hỏi. Chương 2331, vấn đề này sao làm được? Nếu như tìm được 5 vị cao thủ thập đẳng, tứ tượng hợp lực, có 4 nội khí. 4 nội khí chạm vào nhau sẽ sinh ra một thiên lôi nhân tạo. Loại thiên lôi này kỳ thực là một loại bóng khí có sức nóng rất cao, cũng giống như khí trong đạn. Dùng loại thiên lôi này có thể sinh ra sức mạnh hơn gấp 4 lần. Nếu người kia là cao thủ cấp 11, có lẽ, tứ tượng chúng ta hợp lực, thắng thua sẽ là tỷ số 55. Nếu người kia là cấp 12, chúng ta không còn gì nghi ngờ nữa. Vẻ mặt Tây Môn Tân Thông nghiêm trọng nói. Điều này vẫn còn một cao thủ thập đẳng đi đâu tìm đây? Cung Khai Hà tự nói một câu, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Diệp Phàm, vị tiền bối tự chế thuốc kia có thể nói ra tay một lần hay không? Tổ đặc nhiệm chúng ta có thể dùng lực lượng của cả nước mà đi tìm dược liệu cho ông ấy xem như đền ơn. Vị tiền bối kia sớm đã đi chơi rồi, ông ấy lại không thích dùng di động, bình thường khi về nước đều liên hệ với tôi. Sao có thể tìm được, không trông cậy được rồi, nghĩ cách khác thôi. Vẻ mặt Diệp Phàm trầm ngâm, nói, trong lòng tự nhủ người kia chính là bố mình, chính mình đã tìm ra tật xấu của mình. Trong phòng họp vừa yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều vắt óc suy nghĩ, hy vọng có thể bài trừ được vị cao thủ thập đẳng kia. Đáng tiếc lão hổ Phí Thanh Sơn bị thương ngồi đấy, bằng không, không chừng bây giờ đột phá lên cao thủ thập đẳng rồi. Anh lục tôn của TQ còn không đột phá được cấp thập đẳng, mặt khác phỏng chừng ngũ tôn cũng không có năng lực đột phá này. Lục tôn TQ thì không có hy vọng gì rồi, mà thanh niên tứ tuyệt TQ không thể trông cậy vào. Về phần ngũ đẳng, những người này đều là những nhân vật trong truyền thuyết, chúng ta chưa từng thấy qua một người nào. Mà thiên hạ 10 cao thủ của nước chúng ta cũng chỉ có 2 người. Cũng không rõ lắm lai lịch của bọn họ, quá nhiều điều không biết rồi. Mọi chuyện không có cách nào, việc của thiên hạ này, mặc dù là tổ đặc nhiệm A, cũng chỉ có một bộ phận nhỏ biết. Vẻ mặt Tây Môn Đông Hồng buồn thối nói. Tuyết lại rơi, Diệp Phàm, anh cảm thấy thế nào? Đúng lúc này không thể ngờ là đồng chí Cung Khai Hà lại đột nhiên lại hỏi một câu không ra sao cả. Đương nhiên, ở đây không phải thiếu tướng mà là trung tướng, thậm chí thượng tướng, ai cũng là cáo giả. Toàn bộ nghe thì rất có hứng thú đây, nhưng trong lời nói khẳng định có huyền cơ. Mà huyền cơ này còn có liên quan đến vị cao thủ thập đẳng. Đồng chí Cung Khai Hà cũng không phải là nhà thơ, tuyệt đối sẽ không vào những nơi thối tha đấy. Cho nên, ánh mắt của mọi người đều nhìn hai người Cung Khai Hà và Diệp Phàm. Thủ đô này nằm ở phương Bắc, tuyết rơi bình thường mà, nhìn mãi cũng chán. Diệp Phàm lấy tay chơi, đương nhiên không muốn kéo tuyết ra vào. Phải hiểu rằng, thiên thông không dễ gì chọc, hồng tuyết cũng không khác lắm. Đến lúc đó là một chuyện mà lại gặp phải sóng gió gì thì càng phiền toái. Huống chi tuyết gia ở thôn võ thời kia có một cô gái thần bí rất lợi hại, trong lòng Diệp Phàm còn sợ hãi. Bởi vì, hắn liên tưởng đến khuôn mặt đồng tử của tuyết gia. Đồng chí Diệp Phàm, nhưng anh là tổ trưởng tổ đặc nhiệm A, là thành viên nòng cốt của tổ chức. Cung Khai Hà chọc tức, lần này trừng mắt liếc nhìn một cái, bước tới. Ha ha, nơi này có thật nhiều vị phó tổ trưởng. Huống chi, thành viên quan trọng của tổ chức lại trẻ tuổi nhất. Lý lịch kinh nghiệm ít nhất. Sau này sẽ thỉnh giáo nhiều các vị tiền bối. Diệp Phàm càng nói càng khiêm tốn, Lý Khiếu Phong thiếu chút nữa đều cười ra tiếng. Ha ha, thanh niên này, làm nhiều một chút, đối với sự phát triển của anh sau này sẽ có lợi. Không thể ngờ Lý Khiếu Phong lại xen vào nói một câu. Đúng đúng đúng, anh Lý nói rất đúng. Cho nên, tôi quyết định thêm trọng trách cho Diệp Phàm. Các đồng chí nói đề nghị này của tôi thế nào? Nếu tất cả mọi người đồng ý, sẽ lấy tập thể bộ máy đảng ủy tổ đặc nhiệm A quyết định báo cáo trình lên trên. Cung Khai Hà lúc nói những lời này không phải là vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt lại tủm tỉm cười. Tôi đồng ý với đề nghị của tổ trưởng Cung. Đới Thành không nghĩ gì nói thẳng luôn. Vâng, tôi đồng ý. Tây Môn Đông Hồng nói. Kết quả, toàn thể nhất trí thông qua, tuy nhiên. Đến hiện tại tất cả mọi người đều không muốn làm rõ thêm Cung Khai Hà thêm trọng trách gì cho Diệp Phàm.
Chỉ có điều, tất cả mọi người không phải là người ngu ngốc, đoán không chừng lần này có liên quan đến Phượng gia. Tôi thấy, Thiên Lôi Tứ Tượng trận này nếu như tiền bối Thiên Thông đồng ý đưa cho tổ đặc nhiệm chúng tôi. Không riêng gì chúng ta lần này đọ sức với Phượng gia. Các đồng chí đều đã rõ, tuy nói người của tổ đặc nhiệm A chúng ta hiện tại có chừng 50 người. Nhưng nói về độ cao thấp của lực lượng tổng thể, những đồng chí cửu đẳng bát đẳng cũng không nhiều. Cho nên, nếu chúng ta đem 4 người tạo thành một tổ, truyền cho bọn họ Thiên Lôi Tứ Tượng trận. Đến lúc đó 4 người ngũ đẳng có thể một người thất đẳng. 4 người bát đẳng có thể tấn công một người cửu đẳng. Khi 4 người cửu đẳng cùng vào một lúc, đánh hơn một người thập đẳng. Như vậy vô hình chung nâng cao sức chiến đấu của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Cung Khai Hà cười nói. Ý tưởng này thật tốt quá, thật có hiệu quả. Chỉ cần sau khi huấn luyện qua, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ chỉ cần 4 người bao vây kín là được rồi. Đồng chí Lâm Đống Quốc cũng gật đầu. Cho nên, muốn thành lập một tiểu đội để đặc biệt huấn luyện. Tất cả các đội viên đều phải quay về huấn luyện một lần nữa. Tổng huấn luyện cho tiểu đội lần này tôi nghĩ đồng chí Diệp Phàm là người thích hợp. Đương nhiên, vì bí mật, đồng chí Diệp Phàm có thể sử dụng nước thuốc xuất hiện với hình tượng khác. Cung Khai Hà nói. Không được, thứ nhất tôi không có thời gian đi quản việc này. Thứ hai, tôi quá trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm. Nếu Thiên Lôi Tứ Tượng trận này là của gia tộc tiền bối Tây Môn, do ông ấy chỉ thị là tốt nhất rồi. Nếu tôi làm việc chỉ thị không tốt thì chính là làm hại các đồng chí. Không ổn, an toàn quốc gia, không thể làm như vậy. Diệp Phàm nhanh chóng từ chối, việc này bản thân không làm được. Ha ha, anh còn muốn cùng tiền bối Tây Môn luyện Thiên Lôi Tứ Tượng trận. Mặc dù có nhiều chỗ chưa quen, nói vậy lần này luyện cũng không được nhiều lắm. Đồng chí Diệp Phàm, không cần quá khiêm tốn. Bằng tuổi anh, đồng chí này đã đạt được thập đẳng. Bản thân anh chính là một thiên tài, tin tưởng lĩnh hội Thiên Lôi Tứ Tượng trận cũng có chút hiểu biết. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Cung Khai Hà vỗ tay xuống bàn, toàn bộ những đồng chí đều giơ tay đồng ý. Công việc lao động chân tay không có lợi giống như thế này đương nhiên không ai cãi với ông ấy rồi. Như vậy đi, thủ trưởng cung. Nếu Diệp Phàm hoàn thành nhiệm vụ cũng phải thưởng cho công lao thật lớn. Lần sau trong quân đội có đề bạt quân hàm, cũng không thể quên tổ trưởng Diệp Phàm. Không thể muốn con ngựa chạy nhanh mà không cho thức ăn có phải không? Lúc này, Lý Khiếu Phong mới mở lời nói tiền thưởng cho Diệp Phàm. Trung tướng Đề, anh Lý, việc này, có phải vội quá không? Mặc dù là tiến cử, ủy viên ban lãnh đạo ban chấp hành quân giới không thể đứng sau lưng dùng nước miếng làm chết Cung Khai Hà tôi. Có thể đổi cái gì đều được. Cung Khai Hà ngây người sửng sốt, nói có chút chua xót. Đổi cũng đúng, trung tướng Đề quá trẻ tuổi. Nếu không như vậy, đồng chí Diệp Phàm đương nhiệm bí thư thành ủy đồng lĩnh, cán bộ cấp giám đốc sở. Lần sau nếu có cơ hội chính là phó bộ rồi. Đến lúc đó, tổ đặc nhiệm A chúng ta duỗi tay, muốn thêm vào giúp đồng chí Diệp Phàm một phen. Lý Khiếu Phong cười khan một tiếng, nói. Anh Lý. Chỉ bằng anh trực tiếp đem Cung Khai Hà tôi lên chậu than mà nướng. Phó bộ Đề là do một tay Cung Khai Hà tôi nhúng tay vào. Các ủy viên này vẫn không thể cầm súng lên bắn chết tôi. Việc này chắc chắn không thành. Cung Khai Hà lắc đầu. Như thế này không được thế kia cũng không xong, đồng chí Cung Khai Hà, làm người phải có phúc đức. Lý Khiếu Phong hừ nói, khuôn mặt của ông này cũng dày lên, có mùi, người bên ngoài giường như cũng ngửi thấy mùi nhà vệ sinh và phân. Thôi vậy, khi có cơ hội việc của quân đội nên nghĩ một chút. Chuyện của phó bộ cũng đừng nói nữa, tôi thật không có năng lực đó. Cung Khai Hà thở dài, biết hôm nay không thể hứa hẹn, đoán chừng trong lòng Diệp Phàm cũng có chút khó chịu. Huống chi, đồng chí Lý Khiếu Phong đề nghị cũng rất nghiêm túc, dù sao cũng phải chiếu cố một chút. Thôi vậy anh Lý, sẽ không làm khó thủ trưởng cung nữa. Tôi thực sự quá trẻ tuổi rồi, trung tướng Đề và phó bộ đều không phù hợp. Tuy nhiên, đợt tổng huấn luyện này tôi là người không khỏi liên quan. Chỉ là hy vọng thủ trưởng cung có thể đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của tôi là được. Đợi sau khi cuộc họp kết thúc tôi sẽ trực tiếp hỏi thủ trưởng cung nói một chút là được. Diệp Phàm nói, yêu cầu nhỏ, có thể nói nghe một chút được không? Cung Khai Hà cũng không ngu, lập tức nói. Đây là việc tư, không nên để tất cả mọi người biết, ha ha. Diệp Phàm cười. Thôi vậy, cũng được. Việc có thể làm cũng không tệ.
Cung Khai Hà cũng không muốn nói lại cái chuyện rối rắm này, hơn nữa, ông ấy liếc nhìn mọi người một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng chí Diệp Phàm là tổ trưởng tổ huấn luyện đặc huấn luyện viên tổng. Cho nên, đồng chí Diệp Phàm đi giải quyết chuyện của Phượng gia lần này chính là nắm giữ ân soái. Lần đầu thử nghiệm thiên lôi tứ tượng trận uy lực một chút. Đúng đúng, tôi đồng ý với quyết định của tổ trưởng cung. Không thể ngờ Tây Môn Đông Hồng lại là người đầu tiên đứng ra đồng ý. Sau đó, toàn bộ mọi người đều giơ tay đồng ý. Thủ trưởng cung, mới có 3 người, còn 1 người đâu? Diệp Phàm vừa thấy điều này không được rồi, nhanh chóng nhắc nhở. Ha ha, lần này anh hành động đi đại soái. Lại là tổng giáo quan, tổ trưởng Lâm, toàn bộ tài liệu của tổ đặc nhiệm A để cho tổ trưởng Diệp phân, do hắn tùy ý lựa chọn. Chính là vì tổ trưởng Diệp coi trọng Cung Khai Hà, tôi không nói hai lời lập tức tham gia. Tuy nhiên, đầu tiên hãy cấp cho tổ trưởng Diệp một cơ sở, thân thủ tôi đây, cấp 8 bậc 1. Nếu anh cảm thấy lời nói của tôi có tác dụng tôi sẽ không nói nữa. Vẻ mặt Cung Khai Hà bình tĩnh mỉm cười vài tiếng, Diệp Phàm thật sự muốn đập lên đầu lão này 2 quyền. Được, nhân lực do tôi quyết định, đến lúc đó, không thể thiếu đồng chí Cung Khai Hà rồi. Đưa cho các nhân viên của tứ tượng trận làm việc vặt có được không? Diệp Phàm gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy từ này. Chủ ý này không tồi. Lý Khiếu Phong ở bên cạnh cười gượng. Bên trong, tôi không nói hai lời, làm việc vặt sẽ làm việc vặt. Cung Khai Hà nhăn mặt một chút, đồng ý. Diệp Phàm không còn lời nào để nói, sau đó, giải tán. Tuy nhiên, Diệp Phàm đi thẳng đến văn phòng làm việc của Cung Khai Hà. Có việc gì nói thẳng đi Diệp đại soái, nội trong 5 ngày tôi là binh sĩ của anh rồi. Cung Khai Hà trực tiếp hỏi. Vậy thì tốt, chính anh đồng ý đấy. Nếu là lính của anh, vậy tôi sẽ trực tiếp ra lệnh rồi. Vẻ mặt Diệp Phàm trang trọng nói. Mời Diệp đại soái nói. Cung Khai Hà thật giống như thư ký, cũng là vẻ mặt đứng đắn. Chương 2332, có quỷ mới tin anh. Đồng chí Trương Cường đang nghĩ đến căn cứ việc đảm nhiệm chức vụ của tư lệnh hải quân, tổ trưởng cung, anh xem có gì hợp với anh ấy không? Còn nữa, cái trụ sở này của chúng ta tốt nhất là không nên có quan hệ gì với hệ thống quân đội của tổ A cả. Diệp Phàm rõ ràng không ra mồm cãi láo, Cung Khai Hạ cũng nên sắp xếp, làm cho triệt để, nếu không Diệp Phàm sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Không phải Trương Cường đang làm rất tốt sao, tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Cung Khai Hà nhướng mày hỏi. Ha ha, đồng chí Cung Khai Hà, hiện tại anh chỉ là quân dưới tay tôi. Đối với mệnh lệnh của đại soái, anh chỉ cần trả lời là được rồi, chứ không có quyền nghi ngờ mà hỏi lại. Diệp Phàm mỉm cười, mặt đanh lại. Cho anh một cái thang, anh thật đúng là dám lên phòng rồi. Cung Khai Hà trừng mắt nhìn Diệp Phàm, lại ra vẻ lãnh đạo rồi đây. Ha ha, anh cho tôi một cái thang. Nếu tôi không leo lên thì chẳng phải là bất kính với cấp trên sao? Diệp Phàm cười khan 2 tiếng. Thôi vậy, vừa rồi quá lớn tiếng đồng ý với anh rồi. Tôi đi hỏi ý kiến một lát rồi nói sau. Cung Khai Hà lập tức đi vào phòng gọi điện thoại, Diệp Phàm ở bên ngoài chán nản ngồi uống trà chờ đợi. Khoảng chừng 1 giờ sau, Cung Khai Hà mới đi ra. Sắc mặt có chút mệt mỏi, vừa mới ngồi xuống đã uống liền 2 chén trà. Diệp Phàm cũng không hỏi, để đồng chí Cung Khai Hà pha trà. Ôi, Trương Cường phải đi, tôi thật có chút luyến tiếc. Một đồng chí làm việc rất tốt, tuy nhiên, cũng cho anh ta ở vị trí này hơn 1 năm rồi. Cũng nên cho anh ta ra ngoài thể hiện năng lực của mình. Việc tổ đặc nhiệm A chúng ta làm đều là bí mật, thân phận danh tiếng của tổ A cũng không thể nào mà công khai được. Chỉ có thể nói rằng đi lại trong cái vòng nhỏ hẹp của chúng ta. Cũng thật là đã uổng phí không ít tinh anh của các anh. Còn tôi, ít nhất vẫn còn là cố vấn của quân ủy viên đầu hàm. Theo như so sánh của tôi, các anh phải chịu thiệt thòi nhiều lắm. Vừa rồi tôi có đi hỏi một chút, nhưng trước mắt đến một nơi tốt đã. Chính là căn cứ của thành phố Phổ Hải, căn cứ nằm chính diện căn cứ của Nhật Bản, phía trên là căn cứ của Triều Tiên và Hàn Quốc. Phía dưới còn có thể kéo dài đến tận đảo Đài Loan. Vị trí địa lý tương đối trọng yếu, vốn trong tổ cũng sớm có quyết định này, chỉ có điều vẫn chưa tìm được người thích hợp. Hơn nữa, căn cứ Tinh Hải cũng là một căn cứ cấp sư, tư lệnh tiền nhiệm là Trần Nhiên, cấp bậc thiếu tướng. Chỉ là, Trương Cường có thấp hơn một cấp, mới là đại tá.
cũng không biết là chuyện này có thể được chấp nhận hay không. Cung Khai Hà nói, chuyện chức vị cao thấp trong quân đội của chúng ta không phải là không có tiền lệ, huống chi, đơn vị cấp sư thì đại tá hay thiếu tướng đều được. Giống như sư trưởng cũng chỉ là thiếu tướng, một số là đại tá. Ở quân ta, đại tá đảm nhiệm chức sư trưởng không phải là ít. Quân phân khu cũng vậy, hơn nữa Trương Cường cũng được coi như lão làng của tổ A, so với tôi vẫn còn sớm hơn nhiều. Vài trận đấu lớn anh ta đều tham gia, hơn nữa lại rất vượt trội. Hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm chức sư trưởng của căn cứ. Diệp Phàm nói, chuyện này, tôi với anh nói đều không tính. Cung Khai Hà thở dài, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đây là một căn cứ trọng yếu, việc chọn tư lệnh viên nhất định phải đưa ra ủy ban quân sự thảo luận. Nếu có được sự đồng ý của 3, 4 đồng chí, thì có thể thông qua rồi. Cung Khai Hà nghĩ ra một cách. Chuyện này thật khó đó cung thủ trưởng, tôi biết anh là một người của giới quân ủy. Trước đây bác Viên Viên cũng từng là người đứng đầu quân giới, nhưng giờ không còn làm nữa rồi. Những ủy viên khác, tôi đều không quen biết, giống như vị thiếu thiếu gia kia cũng có chút liên quan với tôi, mọi người giúp đỡ mới là chuyện lạ đó. Chính là chuyện mượn vũ khí lần trước, đoán không chừng trong lòng mọi người muốn giúp anh cũng là điều khó nói. Muốn có được 3, 4 phiếu bầu, cũng không phải là chuyện có thể làm bừa được. Cả nước có tới 20 mấy người, phiền toái rồi đây. Diệp Phàm lắc lắc đầu, có vẻ là có chút nhức đầu rồi. Đây là chuyện của anh, tôi chỉ có thể đề cử thôi. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhắc nhở anh, tôi mà đã đề cử thì thế nào cũng nắm chắc thành công. Nếu anh muốn mất công bận rộn như thế thì cũng không có cách nào. Cho nên, ngoài ra, ít nhất phải tìm được 2 ủy viên giúp đỡ một chút. Người ta nói, 3 cô gái lên sàn diễn thì thế nào cũng có 3 ủy viên cùng nhau tiếp cận, chuyện này cũng giống như vậy. Cung Khai Hà nói, hiện tại Trương Cường không công khai thân phận của mình, nếu đề cử thì lấy tên gì để nói, thân phận tổ A của anh ta không nên công khai. Diệp Phàm đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề khác. Trước đây ở báo săn anh ta đảm nhiệm chức phó sư trưởng, chỉ bằng chúng ta đưa chuyện đó ra, như vậy cũng có thể nói là nổi danh trong sư đoàn, lại không cần phải tiết lộ danh phận của anh ta. Chuyện này thì tôi có thể làm được. Cung Khai Hà nói. Thân phận phó sư trưởng của báo săn, tôi thấy còn không bằng công khai thân phận thật hiện giờ của anh ta. Diệp Phàm cân nhắc, cảm thấy chuyện công khai thân phận rất quan trọng. Cho nên, lắc đầu không đồng ý. Hiện tại thì có thân phận gì? Cung Khai Hà trừng mắt nhìn Diệp Phàm, xem ra hắn có chút hồ đồ rồi. Anh ta không phải là người ở văn phòng cảnh sát trung ương chịu trách nhiệm giúp đỡ Lang Phá Thiên bảo vệ sự an toàn của đồng chí Đường chủ tịch sao? Diệp Phàm vờ thản nhiên nói. Những lời này mà tiểu tử cậu cũng nói được ra sao? Cung Khai Hà thiếu chút nữa đã bị sự vô liêm sỉ của hắn mà té xỉu. Tại sao lại không nói ra được, anh ta bây giờ không phải là đội phó của cục cảnh vệ Lang Phá Thiên sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Đó cũng chỉ là đội phó, người phụ trách sự an toàn của chủ tịch thì có thể nhấc lên sao? Đừng nói là cậu ta. Ngay cả đồng chí Lang Phá Thiên cũng chỉ là giúp đồng chí Thiên Thông phụ trách nhiệm vụ đó mà thôi, việc này không thỏa đáng, không thể sằng bậy. Nếu như chủ tịch hiểu được thì Cung Khai Hà tôi đây đã thành gì rồi? Cung Khai Hà kiên quyết lắc đầu. Không để cho Diệp Phàm có chỗ để xen vào, bởi vì, cung thủ trưởng cũng hiểu được, người này căn bản là muốn bứt lên giơ cao đại kỳ. Đến lúc đó, một số đồng chí sẽ nghĩ đây liệu có phải là ý của đồng chí chủ tịch hay không? Chuyện này thực sự anh đã sai lầm rồi, lần đó do tôi phụ trách nhiệm vụ đặc thù, Trương Cường là chủ lực. Lần đó không phải là phụ trách an toàn xung quanh chủ tịch 1.000 mét đó sao? Mà lúc đó tôi là tổng chỉ huy, chuyện này thực không có nửa câu giả dối. Nếu Trương Cường còn ở trong đội cảnh vệ, bảo anh ta phụ trách công tác bảo an cho chủ tịch thì có gì là sai lầm? Diệp Phàm nói, tôi thật là phục anh, chuyện nhỏ này mà cũng có thể nhắc đến. Diệp Phàm anh thật lợi hại, thật sự lợi hại, Cung Khai Hà tôi không thể không phục anh. Cung Khai Hà hừ nói. Ha ha, đừng nóng vội anh Cung, chuyện của Phượng gia lần này khiến Trương Cường cũng phải đi làm tùy tùng. Lần sau không phải lại muốn làm lại chứ. Tổ đặc nhiệm A đưa ra 2 đội viên chính thức, một là Trương Cường rồi. Hơn nữa, tôi quyết định bổ nhiệm anh ta làm phó tổ trưởng tiến hành huấn luyện đặc biệt tiêu diệt Tam Độc Giáo.
Thiên Lôi tứ tượng trận lần này như là một đợt huấn luyện đặc biệt của Phó Tổng, Phó Tổ trưởng. Thế nào, đến lúc đó, lại tham gia cả chức vụ ở bên đội cảnh vệ nữa. Đúng rồi, nếu là chức đội phó thì quá thấp, dù nói thế nào thì cũng phải là cái chức đội trưởng. Đến lúc đó, việc này thành, Diệp Phàm tôi sẽ mời cung thủ trưởng đi uống rượu. Diệp Phàm cười khan mấy tiếng, nói. Anh đều sắp xếp xong xuôi rồi thì tôi còn nói được gì nữa, anh quả là rất có năng lực đó. Trương Cường đã nhanh chóng thăng lên 4 cấp. Ngoài hai phó tổ trưởng và một phó tổng huấn luyện viên còn có một đội trưởng. Tuy nhiên, việc này thì anh là người giữ ấn soái nên cũng có quyền quyết định. Mà đội cảnh vệ bên đó, mà thôi, phó tổ trưởng Diệp Phàm anh đề cử, tôi sẽ nói lại với các đồng chí. Cung Khai Hà bất đắc dĩ gật đầu. Tuy nhiên, ngược lại vẻ mặt lại rất thận trọng nói. Anh phải nắm chặt, trong vòng 5 ngày, còn có một vị có thể tối nay sẽ quyết định được. Về sau các anh phải ngày đêm luyện tập tứ tượng trận, thời gian không chờ đợi ai đâu. Còn một người nữa liệu có chọn hay không cũng chưa thể biết trước được. Người chọn thì có, chỉ là vẫn chưa thương lượng được với cô ấy, không hiểu người ta có chịu hay không. Bây giờ xem chừng chỉ còn trông chờ vào đồng chí Thiên Thông ở trên nữa thôi. Người này cũng có thân thủ cửu đẳng, thấu hòa một chút coi như cũng được. Diệp Phàm nói, một người thập đẳng khác là ai, đồng chí Diệp, có thể nói ra một chút thông tin về anh ta không? Cung Khai Hà nói, người ta không cho nói ra, chuyện này, thật ngại quá, ngại quá. Nếu như có thể thành, anh dĩ nhiên là sẽ hiểu. Diệp Phàm nói, tốt lắm, anh nhanh đi làm đi, không thể nấn ná nữa. Cung Khai Hà không thể khai thác được gì, đành phải đuổi người đi. Ngồi vào trong xe, Diệp Phàm phát hiện ra ánh mắt cầu khẩn của Trương Cường, không khỏi mềm lòng, nói. Trương Cường, chuyện của cậu đang tiến hành, trong thời gian này cậu phải thể hiện thật nổi bật mới được. Gần nhất có hai lần hành động, cậu có muốn tham gia? Căn cứ Tinh Hải, một nơi thật tốt, cách thành phố Phổ Hải không xa. Anh Diệp, tôi rất mong chờ. Trương Cường nói. Việc này vẫn khá khó giải quyết, tuy nhiên, mặc kệ thành hay không, anh em chúng ta đều được đi vật lộn đọ sức, thành tích của cậu, tôi sẽ đi nói với cấp trên cho cậu. Diệp Phàm vỗ nhẹ bả vai Trương Cường. Tất cả đều nghe theo anh Diệp. Trương Cường nói. Trương Cường, cô bé như tuyết phụ ấy thì thích gì? Diệp Phàm đột nhiên chuyển đề tài. Cô nương này rất đặc biệt, nghe anh Diệp nói là đã có thân thủ thập đẳng rồi. Có thể là đã ngoài 30 rồi. Nói cô ấy thích gì, tôi thấy, chỉ bằng hỏi người nhà của anh một chút, không chừng cô ấy có thể biết được nhiều. Trương Cường nói có chút kỳ quái, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ anh Diệp đã nhắm Tuyết Vũ rồi. Tiểu tử cậu nghĩ cái gì vậy, ánh mắt lấm la lấm lét. Lần này đi Phượng Gia là cần có 4 vị cao thủ thập đẳng phối hợp tứ tượng trận. Hiện tại mới có 3 người, không có cách nào khác, cho nên mới muốn có bằng được cô nương này. Diệp Phàm nói. Lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Viên Viên, vừa nghe Diệp Phàm hỏi đến chuyện này, giọng điệu của Kiều Tiểu Thư liền châm chọc. Anh hỏi chuyện này để làm gì, có phải là muốn làm cái gì đó tốt với Tuyết Vũ, sau đó đi lấy lòng của cô ấy? Em xem hai người liệu sẽ có chuyện gì, bây giờ liên kê rồi hả? Trời đất chứng giám, anh thật không có ý đó. Là vì có việc cần, thật sự, không có lừa em đâu. Diệp Phàm nói lớn trong điện thoại. Trương Cường muốn cười mà không dám cười, vừa lái xe vừa như là khó chịu. Có quỷ mới tin anh. Kiều Viên Viên tức giận hừ nói. Chương 2333, một chút lãng mạn. Nếu không tin thì anh gọi anh Lý đến chứng minh, lời anh Lý nói mà em cũng không tin sao. Diệp Phàm nhanh chóng nói, lôi Lý Khiếu Phong ra làm bia đỡ đạn. Vậy thì thôi đi, .ans đã nói như vậy, em tạm thời tin anh. Kiều Viên Viên đã tin một nửa rồi. Vậy em mau nói đi, Tuyết Vũ cũng đã ở nhà chúng ta mấy tháng. Em hẳn là có hiểu về cô ấy một chút phải không? Diệp Phàm nói. Hiểu gì chứ? Kiều Đại Tiểu Thư hừ một tiếng, trầm tư một lát rồi mới nói. Cô Tuyết Vũ đó nhìn qua thì bình thường đấy, cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa, cũng được dạy dỗ rất quy củ. Chỉ cần là không động tới Tuyết Hồng, những chuyện khác cô ấy đều không có hứng thú. Đối với những cô gái không có hứng thú kiểu đó, muốn biết cô ấy thích gì, cũng tương đối khó. Em phải suy nghĩ kỹ đã. Không thể kéo dài được đâu, em nghĩ luôn đi, thời gian không còn nhiều nữa,
bằng không, anh sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phàm lập tức nói. Có đúng là anh phải hoàn thành nhiệm vụ? Kiều Viên Viên hỏi. Đương nhiên là đúng, nếu không, anh kêu anh Lý đến làm chứng. Diệp Phàm rất nghiêm chỉnh, nói. Vậy chi bằng anh đi hỏi Tuyết Hồng, hẳn là Tuyết Vũ rất trân trọng Tuyết Hồng đấy. Hai người có quan hệ tốt như vậy, Tuyết Hồng nhất định biết được Tuyết Vũ thích gì. Kiều Viên Viên đưa ra một ý. Sớm biết vậy chẳng thà không hỏi em nữa là xong, đã không hỏi được thì chớ, chút nữa lại còn chọc tức em. Trong lòng Diệp Phàm thầm oán hận bà xã này một câu, miệng cũng đáp lời cúp điện thoại. Hừ, vừa nói đến Tuyết Hồng là anh lại như thế rồi. Đặt điện thoại xuống, Kiều đại tiểu thư bất mãn hừ lạnh một tiếng. Diệp Phàm không còn cách nào, đành phải gọi điện thoại cho Tuyết Hồng, mới biết cô gái nhỏ nhắn này chủ nhật vẫn còn ở trường học. Hai, em gái Tuyết Hồng của chúng ta có phải là đã phải lòng cậu bạn nào rồi không, đến cả thứ bảy cũng không thèm về nhà. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Không phải, ở trường ngày 1 tháng 2 có tổ chức dạ hội. Nghe nói là để chúc mừng khánh thành sân bóng rổ mới, đến lúc đó sẽ mời một số người nổi tiếng cùng các vị lãnh đạo đến tham gia. Mà bản thân cô ấy thân thủ cao, phải ở lại đó biểu diễn tiết mục tạp kỹ. Cho nên, mấy ngày nay mọi người đều phải tăng giờ để tập trung luyện tập. Tuyết Hồng nói, trong giọng nói ngập tràn hưng phấn. Xem ra, cô nàng này cũng khá thích làm chuyện náo nhiệt đây. Ha ha, em gái Tuyết Hồng của chúng ta chắc chắn sẽ tỏa sáng đó. Diệp Phàm cười cười rồi cũng cúp điện thoại, quay đầu sang Trương Cường nói. Tới sân vận động trường Đại học Bắc Kinh. Lễ khánh thành sân bóng rổ mới ở Đại học Bắc Kinh có tới 18.000 chỗ ngồi. Một sân bóng rổ như thế này tiêu tốn không dưới 100 triệu. Nghe nói tất cả đều là do các Hoa Kiều quyên tặng. Đi vào sân bóng rổ, bên trong mọi người vỗ tay không ngừng, trống nhạc rung trời. Có tiếng ca duyên dáng quanh quẩn đâu đó. Có mấy trăm học sinh trường Đại học Bắc Kinh đang ngồi cổ vũ, reo hò. Anh Diệp, anh đến thật sao, em còn tưởng là anh nói đùa cơ đấy. Tuyết Hồng sớm đã đứng đón ở bên ngoài cửa chính, vừa thấy Diệp Phàm xuống xe. Cô gái bé nhỏ liền lao tới, biểu diễn một màn nhào lộn trên không trung. Sợ cô ngã sấp xuống, Diệp Phàm đành phải giơ tay ra đỡ. Đẹp trai thật đó Tuyết Hồng, người này là anh người tình Diệp Phàm của cậu đó sao? Đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói khá dễ nghe, nghe như âm thanh của tự nhiên vậy. Anh người tình. Diệp Phàm nói thầm một câu, đảo mắt tới. Phát hiện ra hai cô gái đứng sau Tuyết Hồng, đều mặc áo len cao bồi, chỉ có điều màu sắc và hoa văn khác nhau thôi. Cả hai đều rất xinh đẹp trẻ tuổi, tràn đầy sức sống. Khuôn mặt thì tuy không thể so được với Kiều đại thiếu thư, nhưng cũng là vẻ đẹp hơn người. Bên cạnh hai cô còn có hai chàng trai cao chừng 1m8, mặc quần áo rất bình thường, có vẻ đẹp trai, phong độ, tinh thần phấn chấn, tỏa sáng. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện trong đó có một người trên sống mũi có một nốt ruồi dường như rất chú ý đến Tuyết Hồng. Vừa nhìn thấy Tuyết Hồng ở trong lồng ngực hắn, mặt tên tiểu tử kia vội thể hiện vẻ không hài lòng có mùi vị của acetic acid cách Diệp Phàm rất xa nhưng vẫn nghe thấy. Đường Bảo Nhi, cả Lý Tiên Tiên, hai người muốn chết hả, tôi nói đến anh người tình với các cậu khi nào chứ? Anh ấy là anh nuôi của tớ, các cậu chớ có nói lung tung. Anh nuôi tớ đã đính hôn rồi đó. Tuyết Hồng vừa nghe, mặt liền đỏ lên, rời khỏi vòng tay của Diệp Phàm. Hiểu rồi Tuyết Hồng, đầu tiên là anh trai, sau đó là anh người tình rồi. Anh trai với anh người tình không giống nhau sao? Còn việc đính hôn, giờ ai còn hứng thú với chuyện này nữa chứ? Đính hôn chứ đâu phải là kết hôn, chỉ cần chưa kết hôn, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể hành động. Đoán chừng gọi cô gái Đường Bảo Nhi mồm mép cũng không tệ, Tuyết Hồng cười khanh khách giễu cợt. Đúng đúng. Cơ hội đã tới, người tình của cậu tự động đến trước cửa, Tuyết nha đầu, cậu phải nắm chặt lấy. Lý Tiên Tiên cũng cười theo. Đầu năm nay hàng gì cũng có, hạng người chó con mèo con, từ trong xó có chui ra chui vào đều có thể bay được lên đến trần nhà rồi. Người thanh niên có nốt ruồi ở mũi nhìn một bức tranh cười nhạt châm chọc nói. Phương Chi Bạch, sao anh lại nói anh người ta như thế, không được nói thế nhé. Lý Tiên Tiên trừng mắt liếc nhìn tên kia một cái, hừ nói. Tôi nói có sai đâu, từ đâu đến, tưởng rằng ngồi trên chiếc xe Cherokee cũ kỹ, không biết ở đâu thải ra thế kia mà đã oai phong lắm sao. Loại người như vậy, bản công tử đây khinh thường.
Phương Chi Bạch lạnh lùng hừ nói, trong lời nói chứa đầy sự ghen ghét. Nói tôi có phải không, ha ha. Vẻ mặt Diệp Phàm ôn hòa cười, hỏi. Ngược lại không tức giận chút nào, bây giờ Diệp Phàm kiềm chế nhưng sẽ phát triển. Cảm giác hắn là thế hệ trước rồi, tranh giành với hậu sinh này thì quá là thấp kém rồi. Kẻ nào ngồi thì tôi nói kẻ đó. Phương Chi Bạch hừ nói. Ha ha. Diệp Phàm cười nhạt, nhìn đồng hồ, xoay mặt Tuyết Hồng nói. Em gái, đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Anh Diệp, chúng em có phần không? Đường Bảo Nhi cười hỏi. Có, đều có. Diệp Phàm hơi sững người, trong lòng tự nhủ cô gái này cứ gọi anh Diệp, như thể đã quen biết từ lâu lắm rồi vậy. Kỳ quái là Tuyết Hồng không ngờ không hề tức giận, dáng vẻ xem ra rất nhiệt tình, nhưng thật ra lại khiến trong lòng Diệp Phàm cảm giác có chút khác lạ. Bảo Nhi, đã nói rồi đấy, bữa nay anh mời, cùng người này đi ăn cơm hạ giá. Tình trạng vệ sinh thực phẩm ở quán kia rất kém, cái gì chứ con muỗi con ruồi đều có, không chừng còn có cả móng tay nữa đấy. Vẻ mặt Phương Chi Bình khinh bỉ nói. Mùa đông này còn có ruồi bọ muỗi, Phương Chi Bạch, anh thật đúng là biết nói đùa. Lý Tiên Tiên quầy khanh khách nói. Tôi chỉ là so sánh chính là loại đồ vật này thôi. Phương Chi Bạch vừa ngạc nhiên, sắc mặt hơi đỏ nhanh chóng giải thích. Phương Chi Bạch, vậy anh hãy đưa chúng tôi đến một nơi sạch sẽ đi nhé. Tuyết Hồng cười híp mắt hỏi. Diệp Phàm rụt vai lại, biết được cô gái nhỏ này muốn chỉnh người nào đó, không khỏi dùng mình một cái. Khách sạn Kim Đô thì thế nào, đẳng cấp đủ cao không? Vẻ mặt Phương Chi Bạch bình tĩnh, nói. Khách sạn Kim cũng tốt. Tuyết Hồng vỗ tay khen hay. Lên xe. Phương Chi Bạch giơ tay lên, nhiệt tình mời ba cô gái. Tiên Tiên Bảo Nhi hai người ngồi xe của Chi Bạch, tôi ngồi xe của anh tôi. Tuyết Hồng dành trước Trương Cường chạy tới mở cửa xe Cherokee. Chúng tôi cũng muốn ngồi xe của anh Diệp cùng với Tuyết Hồng. Không thể tưởng tượng Bảo Nhi chạy còn nhanh hơn cả Tuyết Hồng, một cái đã chui vào xe của Diệp Phàm rồi. Tốc độ của Lý Tiên Tiên cũng không chậm, nhanh chóng chen Tuyết Hồng vào xe Cherokee. Đi thôi Trương Cường. Diệp Phàm nhún vai ngồi vào chỗ điều khiển, liếc nhìn sắc mặt khó coi của Phương Chi Bạch một cái. Ý là người anh em, bản thân các cô ấy muốn thế không trách tôi được. Chúng ta đi Văn Long. Phương Chi Bạch bước nhanh về chiếc BMW màu trắng của mình, dường như chút giận nhấn ga ngay, xe két một tiếng liền lao ra ngoài mất tiêu, ngay sau đó vượt trước xe Cherokee. Hơn nữa, còn khoe khoang dường như bóp còi rất to. Vượt qua anh ta, vượt qua anh ta. Tuyết Hồng vừa thấy một ngón tay chỉ ngay lập tức ồn ào. Cô gái nhỏ này, khuôn mặt có chút ửng hồng, thật sự rất đáng yêu. Tuyết Hồng, người ta lái chính là xe BMW. Chiếc xe này của anh, không chơi được. Đường Bảo Nhi liếc nhìn, cười khanh khách nói. Hai nụ hoa trước ngực nảy lên nảy xuống, hay là hoàn toàn lừa dối. Toàn thân Đường Bảo Nhi đều tràn đầy năng lượng bùng nổ giống như tinh thần phấn chấn của tuổi thanh xuân. Khuôn mặt tuy nói rằng không sánh bằng Kiều Viên Viên, Phượng Khuynh Thành nhưng cũng có cái đẹp. Áo lông màu đỏ trên người trắng nõn, hơn nữa thêm quần bò màu xanh lục, đi một đôi giày thể thao màu đỏ. Xuân khí trên toàn thân như muốn phun ra. Chính là trong lòng Diệp Phàm không hiểu điều vui sướng vô cùng đều có nhiều thảm thiết như thật. Trước tiên hãy đuổi theo. Diệp Phàm cười nói, tiếp theo là mô tả, phát hiện cách 100 mét có một chiếc Audi Việt dã theo sát sau. Đoán chừng là Tuyết Phú thần hộ mệnh của cô bé Tuyết Hồng này. Trương Cường nhấn ga chiếc Cherokee huỵch một tiếng vượt ra ngoài. Vẫn chậm, có thể đuổi kịp. Lý Tiên Tiên cười nói hai cái lông mi đẹp chớp chớp. Tuyết Hồng, anh Diệp công tác ở đâu vậy? Đường Bảo Nhi cười hỏi. Ở thành phố Đồng Lĩnh. Tuyết Hồng nói. Sao lại không về Bắc Kinh, mọi người có thể thường xuyên gặp mặt rồi. Đồng Lĩnh có gì tốt mà làm, nông thôn. Đường Bảo Nhi trêu ghẹo nói. Gặp cái gì mà gặp, nhìn thấy đã ghét rồi, không gặp không biết. Tuyết Hồng cười nói. Kỳ lạ. Nhưng một ngày mình có thể nghe được 20 từ anh Diệp từ miệng bạn đấy. Sao có thể gặp rồi lại thành ra cái dạng này rồi? Lý Tiên Tiên cười nói. Nói quen rồi, không có ý gì khác. Tuyết Hồng đắc ý liếc nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Hiểu rồi, nói quen rồi, thành thói quen tự nhiên. Lý Tiên Tiên và Đường Bảo Nhi cùng cười lên. Tuyết Hồng, Tuyết Phú thích nhất là cái gì?
Diệp Phàm bắt đầu hỏi việc chính rồi. Anh hỏi cái này làm gì? Tuyết Vũ không có cảm tình tốt với anh đâu, anh bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ở trước mặt cô ấy, anh chỉ là một cậu bé trai thôi. Tuyết Hồng đã hiểu lầm, hừ nói. Anh không phải có ý đó, gần đây có chuyện cần cô ấy giúp đỡ một chút. Vẻ mặt Diệp Phàm đứng đắn, nói. Ồ, muốn nói Tuyết Vũ thích gì, thật đúng là khó tin. Dì Vũ giống như là không có hứng thú với bất cứ cái gì, ngoại trừ đánh mấy quyền cước nước ngoài, tuy nhiên, e nghĩ. Tuyết Hồng híp mắt suy nghĩ một hồi, đột nhiên kêu lên. Có, dì Tuyết Vũ chưa từng trải qua sinh nhật, còn 2 ngày nữa là đến ngày sinh nhật của cô ấy. Nếu anh không tổ chức sinh nhật lãng mạn cho cô ấy, không chừng sẽ làm cô ấy giận đấy. Chương 2334, dê già gặm cỏ non. Sinh nhật, nhưng không kịp nữa rồi. Chuyện của anh không thể kéo dài, phải xong trước tối nay làm thế nào đây? Diệp Phàm hỏi. Chỉ có thể như thế, việc của anh vừa vội, không thể kéo dài. Thôi được, vậy anh sắp xếp cho tốt, em phụ trách đưa chị ấy đến. Tuyết Hồng gật gật đầu. Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại cho Lam Tồn Quân, anh chàng này không nói 2 lời, nói là Diệp Phàm cứ yên tâm. Trương Cường, vượt qua anh ta. Diệp Phàm đột nhiên nói như vậy, Trương Cường cũng không hiểu được chuyện gì, nhấn ga thật mạnh, tổ đặc nhiệm A đã sửa lại chiếc Cherokee, nhấn ga kêu một tiếng xe đã vọt lên trước rồi. Chưa kịp đề phòng, xe của Trương Cường đã vượt qua chiếc BMW của Phương Chi Bạch. Người này vừa nhìn thấy, ngay lập tức đỏ mắt. Cũng nhanh chóng nhấn ga. Lập tức, 2 chiếc xe đi với tốc độ 100 km/h, lao như bão táp trên đường. Tuy nhiên, tiệc vui chóng tàn. Gần 1 phút đồng hồ, đèn đỏ phía trước bật sáng, bị ngăn cản rồi. Lúc này đây chiếc BMW của Phương Chi Bạch mới nhận ra là đang ở trước chiếc Cherokee. Cuối cùng cũng hiểu rồi, cũng hiểu được rằng thời gian kiên trì khẳng định không vượt qua được chiếc BMW. Diệp Phàm chọn đúng thời khắc rồi. Tiểu tử, đưa bằng lái xe ra đây. Tốc độ đi trên con đường này là 60 km, anh không thấy hướng dẫn sao? Đua xe ở đường này, muốn tìm cái chết phải không? Một cảnh sát giao thông trung niên lớn tiếng hỏi. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi có việc gấp, cho nên. Phương Chi Bạch nhanh chóng giải thích một chút. Tuy nhiên, nhìn thấy xe của Trương Cường vượt lên trước. Ai cho anh đi lên trước, dừng lại sang bên kia chờ xử lý. Viên cảnh sát giao thông tức giận nói. Anh lại đây, tôi có việc muốn nói với anh. Trương Cường bắt tay với viên cảnh sát kia, viên cảnh sát hơi sững người, nhưng cũng đi theo. Bởi vì nơi này là thủ đô, có thể thấy giọng điệu nói chuyện của chủ nhân chỉ có thể là 2 loại người. Một loại chính là người hồ đồ thiếu suy nghĩ rồi. Một loại khác chính là người này thuộc loại không thể chọc vào nổi. Giống như đại thiếu gia nhị đại tam gia của thủ đô này. Trương Cường đưa giấy chứng nhận ra, nói nhỏ với Thô Hầu Yết kia vài câu. Viên cảnh sát giao thông vừa mở tờ giấy chứng nhận ra, lập tức sửng sốt nhanh chóng giơ tay lên hô. Dọn dẹp sạch sẽ, mời thủ trưởng đi. Ha ha, húng tôi đi đây. Trương Cường nhìn Phương Chi Bạch cười khan vài tiếng rồi khởi động xe. Lúc này, sắc mặt Phương Chi Bạch nói khó coi bao nhiêu chính là khó coi bấy nhiêu. Vốn nghĩ chúng ta cùng đường, tuy nhiên thằng này đỡ không nổi. Xe dừng tại khách sạn Kim Đô. Anh Diệp, bạn bè của anh thật giỏi, đua xe cảnh sát cũng không dám ngăn cản. Đường Bảo Nhi cười nói. Ha ha, anh ta cũng là cảnh sát, người cùng ngành, chiếu cố một chút thôi. Diệp Phàm cười thần bí. Đường Bảo Nhi sau khi hơi ngạc nhiên cũng hiểu rồi. Rắn chuột một ổ. Tuyết Hồng miệng thao thao hừ nói. Lúc này, điện thoại Diệp Phàm vang lên, vừa nhận điện thoại. Mới biết được Vương Long Đông cũng vừa mới tới thành phố. Vậy thì thật tốt quá rồi, anh nhanh tới đây, chúng tôi đều đang ở khách sạn Kim Đô ăn cơm, bây giờ còn đang đứng ở cửa lớn vẫn chưa vào. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, tôi đang ở gần khách sạn Kim, được rồi, lập tức tới ngay. Vương Long Đông ngắt điện thoại, một lúc sau rẽ sang hướng đông. Tuy nhiên, bên cạnh người này còn có 2 người nữa đi theo. Diệp Phàm vừa nhìn thấy. Gần như rất hài lòng, không phải là đêm hôm đó đánh nhau, dáng vẻ béo của đồng chí Ngưu Tử và anh ta phải bảo vệ tiểu thư, một thân kiều diễm lệ là cô gái này sao? Nghe nói là gia đình Kim Lăng cổ gì đấy, có chút quan hệ dây mơ dễ má với đại quan viên. Cổ tiểu thư hôm nay cũng thay đổi, mặc áo lông màu đỏ viền hoa, quần bò màu đen,
một đôi ủng da màu hồng còn đeo khuyên tai, cả người nhìn qua có vẻ là người con gái không đứng đắn. Cô cổ, chúng ta lại gặp nhau. Diệp Phàm dành chào hỏi trước, trong lòng tự nhủ Vương Long Đông người này cũng không phải là cô gái ngoan. Đúng vậy, đêm hôm đó anh giống như chó sói. Cổ cô nương nói ra một câu, thiếu chút nữa lưng của ba cô gái kia cong như gậy tre. Này, cô cổ, đừng nói tôi như vậy. Diệp Phàm sờ sờ đầu có chút xấu hổ. Đúng lúc này, mới nhìn thấy Phương Chi Bạch và bạn tốt của anh ta Văn Long hai người bước ra từ chiếc taxi. Chi Bạch, chiếc BMW của anh đâu rồi? Lý Tiên Tiên cười hỏi. Hừ. Phương Chi Bạch hừ một tiếng, giận chừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Quay lại tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cái gì vậy, không ngờ lại vì tình mà làm việc bất hợp pháp. Phương Chi Bạch tôi không làm cho mũ của hắn rơi xuống đất tôi sẽ không mang họ Phương. Người anh em cậu oai nhỉ, như chỉ tôi bái phục sát đất, không ngờ chơi đùa cùng với anh cảnh sát. Lúc này, cơ thể đồng chí trái bí đao Ngưu chỉ cười đùa. Ngưu tử, tiểu Ngưu bái phục cái rắm, Phương Chi Bạch tức xì khói, hướng về phía đồng chí Ngưu chỉ thì đã đi rồi. Hắc, hắc, đừng có sửa bậy tên tôi là Ngưu chỉ, là trong từ, chỉ đầu, ngón tay đi di chứ không phải Ngưu tử. Trong tiếng Trung Quốc, từ chỉ và từ tử phát âm gần giống nhau. Phương Chi Bạch cố tình gọi là Ngưu tử, nghĩa là con bò đi di. Ngưu chỉ đương nhiên tức giận, gầm lên trước mặt Phương Chi Bạch, anh ta sợ ai? Ngưu chỉ, không giống sao, chỉ vào Ngưu liền sinh ra ngé rồi. Từ chỉ trỏ và từ chỉ đầu nghĩa là ngón tay phát âm giống nhau đi di. Phương Chi Bạch lại càng sung mãn cười trêu chọc. Anh mới sinh ra nghe ý, bố anh sinh ra anh là cháu của rùa. Ngưu chỉ có thể cũng không ngu, lời nói này nghe cũng hay. Người này bước lên trước hai bước, không nói hai lời đánh Phương Chi Bạch một quyền. Phương Chi Bạch cơ bản không nghĩ người này lại dám ở trước khách sạn 5 sao lại đánh người, cho nên, tự nhiên, bá sát một tiếng là đánh mấy quyền vào đầu khiến anh ta ngã xuống đất. Tôi đạp chết hồn người này của anh. Biết Phương thiếu gia là người gì không, anh cũng dám đánh. Người bạn tốt của Phương Chi Bạch Văn Long tức giận kêu lên, đá một cước về phía Ngưu chỉ. Được rồi, đi ăn cơm thôi, đánh cái gì? Diệp Phàm sử dụng hóa âm mê thuật hừ một tiếng, hai người đều chấn động, chân Văn Long liền thu trở về, mà nắm tay Ngưu chỉ cũng thuận tay liền đút vào trong túi quần. Tôi không để yên cho anh đâu, hãy nói tên anh đi. Phương Chi Bạch bị Lý Tiên Tiên đứng đằng sau chỉ Ngưu chỉ liền nhăn mặt rồi. Kim lăng cổ phủ Phi Phi, Ngưu chỉ là tay sai đắc lực của tôi. Thế nào, muốn tìm cổ Phi Phi ta là được, anh đi Kim lăng hỏi thăm một chút, có người như vậy hay không? Cổ Phi Phi khinh thường liếc nhìn Phương Chi Bạch một cái. Cổ Phi Phi là cái đếch gì, anh thực sự nghĩ rằng là con cháu của cổ Bảo Ngọc. Anh tào bịa đặt anh cũng có thể viết ra, cái gì vậy? Phương Chi Bạch cũng không nghĩ nữa, hôm nay phải tránh mặt. Ở thành phố Bắc Kinh này, cổ phủ chính xác không phải là cái đồ vật này nọ, tuy nhiên, khách sạn Kim Đô này chính là khách sạn cổ phủ mở đấy. Đúng lúc này, một người trung tuổi đeo kính vừa nói vừa mở cửa thủy tinh xoay ra. Đừng chạy Phi Phi, chú sẽ không nói với người nhà. Vừa nhìn thấy người trung tuổi kia đi ra, không thể tưởng tượng được cô nàng cổ này lại không nói lời nào đã muốn chạy trốn. Bị người trung tuổi kia gọi lại. Dường như giống như chú của cô nàng cổ. Tuy nhiên, cổ Phi Phi đương nhiên không tin, vẫn bước nhanh ra ngoài. Hơn nữa, tốc độ lại càng nhanh. Chỉ có điều, bị Vương Đông Long dắt nên chạy cũng không nhanh được. Người trung niên kia gấp đến độ vội vàng bước nhanh đuổi theo, ở phía sau gọi. Phi Phi, nếu chú nói linh tinh thì chú là con rùa. Những lời này thật là có hiệu quả, cổ Phi Phi ngừng chạy. Nháy mắt một chút, nói. Chú, đúng là lời chú nói đấy, nếu nói linh tinh chính là khốn kiếp rồi. Điều đó là đương nhiên, ở phía trước có nhiều người như vậy, cháu còn không tin lời chú nói hay sao? Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, đói bụng rồi. Vẻ mắt người trung tuổi nói yêu, tuy nhiên, thật ra ông ta nhìn Vương Đông Long vài lần, hỏi. Phi Phi, vị này chính là bạn tốt của cháu Vương Đông Long. Chú cứ gọi anh ấy là Tiểu Long là được. Cổ Phi Phi tự nhiên hào phóng, trên khuôn mặt không ngờ cũng có chút ngượng ngùng. Trong lòng Diệp Phàm thầm lấy làm kỳ lạ, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ thằng Vương Đông Long này thật đúng là người yêu của cổ Phi Phi rồi. Bằng không,
tính cách của Cổ Phi Phi làm sao khuôn mặt nhỏ nhắn ấy có thể đỏ ửng lên. Mẹ kiếp, thủ đoạn của người đàn bà này cũng thật ghê gớm, hơn nữa, vẫn là một con dê non. Cổ gia này, đoán chừng cũng là một gia tộc lớn. Có thể xây dựng được khách sạn 5 sao lớn như thế này. Chỉ có điều tính cách của Cổ Phi Phi cũng không phải là kiểu người lương thiện, theo lời nói của hai người, đoán chừng, đồng chí Long Đông từ nay về sau trở thành con dê non dưới tay con sư tử Hà Đông rồi. Trong lòng Diệp Phàm kỳ lạ nghĩ, vẫn yên lặng vì đồng chí Long Đông vừa mất đi tự do mà bi ai. Ừ, Tiểu Vương, cùng nhau đi ăn cơm chưa đi? Đúng rồi, tôi tên Cổ Cháo Đức, là tổng giám đốc của khách sạn Kim này. Người trung tuổi của phủ Đức này liếc nhìn Vương Đông Long một cái cũng không nhiệt tình lắm, thuận miệng nói. Tay duỗi ra nắm chặt không biết có ý gì. Không cần đâu xếp Cổ, anh tôi đang ở bên kia, còn có mấy người bạn. Bọn họ vốn định đến khách sạn Kim dùng cơm. Vương Đông Long có thể cảm nhận được sự lãnh đạm của Cổ Cháo Đức, nhưng cũng không để ý, mà là nói không kiêu ngạo. Long Đông, gọi bọn họ cùng đi. Cổ Phi Phi nhìn Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Vị kia là anh của Long Đông tên Diệp Phàm, còn người kia là Ngưu Chỉ vừa mới cãi nhau một trận. Anh ta có một người bạn đáng yêu Kiểm Viên Viên, quyền cước rất lợi hại đấy. Ngưu Chỉ đánh không lại anh ta. Anh ta ức hiếp cháu sao? Vẻ mặt Cổ Cháo Đức kia vốn lãnh đạm cũng bẩn lên rồi, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Giám đốc Cổ, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Diệp Phàm khẽ cười nói. Hiểu lầm thì bỏ đi, bằng không, thôi vậy, tất cả mọi người lên lầu đi. Cổ Tổng hừ lạnh một tiếng lại khoát tay áo. Xem ra, người này thật đúng là một diễn viên rồi. Ha ha, rất xin lỗi Cổ Tổng, tôi nói rồi vốn là đến dùng cơm thôi. Ông hãy đặt cho chúng tôi một phòng, bữa ăn này là tôi mời mọi người. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, không muốn đi ăn cơm chùa. Có phải Diệp Phàm không, tôi là Cổ Cháo Đức giữ chức tổng giám đốc ở đây, bạn của cháu gái đến ăn không phải thanh toán, như vậy không phải Cổ Cháo Đức tôi bẩn thỉu lắm sao? Cổ Cháo Đức hiển nhiên có chút tức giận rồi, âm thanh cứng nhắc. Cổ Tổng, một là một, hai chuyện khác nhau. Diệp Phàm có chút tức giận. Cảm thấy người trung niên này quá tự đại một chút rồi, cho nên, âm thanh cũng nặng thêm một chút. Long Đông, người bạn này của anh sao lại khó lay chuyển vậy? Chú em mời cơm đi ăn cơm nha, sao lại dành với chú em? Nếu không, chúng ta đi, không cần để ý tới bọn họ. Cổ Phi Phi vừa nhìn, tính tình đại tiểu thư lại phát tác. Kéo Vương Long Đông đi vào sảnh. Chương 2335, đập phá Kim Đô. Rất xin lỗi Phi Phi. Đại ca của anh đang ở đây, anh không thể vào được. Vương Long Đông quay mặt ra, nói rất thẳng thắn. Vương Long Đông anh giỏi lắm, nếu cần anh trai anh thì tôi sẽ đi tìm anh ta. Ngưu Chỉ, chúng ta đi, lương tâm vứt cho chó ăn rồi. Cổ Phi Phi đạp một cái vào Vương Long Đông rồi quay người bước qua cửa. Long Đông, cậu và bọn họ ăn cùng nhau đi vậy, chúng tôi ngồi bàn khác. Diệp Phàm nói, cũng hơi ngại. Khiến người ta hiểu lầm rằng hai người có mâu thuẫn với nhau. Không cần để ý đến cô ta, thích thế nào thì chiều thế. Không ngờ Vương Long Đông cũng nổi giận, hướng về phía Cổ Phi Phi nói. Họ Vương kia, anh dám nói lại câu đó một lần nữa không? Vừa đi đến cửa kính, Cổ Phi Phi lui chân lại, trừng mắt chỉ tay vào Vương Long Đông hỏi. Phi Phi, nhìn người thì nhìn cho chuẩn, tố chất của bạn con, ha ha. Không ngờ Cổ Cháo Đức lại bồi thêm một câu như thêm dầu vào lửa. Xem ra đồng chí Vương Long Đông bị ông chú Cổ Cháo Đức có thành kiến rồi. Vương Long Đông vừa nghe thấy đã há hốc miệng, không ngờ cô nàng Tuyết Hồng thật hiểu ý người khác. Cô liền nắm ngay lấy cánh tay của Cổ Phi Phi nói. Phi Phi, chúng ta đều là con gái, đôi khi không tránh khỏi có tính tiểu thư. Trong trường hợp này nên nghe các anh ấy mới phải, đúng không nào? Tôi đã nói gì đâu. Sao anh ấy dữ dằn như thế? Cổ Phi Phi mắt đỏ lên như sắp khóc. Phi Phi đừng khóc, con là tiểu thư của Cổ gia, không cần nghe theo kẻ khác. Cổ Cháo Đức lạnh lùng nói, khí thế hùng hổ. Nếu thực sự muốn làm bạn bè với người anh em của tôi thì nên ôn hòa một chút. Bằng không thì Cổ Phủ, Lý Phủ cũng không ích gì. Con gái mà, vẫn nên dịu dàng một chút, nếu không con trai sẽ đều bị dọa cho chạy mất dép. Diệp Phàm bắt đầu nổi giận nên đã thượng lên một trận. Cậu là cái thá gì mà vênh váo ở Kim Đô? Có biết Cổ Phủ lớn như thế nào không?
Cậu thanh niên này, chớ có ăn mấy ngày cơm rồi đến đây nói bừa. Cậu phải xem lại tư cách bản thân mình trước rồi hãy mở miệng nói. Hôm nay cổ cháu Đức tôi thay mặt cho cổ gia ở tại đây. Người làm bạn cháu gái tôi còn nhiều như biển ấy. Người anh em Vương Long Đông của cậu vốn dĩ không xứng. Cổ cháu Đức nổi máu ông lớn trong đại gia tộc lên cơn thịnh nộ. Thực ra y muốn nhằm vào Vương Long Đông. Vì cổ phủ đã giới thiệu cho cổ Phi Phi một người bạn nhưng cổ Phi Phi không thích gặp mặt, cứ lêu lổng đến hôm nay vẫn chưa chịu về nhà. Tất nhiên, cổ cháu Đức cảm thấy Vương Long Đông gây ra chuyện nên mới khiến cháu gái không muốn trở về nhà. Vì thế nên chút giận lên người Vương Long Đông và Diệp Phàm cũng chịu vạ lây. Hơn nữa thế lực của cổ phủ cực lớn nên đương nhiên không xem những người trẻ tuổi như Diệp Phàm và Vương Long Đông ra gì. Bởi cổ cháu Đức đã sớm nhìn thấy Diệp Phàm ngồi xe Cherokee tới. Nếu như Diệp Phàm đi xe Mercedes-Benz tới thì chắc đã cân nhắc hơn rồi. Bình thường cổ cháu Đức cũng không phải con người như vậy mà là một tổng giám đốc rất khôn khéo của khách sạn Kim Đô. Chỉ có điều dính đến chuyện của cháu gái nên đã mất đi chừng mực, mắt nhìn cũng không chuẩn. Vốn chẳng là cái thá gì cả mà, tổng giám đốc cổ, ông nói quá đúng rồi. Một kẻ xuất thân nghèo hèn cũng dám đến múa võ dương oai trước mặt những người thủ đô chúng ta. Có một số người thời nay đều là hạng lỗ mãng, lại còn muốn tự đâm đầu mình vào vách tường của Kim Đô khác nào lấy trứng chọi đá phải không nào. Không ngờ trong lúc căng thẳng, thằng cha Phương Chi Bạch lại đổ thêm dầu vào lửa. Cậu là... Tổng giám đốc cổ nhìn Phương Chi Bạch một cái, hỏi. Tôi là Phương Chi Bạch, Phương Đường Đông của tập đoàn Hoa Hồng vừa nãy là cha ruột của tôi. Phương Chi Bạch nói ra thân phận, cổ cháu Đức vừa nghe thấy đã lập tức thay đổi thái độ, cười nói. Hóa ra là thiếu gia của Hoa Hồng đã đến rồi, tôi thất lễ quá. Thực ra, tập đoàn Hoa Hồng trước mặt cổ cháu Đức cũng chưa có gì ghê gớm cả. Tập đoàn Kim Đô mà Kim Lăng cổ phủ nắm cổ phần còn hùng hậu hơn thực lực của tập đoàn Hoa Hồng rất nhiều. Cũng có thể chống lại bát đại gia trong 49 thành phố và so sánh được ngang ngửa với Tô gia ở cửa Nam thủ đô. Tuy nhiên cổ cháu Đức cũng biết được rằng người anh trai Phương Phong Lâm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Hồng Phương Đường Đông chính là Phó Chủ tịch thành phố Bắc Kinh. Đúng lúc được phân công quản lý địa bàn nơi Tập đoàn Kim Đô. Qua sông thì phải lụy đò cho nên cổ cháu Đức mới khách khí với một người thanh niên chưa mọc đủ lông đủ cánh như thế. Tất nhiên là khách khí cũng có nguyên do cả. Trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ mà khách khí được và cũng không có chuyện tự nhiên không khách khí. Nói gì vậy, thương hiệu tập đoàn Kim Đô hoành tráng như vậy, chưa cần nói đến ở thành phố Kim Lăng mà ngay ở thủ đô cũng được xếp vào những tập đoàn lớn top đầu rồi. Phương Chi Bạch không ngờ cũng biết khiêm nhường chứ không đến nỗi ngông cuồng. Đại ca, chúng ta đi đến Hoàng Thành Cân ăn cơm đi. Lúc này... Vương Long Đông hỏi với vẻ ngại ngùng vì chuyện vừa nãy đã khiến Diệp Phàm bị hạ nhục. Hôm nay chúng ta cứ ăn ở ngay chỗ này. Chúng ta là khách hàng, là thượng đế của Kim Đô. Không ngờ Tuyết Hồng cũng tức giận, miệng nhổ lên hướng về cổ cháu Đức nói. Tổng giám đốc cổ, cũng không biết ông là tổng giám đốc thật hay giả đây. May ra thì là thật đi, cho chúng tôi một phòng thượng hạng, chúng tôi muốn ăn cơm. Tuyết Hồng vừa dứt lời thì suýt chút nữa khiến cổ cháu Đức tức nổ mắt. Y lạnh lùng nói. Rất xin lỗi, đối với những khách có thân phận có văn hóa thì Kim Đô chúng tôi đều tiếp đãi như thượng đế, còn đối với loại ngu muội như cô thì Kim Đô chúng tôi khinh. Xin mời mấy người ra ngoài cho, đừng chắn lối khách của chúng tôi. Ông nói ai ngu muội? Vừa nãy mắng anh Diệp không là cái thá gì. Tôi thấy Kim Đô của ông chẳng ra gì, đồ rác rưởi. Trương Cường cũng không nhịn được nữa, đá ngay một cước về phía cửa kính chính. Được rồi Trương Cường, đá cái loại cửa rách này thì quá mất giá rồi. Chúng ta đi thôi, đến Hoàng Thành Cân. Diệp Phàm nhìn mặt Vương Long Đông, hừ một tiếng rồi quay người bước đi. Anh Diệp, cơm của Kim Đô này quá ôi thiêu, chúng ta đi. Vương Long Đông cũng tức giận, không thèm để ý tới cổ Phi Phi mà nhấc chân bước đi theo Diệp Phàm. Long Đông, anh muốn đi thật sao? Cổ Phi Phi gào lên. Ai cũng không được phép lăng mạ anh Diệp của chúng tôi, bằng không Vương Long Đông tôi xem hắn là kẻ thù. Vương Long Đông nói lời chắc như đinh đóng cột. Đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, theo đó là một người rất quen đi đến. Y bước nhanh đến chỗ Diệp Phàm, giơ hai tay lên, miệng vô cùng thân thiết nói. Bí thư Diệp về thủ đô khi nào thế mà cũng không gọi điện thoại cho chính phong.
anh thì đến cơ hội mời khách cũng không dành cho Chính Phong này. Hóa ra là cục trưởng công an thành phố Ngô Chính Phong. Là cục trưởng Ngô à, anh ở đâu ra thế? Diệp Phàm nhìn vào phía trong, đưa tay lên nắm lấy tay của Ngô Chính Phong, cười nói. Đôi mắt chim ưng phát hiện ra vẻ sững sờ của Cổ Tráo Đức, khóe miệng không khỏi giật giật, chắc là vì nhìn thấy sự nhiệt tình quá độ của Ngô Chính Phong đối với mình nên có chút thất kinh rồi. Hai, cái kiểu đãi khách không biết đạo lý của Kim Đô này, không ăn nữa. Bí thư Diệp, hôm nay tôi là chủ, anh nói đi đến đâu là đi đến đó, được chưa? Trong lời nói của Ngô Chính Phong đương nhiên cũng có ý phê bình Kim Đô. Cục trưởng Ngô, thành thật xin lỗi, tôi không biết vị bí thư Diệp này là bằng hữu của anh. Bữa trưa hôm nay chúng tôi mời, chúng ta hãy đến phòng riêng số 1 uống vài chén nhé. Cổ Tráo Đức thật là kẻ trở mặt nhanh như chảo chớp, sắc mặt đã thay đổi ngay được. Hắn thừa hiểu rằng tuy Ngô Chính Phong chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở nhưng người ta là người có máu mặt ở thủ đô, chủ yếu là Ngô Chính Phong nắm trong tay cục công an. Những người như thế mà không giao thiệp tốt thì sau này muốn xử anh chết dễ như ăn cháo. Chẳng hạn như hôm nay đến điều tra một chút, ngày mai đến thúc giục một chút thì khách sạn này của anh sao có thể mở cửa tồn tại được. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn chính là Cổ Tráo Đức muốn biết vị bí thư họ Diệp này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thậm chí ngay cả người có máu mặt như Ngô Chính Phong cũng nhiệt tình với hắn thái quá như vậy. Trong đầu Cổ Tráo Đức nhất thời xuất hiện ý nghĩ rằng vị bí thư Diệp này hẳn là con cái cháu chắt của một gia tộc bề thế nào đó. Phòng số 1 xếp đầu tiên, chúng tôi không thèm. Tuyết Hồng nhổ mỏ lên, không cho giám đốc Cổ chút thể diện nào. Cô bé này, cô bĩu môi cái gì? Một cô bé quê mùa vừa đến hễ mở miệng là thể hiện ngay sự ngây ngô của mình. Khách sạn Kim Đô của chúng tôi là đẳng cấp 5 sao đấy, còn phòng số 1 kia chỉ Quốc Yến mới sánh được thôi. Đương nhiên đẳng cấp cao thì chi phí cũng phải cao. Bình thường mà nói, khách từ phòng số 1 đi ra tiêu ngót nghét 8 con số 0, mới là bình quân một người đấy. Không ngờ Cổ Phi Phi kia lại dở thói bốc đồng, lên mặt với Tuyết Hồng. Vương Long Đông nhìn đông ngó tây, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thằng nhãi này cuối cùng cũng thấm thía được mùi vị xa hoa tột đỉnh rồi. Ha ha, Kim Đô thì đã là gì? Biết anh trai tôi là ai không? Chỉ cần Tuyết Hồng tôi nói một câu thì Kim Đô này lập tức bị đập tan tành mây khói có tin không? Cô bé quê mùa này chưa chắc đã thua kém cô bé thành thị các người đâu. Tuyết Hồng vẻ mặt kiêu kỳ, cô nàng này thật sự đắc chí. Tất nhiên, lời nói của Tuyết Hồng không ai tin, ngoại trừ Diệp Phàm và Trương Cường. Quả nhiên Cổ Phi Phi cười phá lên như xé vải rồi lấy lại hơi. Chỉ vào Tuyết Hồng nói. Chưa từng thấy ai ngốc như thế này, chưa từng gặp ai ngốc như cô. Anh trai của cô là ai, gặp phải Kim Đô chúng tôi, gọi thằng ngốc ấy ra đây thử xem nào. Kim Đô chúng tôi đều là thủy tinh đấy, không đền nổi đâu. Cô bé quê mùa đến từ nông thôn này chỉ nghịch bùn nói khoác một chút thì còn được, coi vách tường Kim Đô các người thành bùn đất rồi. Phi Phi, em nói bất lời đi. Vương Long Đông thực sự không nhịn nổi, mở miệng nói. Hôm nay tôi sẽ đập ngay cho các người xem. Tuyết Hồng hiển nhiên tức giận. Đập đi. Cổ Phi Phi hai tay chống nạnh, thách thức Tuyết Hồng. Nhưng khi cô vừa dứt lời thì choang một tiếng chói tai vang lên. Mọi người lập tức quay lại nhìn, lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì cánh cửa chính xoay được làm bằng thủy tinh chống đạn xa hoa của Kim Đô bất ngờ bị cái gì đó đập vỡ vụn ra. Mà ai ra tay thì chỉ có Diệp Phàm và Trương Cường biết được. Nhất định là cô bé Tuyết Hồng kia làm rồi. Những đồng chí khác đều chẳng hiểu mô tê gì cả. Chuyện này cũng không thể trách Tuyết Hồng được. Tuyết Hồng đến chân còn chưa đưa lên, làm sao có thể nói cánh cửa thủy tinh chống được đạn kia do cô bé đá vỡ được. Ha ha, thấy chưa? Gặp báo ứng rồi phải không? Đập hay lắm, thủy tinh bên cạnh cũng đập đi, cả khách sạn Kim Đô này cũng đập hết đi. Tuyết Hồng vỗ tay, vừa nhảy vừa reo lên trông như con thỏ xinh đẹp vậy. Thật đúng là linh nghiệm, Tuyết Hồng vừa dứt lời, lại loảng xoảng vài tiếng giòn vang. Những nơi Tuyết Hồng chỉ đều bị đập phá. Ngay cả hai chữ Kim Đô thiếp vàng lớn kia cũng choeng một tiếng rớt xuống. Mọi người sợ tới mức vội vàng lui về phía sau hơn 10 mét, sợ bị rớt chúng. Chương 2336, thằng nhãi này phải chăng là trai bao? Là do ai làm? Cổ Tráo Đức lông mày dựng đứng lên. Đi về phía có tiếng la hét và mấy người thanh niên phía sau đại sảnh.
trong đó có một người mà Diệp Phàm có thể khẳng định là thằng cha này có bản lĩnh không tồi. Từ làn khí toát ra từ người hắn có thể kết luận, y có thân thủ tứ đẳng hoặc ngũ đẳng. Còn Ngưu Chỉ cũng chạy quanh bốn phía muốn tìm ra kẻ nào đập phá đồ đạc. Đập nữa đi, mấy chữ còn lại đều đập phá hết đi. Tuyết Hồng lại vỗ tay, tuy nhiên Diệp Phàm hừ nói. Đủ rồi, đi thôi, Long Đông đừng đi, hãy đi ăn cơm cùng cục trưởng Ngô đi. Vừa nói xong, Diệp Phàm liền quay người đi luôn, cuối cùng vẫn để cho Cố Phi Phi chút thể diện. Tuyết Hồng thấy thế cũng bĩu môi đi theo, còn Đường Bảo Nhi, Lý Tiên Tiên và Tuyết Hồng lần lượt leo lên xe. Phương Chi Bạch và Hậu Văn Long vừa nhìn cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị nên gọi chiếc taxi đến chỗ khác ăn cơm. Phương thiếu giám Tuyết Hồng kia thật không đơn giản. Ở trong xe, Hậu Văn Long vẻ mặt suy tư nói. Tôi cảm thấy con bé đó có gì đó bí ẩn và cả cái tên Diệp Phàm kia nữa, hình như cũng có gì đó bí ẩn ẩn. Chắc là sau lưng có người bảo hộ cho con bé Tuyết Hồng kia. Văn Long, anh thấy thế nào? Phương Chi Bạch hỏi. Khẳng định là có, hơn nữa người này còn cực kỳ cao siêu, không nhìn thấy bóng dáng mà có thể đập phá kim đô tan tành. Điều này cứ như những vị đại hiệp siêu cao thủ chỉ có trong phim ảnh vậy. Phương Chi Bạch vẻ mặt trầm ngâm nói. Chẳng những là cao nhân, người ta còn chưa thèm làm gì mà nói đập là đập kim đô như thế, quá lợi hại. Hậu Văn Long hơi rụt cổ lại nói. Thế cũng chẳng sao, cao nhân có thể hơn được súng hay sao? Phương Chi Bạch hơi có vẻ khinh thường nói. Cổ Dũng, đã điều tra ra được kẻ nào chưa? Cổ Cháo Đức tức giận đến mức môi run lên. Thằng cha này, vẻ mặt cực kỳ khó chịu, tấm biển kim đô hôm nay coi như bị người ta đập đi rồi. Hơn nữa điều càng làm cho người ta bực tức là đến kẻ nào làm vẫn chưa tìm ra được. Chú cổ này, kẻ làm chắc chắn là cao thủ. Nếu tôi đoán không nhầm thì hẳn có quan hệ với con bé Tuyết Hồng kia, bằng không sao có thể nghe lời con bé đó như thế được. Nó bảo đập chỗ nào thì đập chỗ đó. Cổ Dũng chau mày, liếc nhìn mọi người một cái nói tiếp. Hơn nữa, kẻ này hình như cũng rất nghe lời Diệp Phàm, vừa nghe Diệp Phàm hừ lạnh nên mới dừng tay. Chuyện này thật là kỳ lạ. Tiểu Vương, cháu nói cho ta nghe, Diệp Phàm rốt cuộc là ai? Đúng rồi, đi vào trong phòng rồi nói. Cổ Cháo Đức vừa nhìn thấy đã muốn chào hỏi cục trưởng Ngô Chính Phong. Tuy nhiên, người ta sớm đi theo Diệp Phàm đi mất rồi. Cổ Cháo Đức sắc mặt càng khó coi, tức giận tới mức đi thẳng qua đại sảnh vào một gian phòng trên tầng 2. Hai, Tổng Giám Đốc Cổ, tôi đã nhắc nhở chú rồi. Đại ca tôi không hề đơn giản, anh ấy rất cương Tuyết Hồng. Đang yên đang lành, mọi người chọc vào hai người đó làm gì? Vương Long Đông thở dài, liếc nhìn Cổ Phi Phi một cái nói tiếp. Phi Phi, tính khí của em cũng phải sửa đổi đi, em một câu nói con bé quê mùa, hai câu nói con bé quê mùa thật không tốt chút nào. Hôm nay nếu không phải em chọc tức người ta, em thử nghĩ xem. Người giấu mặt kia ra tay hướng vào người em, vào mặt em thì sẽ như thế nào? Hắn dám. Cổ Dũng đứng bên cạnh rít lên một tiếng, liếc nhìn Vương Long Đông một cái nói tiếp. Kim Đô chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, nhất định phải điều tra tới cùng. Cao nhân thì lợi hại rồi nhưng cổ gia chúng ta cũng không phải vật trang trí, dù là văn hay võ thì đều có thể so tài. Chú cổ, không thể để chuyện hôm nay lặp lại được. Như thế Kim Đô chúng ta còn mặt mũi gì ở thủ đô, sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Hay là chúng ta nên nói tôi Nam Vân ra một tiếng. Đúng đấy. Cổ Phi Phi cũng ở một bên nói chen vào. Em ít gây chuyện một chút đi. Vương Long Đông nói với Cổ Phi Phi. Anh giữ dằn như thế làm gì? Cổ Phi Phi tôi cũng không phải người hầu của Vương Long Đông anh. Bệnh, tiểu thư của Cổ Phi Phi lại tái phát. Em đã nói như vậy, được thôi. Coi như Vương Long Đông tôi nhiều chuyện, Tổng Giám Đốc Cổ, xin cáo từ. Vương Long Đông thực sự tức giận, nói xong quay đầu bước đi luôn. Ai cần anh chứ, muốn xéo thì xéo đi. Cổ Phi Phi lại nổi cáu, miệng nói không nể nang gì. Vương Long Đông quay người lại nhìn cô một cái, cũng không nói lời nào, phăng phăng đi thẳng những bước dài. Nên cút đi từ sớm mới phải, cũng không nhìn lại tư cách của mình một chút, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Muốn dính vào cổ gia chúng ta, cái loại không ra gì, nếu không nể mặt Phi Phi, tôi đã đánh cho hắn răng rụng rơi đầy đất từ lâu rồi. Cổ Dũng ở một bên rít lên. Bởi bạn trai giới thiệu cho cổ Phi Phi chính là chỗ bạn bè thân thiết của cổ Dũng. Tự nhiên cổ Phi Phi hủy hôn,
Cổ Dũng đương nhiên có thành kiến với kẻ thứ ba Vương Long Đông rồi. Anh làm cái trò gì thế? Chuyện của tôi không khiến anh xía vào. Tên Nam Vân kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Đừng tưởng tôi không biết hai người cùng một ruột với nhau. Cổ Phi Phi trừng mắt mắng Cổ Dũng. Cổ Dũng bĩu môi nói. Phi Phi, anh không thấy tên Vương Long Đông kia có điểm nào xứng với em. Nếu bàn về gia thế, hắn có gia thế sao? Đi theo cái tên Diệp Phàm kia thì có tương lai gì? Em xem Nam Vân ra đấy, người ta cần nắm đấm là có nắm đấm, cần thực lực là có thực lực. Cổ gia chúng ta tuy nói có tiền nhưng chức không có, quyền cũng không. Nếu kết thông gia với Nam Vân gia thì có thể bổ sung cho nhau. Có Nam Vân gia, còn kẻ nào dám kiếm chuyện với Cổ gia chúng ta? Phi Phi à, lời của Cổ Dũng nói cũng có lý. Chú thấy cái tên Vương Long Đông kia cũng không có gì đặc biệt, người không có bản lĩnh mà tính khí cũng không tốt. Cháu thấy đấy, lời chúng ta nói hắn đâu có thèm nghe. Diệp Phàm chỉ hé một câu là hắn xem như thánh chỉ. Tổng giám đốc Cổ không ngờ cũng nói như thế, lời lẽ đầy miệt thị. Ngưu chỉ, chúng ta đi. Cổ Phi Phi hiển nhiên là tức tối, vừa nhăn mặt vừa muốn chuồn đi. Đại tiểu thư, em đừng đi nữa. Cổ Dũng đứng bên cửa, rõ ràng hôm nay muốn ngăn cản. Cút ngay. Cổ Phi Phi quát lên với Cổ Dũng. Anh đã thông báo cho ba của em rồi, anh trai em cũng sắp đến Kim Đô rồi. Cổ Dũng nói. Anh muốn chết à, cút ngay, tôi không muốn gặp lại tên phản đồ như anh nữa. Cổ Phi Phi cắn răng chửi, đá thẳng về phía Cổ Dũng một cước. Cổ Dũng bị đá mạnh vào một chân nhưng y không hề cử động. Cổ Phi Phi nhìn thấy, lại đá thêm mấy cú nữa. Song Cổ Dũng đều dùng kinh lực, kiên quyết không nhường đường. Ngưu chỉ vừa thấy liền ôm Cổ Dũng muốn kéo ra, nhưng Cổ Dũng có thân thủ ngũ đẳng, giơ tay đẩy ra. Soạt một tiếng, thân hình tròn xoe của Ngưu chỉ ngã ngay trên cái bàn tròn, hơn nữa còn làm gãy hai chiếc ghế gỗ. Anh dám đánh Ngưu chỉ, tôi đạp chết anh. Ngưu chỉ là người hầu của Cổ Phi Phi từ nhỏ, tình cảm hai người khá sâu đậm. Cổ Phi Phi vừa quát Cổ Dũng lại vừa đấm vừa đá. Song Cổ Dũng chỉ có thể giơ tay mềm mà chống đỡ. Đối với Cổ đại tiểu thư, Cổ Dũng không dám động thủ. Đối với Ngưu chỉ là người hầu thì khỏi cần bàn. Hừ, cháu làm ầm ĩ như thế đủ chưa? Cổ cháu Đức cũng bất ngờ rít lên. Chú hai, chú đã thề với cháu là không tiết lộ hành tung của cháu mà. Cổ Phi Phi hai mắt đỏ hoe, sắp khóc. Chú từng thề là chú không tiết lộ tất cả về cháu nhưng chú không nói thủ hạ của chú không được nói. Điều này, cháu không thể trách chú được. Cổ cháu Đức thực sự gian trá. Lời này vừa phun ra, Cổ Phi Phi đã tức giận đến nỗi môi run lên không nói thành lời. Chú là đồ khốn kiếp. Cổ Phi Phi cũng không nhịn được nữa, bật lên chửi thành tiếng. Ta là chú hai của cháu, là chú ruột của cháu. Cháu còn chửi nữa thì ta sẽ thay mặt anh trai dạy dỗ cháu. Người đâu, đưa Phi Phi lên phòng dành cho Tổng thống đi, gọi ba cô gái đến canh chừng nó cho tôi. Cổ cháu Đức cuối cùng đã lộ ra bộ mặt ác nghiệt. Cùng với tiếng la, Cổ Dũng liền xoay mình. Tiểu thư chạy mau đi. Ngưu chỉ từ dưới đất phùng lên, lao đầu xông vào Cổ Dũng. Song thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Cổ Dũng xoay người đá một cước, cả người Ngưu chỉ liền bị đá văng vào tường, trán còn chảy cả máu, cả người sụi lơ đi. Ngưu chỉ. Tôi đánh chết các người. Cổ Phi Phi đau lòng gào lên muốn nhào ra. Nhưng lúc này xuất hiện ba cô gái từ hành lang đi ra, giữ chặt Cổ Phi Phi lôi lên lầu. Mấy cô gái này cũng là do Cổ gia đào tạo nên. Đối phó với người khác thì còn chưa ăn thua nhưng ba cô đối phó với Cổ Phi Phi thì vẫn thừa sức. Nếu Ngưu chỉ có việc gì, ta sẽ không để yên cho các người, không để yên. Cổ Phi Phi bị khiêng đi vẫn gào to trong hành lang. Tiểu thư, Ngưu chỉ vô dụng, vô dụng. Ngưu chỉ kêu lên thảm thiết rồi gục đầu xuống ngất lịm đi. Đưa đi bệnh viện băng bó một chút nhưng phải nhốt lại, nếu không sẽ lại ra ngoài gây chuyện. Lần này nhất định phải làm xong chuyện với Nam Vân gia. Cho đến khi nào gạo được nấu thành cơm mới thôi, cùng lắm Phi Phi chỉ làm ầm ĩ vài ngày cũng chẳng sao cả. Con gái vốn cao ngạo như Phi Phi, một khi đã thất tiết rồi thì còn gây ầm ĩ gì được nữa. Hơn nữa cái tên Vương Long Đông kia chắc hẳn cũng sẽ mất đi hứng thú. Nếu thằng danh này còn nhiều chuyện thì Cổ Dũng, cứ dạy cho hắn một bài học là được. Cổ cháu Đức lạnh lùng ra chỉ thị cho Cổ Dũng. Xin yên tâm, cháu đầy biện pháp,
bảo đảm làm cho hắn không dám đến nữa. Đến lúc đó, cháu còn muốn mời hắn đến uống rượu mừng của Phi Phi. Đồ chó má, thế mà cũng dám cướp cô dâu của Nam Vân gia. Cổ Dũng rít lên, Ngưu chỉ bị Cổ Dũng xách đi như xách gà. Phải làm cho sạch sẽ đấy. Cổ Tráo Đức dặn dò nói. Chú Cổ vẫn lo lắng cái tên Diệp Phàm kia phải không? Cổ Dũng lạnh lùng nói, khinh thường ra mặt. Kẻ đó cũng chẳng là gì, có thể thấy rõ ràng ngay thôi. Cổ Tráo Đức nói, nhìn thấy một người trung niên vội vã đi vào và đưa lên túi tài liệu. Xin nói thẳng là tôi không muốn xem cái thứ này. Cổ Tráo Đức vẻ mặt lạnh lùng nói. Thông qua một người bạn của tôi tra ra được đấy. Diệp Phàm, người huyện Cổ Xuyên tỉnh Nam Phúc, cha đẻ, gần đây mới được bổ nhiệm đến đồng lĩnh làm bí thư thành ủy. Còn về Tuyết Hồng, là một sinh viên đại học, một kẻ chân đất mắt toét đến từ nông thôn, không có bất kỳ gia thế gì, trước đây còn từng bị nhà trường đuổi học. Tuy nhiên sau đó chắc là được Diệp Phàm thu xếp cho được ở lại trường học tiếp. Người trung niên nói, được thăng tiến nhanh thật đấy, chưa đến 30 tuổi không ngờ có thể ngồi trên ngai vàng bí thư thành ủy rồi. Nhưng thật kỳ lạ, theo tư liệu mà anh điều tra được thì tên Diệp Phàm kia xuất thân cũng không được tốt. Cha đẻ làm cục trưởng cục lao động, mẹ làm giáo viên, trong tổ tiên 8 đời cũng không có nhân vật kiệt xuất nào. Hắn dựa vào cái gì mà trẻ tuổi như thế đã ngoi lên được vị trí ngày hôm nay? Cổ Tráo Đức có chút nghi ngờ, khó hiểu. Chú Cổ, phải chăng tên này là dạng trai bao hay lấy được cô vợ lợi hại? Cổ Dũng hỏi. Chương 2337, bị người ta lừa rồi. Chương 2337, bị người ta lừa rồi. Không có biểu hiện nào cho thấy hắn đã có vợ. Người trung niên lắc đầu nói. Độc thân, cũng lạ thật, những cán bộ cấp cao như hắn bình thường đều đã yên bề ra thất cả rồi, bằng không sẽ để lại cho người ta ấn tượng đó là kẻ lông bông vớ vẩn làm việc. Anh thử nghĩ xem, những cán bộ kia chưa cần nói đến cấp sở mà ngay cấp phó phòng đã lập gia đình rồi. Đương nhiên dựa theo tốc độ thăng tiến của cán bộ bình thường mà nói thì cán bộ có vị trí giống như hắn thì đều ngoài 40 cả. Điều này cũng có chút kỳ lạ. Cổ Tráo Đức cũng khá am hiểu quy luật nơi quan trường. Cùng lắm là có chỗ chữa vững chắc mà thôi, không đáng để chúng ta lo nghĩ đến đâu, không cần nói lan man chuyện khác nữa, Nam Vân gia vẫn có cán bộ cấp bộ cơ mà. Cổ Dũng khinh thường nói. Long Đông, sao cậu lại đến đây? Diệp Phàm hơi ngạc nhiên hỏi Long Đông đang đẩy cửa bước vào. Mặc kệ cô ấy. Sắc mặt Vương Long Đông có chút u ám. Sao vậy? Cô gái ấy là phải câu dụ đấy. Thái độ này của cậu không tốt đâu, nếu chuyện bé xé ra to thì phiền lắm. Diệp Phàm vừa chỉ Vương Long Đông ngồi xuống vừa nói. Con gái trên đời này đã chết hết đâu, cô ấy quá ngoa ngoắt rồi. Vương Long Đông nói tiếp. Không nhắc tới cô ấy nữa, chán lắm. Tôi nói cậu em nhé, cậu đối với cô ấy thật sự là ý gì? Nếu chỉ là chơi bời mua vui lúc nhát thì thôi đi. Tôi thấy chú Cổ của cô ta là kẻ nham hiểm. Người của Cổ gia hình như đều cao quý cả, chúng ta ở trước mặt họ đều biến thành cóc ghẻ cả rồi. Diệp Phàm nói, chơi bời một chút, câu này mà anh cũng nói ra được, đàn ông các anh không có ai tốt cả, suốt ngày nghĩ đến mua vua một chút, hừ hừ. Đường Bảo Nhi bất ngờ nổi giận. Ha ha, em đừng để bụng nhé, anh chỉ là hỏi thái độ của hắn mà thôi, chứ tuyệt đối không phải đùa giỡn với phụ nữ. Con người anh vẫn rất tôn trọng nữ đồng chí mà. Diệp Phàm cười nói nhưng không hề để tâm. Anh không đùa giỡn, sao lại có nhiều cô em xinh đẹp nói xấu anh như thế? Em đoán Tuyết Hồng cũng không phải người tình duy nhất của anh đâu phải không? Im thường nghe Tuyết Hồng nhắc suốt, nói vợ anh vô cùng xinh đẹp, cứ như tiên nữ trên trời. Nhưng anh cũng nhìn lại bản thân mình xem, đứng núi này còn trông núi nọ, ngó đến cả Tuyết Hồng nữa không tham lam quá sao? Lý Tiên Tiên chợt nói xen vào. Đừng nói như vậy chứ. Anh trai tôi rất thương tôi. Chuyện lần trước nhờ anh ấy tận tình giúp đỡ, vì tôi mà đi đến đánh đấm cả bên Hàn Quốc nữa. Tuyết Hồng bất ngờ nói đỡ cho Diệp Phàm, nhưng cả hai cô bạn cùng phòng cứ nhìn Tuyết Hồng chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh. Đường Bảo Nhi còn đưa tay lên sờ trán Tuyết Hồng hỏi. Cậu không bị ấm đầu đấy chứ? Lại còn đi nói đỡ cho cái tên háo sắc này, anh ta cho cậu ăn thịt sống rồi hả? Mình không có mà. Tuyết Hồng má đỏ ửng lên nói. Hai, mê muội quá rồi, hết thuốc chữa, Bảo Nhi, nói cho bạn nghe cái này. Lý Tiên Tiên ở bên cạnh làm mặt xấu,
ra vẻ thương xót chọc cho Đường Bảo Nhi cười không ngớt. Tôi không mê muội. Tuyết Hồng còn cố gần cổ nói lại một câu, làm cho hai cô bạn cười đến nỗi suýt chút nữa phun cả nước canh ra khỏi miệng. Tuyết Hồng, người anh trai của cô đến Đồng Lĩnh làm công việc gì? Lý Tiên Tiên dáng vẻ tò mò hỏi. Hỏi nhiều thế làm gì, có phải muốn đến Đồng Lĩnh cuỗm mất anh trai tôi không? Tuyết Hồng tức giận nói xỏ. Cuỗm mất anh ta, buồn cười chết mất, Lý Tiên Tiên tôi mà phải cuỗm anh ta sao? Lý Thiên Thiên khinh thường ra mặt hỏi. Tuyết Hồng, cậu không biết đâu, nhà tiểu thư Lý Tiên Tiên của chúng ta rất có quyền có thế đấy. Đường Bảo Nhi cười nói. Bạn không phải con nhà khuê các, càng không bì được với gia thế nhà chúng tôi. Lý Tiên Tiên lườm Đường Bảo Nhi một cái. Ồ, hai em đều xuất thân là lá ngọc cành vàng cơ đấy. Tôi xin rửa tai lắng nghe. Diệp Phàm lập tức chú ý, càng giao lưu với càng nhiều gia đình quyền thế càng tốt. Làm gì, muốn đeo bám phải không? Không có cửa đâu, loại cán bộ thuần túy như anh toàn là cán bộ háo sắc. Tuyết Hồng, đừng bao giờ để bị vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp đâu. Không ngờ Đường Bảo Nhi lại phản ứng mạnh đến như vậy, hơn nữa còn vừa nói vừa lườm Diệp Phàm một cái. Khiến hắn hơi ngượng ngùng, cười nói. Nói gì thế, chỉ đơn giản là do hiếu kỳ chút thôi. Sao phải nói cho anh biết? Không nói. Lý Tiên Tiên cũng nháy mắt một cái nói. Tuyết Hồng chợt nhìn Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm lập tức ngậm miệng vì biết cô nàng này sẽ hỏi thăm giúp mình. Không nói thì thôi, tôi cũng không thèm. Diệp Phàm nói vẻ bất cần. Đường Bảo Nhi đang định mở miệng nói ra thì Lý Tiên Tiên gào lên. Bảo Nhi, đừng mắc mưu, anh ta dùng kế khích tướng đấy. May mà cậu vẫn còn cô bạn quân sư này, sao mà ngốc thế chứ? Não heo à? Đâu như cậu, trong nhà có người làm bộ trưởng lớn chứ? Đường Bảo Nhi bất mãn nói. Hai cô gái tranh cãi với nhau đã làm lộ ra chút tin tức nhưng cũng chẳng hé mở gì nhiều. Diệp Phàm, Trương Cường và Vương Long Đông thoáng nhìn nhau, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng có chút giật mình. Không ngờ Tuyết Hồng lại có được hai cô bạn có lai lịch lớn như vậy, chắc là con cái nhà đại gia nào ở thủ đô rồi. Với lại Đường Bảo Nhi hình như có vẻ không mưu mô gì mấy. Còn Lý Tiên Tiên gian xảo hơn một chút nhưng cũng chẳng hơn là bao nhiêu. Ngọc của Ngọc Viên thủ đô rất nổi tiếng. Nơi đây lại không hề bán ngọc hoặc chế tác ngọc mà ngược lại. Lại là nơi vui chơi giải trí. Tuy nhiên từ cái tên cho thấy đây nhất định là một nơi tao nhã vì ông chủ ở đây rất sáng tạo. Trong ngọc viên trang trí rất nhiều ngọc, trông vô cùng hài hòa đẹp mắt. Đi sâu vào trong vườn, nơi đâu cũng hấp dẫn du khách bởi những đồ trang trí bằng ngọc. Trước cửa ngọc viên có một pho tượng đứng chạm khắc bằng ngọc. Cả pho tượng nguyên khối được chạm trổ tỉ mỉ, cao khoảng 2 mét. Chỉ riêng pho tượng ngọc này đã trị giá 20 đến 30 triệu rồi. Nó được bày trí ở ngay trước cửa ngọc viên nhưng không có kẻ đuôi mù nào dám cuỗm đi. Điều này cho thấy cái gì, cho thấy ngọc viên rất có thế lực, dám bày ở ngay cửa mà không sợ kẻ trộm khiêng đi. Sinh nhật Tuyết Vũ được tổ chức ở đây là do đồng chí Lam Tồn Quân lo liệu cả. Trước đó cũng không hề tiết lộ cho Tuyết Vũ, chỉ nói là nhất định đòi cô phải bồi thường cho mình một bữa nên kéo đến đây. Còn những bạn học của Tuyết Hồng là Đường Bảo Nhi và Lý Tiên Tiên đã sớm thích chỗ này rồi. Tối nay hai cô gái ăn mặc mô đen sang trọng, tinh thần rất phấn chấn. Tuy nhiên khi Kiều đại tiểu thư Kiều Viên Viên mặc áo choàng trắng, váy màu đen, vẻ mặt thanh nhã thoát tục xuất hiện trước mặt hai cô vẫn làm hai cô gái há hốc miệng, chắc hẳn trong lòng có ghen tị, ít hay nhiều thì không rõ. Tô Lâm Nhi tối nay trải kiểu tóc kiêu, lại kết hợp với chiếc sườn xám được cắt may khéo léo khiến cho người ta thấy trẻ trung mà không mất đi vẻ tao nhã. Còn vợ của Thiết Chiêm Hùng thì không mất đi vẻ duyên dáng nữ tính. Đoàn người đi vào ngọc viên như gấm thêm hoa cho khu vườn. Chị Vũ, chị xem này, khối ngọc này đẹp quá, chúng ta qua đó xem đi. Tuyết Hồng lôi kéo Tuyết Vũ chạy đến bên một khối ngọc được chạm trổ thành con tuấn mã. Diệp Phàm vừa đưa mắt nhìn một cái thì mọi người đều dừng lại nhìn chằm chằm con ngựa được điêu khắc kia. Chị Vũ, chị xem này, màu ngọc nơi mắt con ngựa này sống động như thật vậy. Chị ấn ấn hình như còn đang chuyển động nữa. Tuyết Hồng reo lên. Tuyết Vũ vừa nghe cô nói liền đưa tay chạm vào một cái. Lập tức vô cùng bất ngờ. Ngọc lập tức phát sáng lên, mà toàn bộ đèn trong khu vườn đều phát sáng nhấp nháy, tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên nhẹ nhàng, dễ chịu.
Lam Tồn Quân đứng bên cạnh chỉ đạo đứng lên, Diệp Phàm và mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật hòa theo tiếng nhạc. Tuyết Phủ ngây người ra, cô ngơ ngác nhìn con ngọc mã kia. Khuôn mặt phớt đỏ như người leo núi. Đúng lúc đó, trong tiếng nhạc ngân vang, một tháp bánh ngọt cao 23 tầng dần được đẩy đến trước mặt con ngọc mã. Một chàng vỗ tay vang lên như sấm rền, Tuyết Hồng hét lớn. Chị Vũ, mau thổi nến đi. Cảm ơn mọi người, xin cảm ơn. Tuyết Vũ mắt long lanh xúc động, cô quay người về phía mọi người rồi cúi người thật sâu, tiếp đó cô lấy hơi thổi tắt tất cả các ngọn nến. Tiệc sinh nhật làm được rất thành công, tuy nhiên khi đi ra khỏi Ngọc Viên, Diệp Phàm hỏi. Thế nào, thành công không? Thành công quá mỹ mãn, người bạn đó của anh đúng là một thiên tài. Tuyết Hồng mặt ửng đỏ cười cười, cô nàng này vẫn chưa hết hưng phấn. Vậy còn chuyện anh nói với em thì sao? Tối nay hành động rồi. Bảo Tuyết Phủ đi cùng tôi đến một nơi, chúng tôi phải cùng luyện trận thiên lôi tứ tượng. Em đi nói rõ với cô ấy, trong vòng 5 ngày phải vất vả một chút, thật ngại quá. Diệp Phàm rất phấn khởi. Điều này, em chỉ sợ không làm được. Ánh mắt Tuyết Hồng chợt có chút tinh quái. Ý gì đây, chẳng lẽ em muốn đổi ý? Nụ cười trên môi Diệp Phàm tắt ngấm. Không phải là em đổi ý. Chuyện này, chủ yếu là 2 ngày trước chị Tuyết Phủ luyện công bị đau 2 mạng sườn rồi. Anh không phát hiện mấy ngày hôm nay chị ấy đi lại có chút không tự nhiên sao? Tuyết Hồng vừa nói xong thì Diệp Phàm suýt chút nữa nổi khùng lên, chỉ vào Tuyết Hồng hỏi. Sao lại như thế? Buổi trưa cô ấy còn có sức để đập phá khách sạn Kim Đô cơ mà. Nhóc con này, đừng có chơi anh đấy. Cũng vì chút giận cho em nên nội lực bị tổn thương nghiêm trọng hơn một chút, sau này chắc là hơn tháng nữa vẫn chưa hồi phục lại được. Nhưng như thế cũng tốt, sau này không có ai phiền nữa, em được tự do rồi. Nhìn dáng vẻ vô tâm vô tình của Tuyết Hồng, Diệp Phàm giận dữ hét lên. Điều này, ngay từ đầu em đã biết rõ mười mươi rồi, em đang giở trò với anh phải không? Đàn ông đều hẹp hòi như thế cả. Cứ coi như nể mặt em mà tổ chức sinh nhật cho chị Tuyết Phủ không được sao. Bình thường luôn nói thương em gái này em gái nọ cơ đấy. Em thấy anh cũng chẳng ra gì. Anh tính đi, cần bao nhiêu tiền em sẽ trả. Tuyết Hồng tức giận nói, đôi mắt lại đỏ lên. Hai, thôi vậy, coi như anh đen đủi. Diệp lão đại thở dài, xoay người đi phăm phăm. Cuối cùng đành gọi điện thoại cho Thiên Thông, thằng nhãi này đưa ra cái giá 2 triệu. Diệp Phàm đành phải đau lòng đồng ý rồi. Tuy nhiên, nghĩ lại, thằng nhãi này lập tức gọi điện thoại cấp Cung Khai Hà. Vừa nghe phải bỏ ra 2 triệu, đồng chí Cung Khai Hà đã im lặng trong điện thoại hồi lâu mới uể oải đáp. 2 triệu thì 2 triệu vậy, ai bảo bản thân chúng ta không có bản lĩnh phải nhờ đến hắn. Nhưng nhất định phải thắng, nếu thua thì 2 triệu này sẽ đổ lên đầu cậu. Chuyện này liên quan rắm gì đến tôi, đây là chuyện của quốc gia sao có thể nói là phải thắng. Tôi có thể kéo Thiên Thông đến đã là quá tốt rồi. Bây giờ dùng một đại cao thủ cửu đẳng viên mãn thế thân, trận thiên lôi tứ tượng nhất định có sức nóng. Còn chuyện thắng thua thì không thể nói trước được. Đây là nhiệm vụ của cậu, đừng nói lôi thôi với tôi nữa. Cứ như vậy đi, còn nữa, phải nhanh chóng luyện trận đi đấy. Cung Khai Hà nói xong liền cúp máy. Chương 2338, Kiều Gia quyết định người nối nghiệp. Mẹ kiếp! Cả đám ai cũng đều ăn người không thèm nhả xương. Hôm nay ông đây xui xẻo, bị con bé Tuyết Hồng kia đùa bỡn, Thiên Thông thì bắt chẹt tôi, thủ trưởng cung lại đi ông đây. Lúc này Diệp Phàm ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng. Không có cách nào khác, việc này vẫn phải làm. Phải nhanh chóng liên lạc với tiền bối Tây Môn, Vương Thành Trạch và Thiên Thông, 4 người bàn bạc quyết định tối nay sẽ bắt đầu đến Hàn Đàm luyện tập. Đúng 1 giờ sáng, 4 người lặng lẽ tới Hàn Đàm. Đầu tiên là nghiên cứu cẩn thận trận pháp thiên lôi tứ tượng của Tây Môn gia. Thực ra trận pháp này thoạt nhìn có vẻ huyễn hoặc, nói trắng ra cũng chẳng có gì. Đơn giản là 4 người ai cũng đều thi triển phát ra nội khí, sử dụng môn pháp đặc biệt của Tây Môn gia khiến 4 luồng nội khí hợp lại một chỗ, lợi dụng ma sát không khí làm phát sinh nhiệt độ cao. Làm cho nhiệt độ cao khi đạt đến trình độ nào đó khi va chạm vào nhau sẽ phát nổ, từ đó sinh ra hiện tượng giống như sấm đánh trong tự nhiên. Nếu dùng súng ống đạn dược thì 10 mấy quả lựu đạn buộc cùng một chỗ có thể sinh ra loại uy lực này. Đương nhiên dùng sức người mà có thể tạo ra được uy lực như thế cũng thực đáng sợ.
Nếu tên Tống Thanh của Phượng gia thực sự là cao thủ thập nhị đẳng thì mấy quả lựu đạn kia có phát nổ cũng nổ chết ông ta được. Bởi vì thân thể cao thủ thập nhị đẳng có cơ năng tốt hơn người bình thường gấp mấy lần. Cơ bắp và kinh mạch trải qua thời gian dài rèn luyện, trở nên cứng cỏi dị thường. Hơn nữa, ở dưới hơi thở, kinh mạch cũng giãn ra rất lớn. Lượng máu lưu thông tăng nhanh, tổng lượng máu sản sinh ra cũng nhiều hơn. Càng đáng sợ hơn là thân thủ của cao thủ loại này rất linh hoạt, căn bản là dù anh có bắn cũng không trúng được hắn ta. Đây mới là điểm mấu chốt. Tất nhiên bí thuật của Tây Môn gia thực sự cũng rất lợi hại. Nội lực bình thường va vào nhau sẽ bị tiêu tan. Người ta có bí thuật này có thể giải quyết được vấn đề nan giải kia. Tây Môn tiền bối, làm sao có thể tập trung tấn công vào người tên Tống Thanh của Phượng gia kia? Đây là một vấn đề rất khó khăn. Diệp Phàm vừa thử vừa nói. Đúng đấy, người ta lại không phải kẻ ngu cứ đứng chỗ đó cho cậu dùng thiên lôi đánh chúng. Cao thủ đẳng cấp thập nhị đẳng, thân thủ của hắn linh hoạt hơn chúng ta rất nhiều. Có thể khi chúng ta còn chưa bắt đầu vận khí, người ta đã sớm giải quyết xong bốn người chúng ta rồi. Thiên Thông cũng có chút nghi ngờ nói. Ha ha, người ta biết bí mật của mình được phòng bị mà. Tứ tượng trận của chúng ta đương nhiên trở thành bầy biện rồi. Điểm thứ hai chính là, thiên lôi tứ tượng trận là do tổ tiên nhà ta nghiên cứu ra mấy trăm năm trước nên đương nhiên cũng có lực kìm chế nhất định đối với đối thủ đấy. Chẳng hạn như chúng ta cần căn được trong lúc bất ngờ sẽ tìm vị trí tốt đứng vững đồng thời ra tay. Một khi bốn luồng nội khí có cơ hội giao nhau sẽ sinh ra một năng lượng vô cùng lớn. Điều này với nguyên lý tập trung đạn đạo trên không cũng không khác là mấy, chẳng qua là một loại tập trung nhiệt năng quang học, chính là dùng nội khí của chúng ta để tập trung lại cùng một chỗ mà thôi. Hơn nữa chúng ta phải nắm bắt lấy cơ hội, một khi tấn công là phải trúng đích. Tin chắc rằng nếu thực sự có cơ hội này, dù cho Tống Thanh không chết thì cũng bị trọng thương, điều này tuyệt đối chắc chắn. Tây Môn Tân Thông vuốt vuốt chòm râu bạc, nói rất tự tin. Kệ đi, có gì dùng nấy vậy, cứ luyện thiên lôi trận trước rồi nói sau, bằng không tất cả chỉ là toi công. Vương Thành Trạch vẻ mặt nghiêm túc nói. Bốn người cũng không rông dài nữa, tất cả đều nhảy vào hàn đàm bắt đầu luyện tập thử. Thiên lôi tứ tượng trận cũng không có gì phức tạp nhưng mấu chốt là ở chỗ làm sao phối hợp mới có thể sinh ra được uy lực. Bốn người miệt mài luyện tập đến tận 8 giờ sáng. Cả đám ai cũng mệt phờ dâu chê, gần như chó đang hấp hối. Vừa lên đến bờ, toàn bộ đều nằm dài trên ghế dựa, đến nói cũng không buồn nói. Trương Cường ở trên bờ bận tối tăm mặt mũi làm việc lặt vặt như đun nước, pha trà, bật hệ thống sưởi hơi. Tuy nhiên, Trương Cường rất hăng hái vì đây là điều hắn muốn. Tôi nói ông Tây Môn này, chúng ta đều đã luyện nửa ngày trời mà sao đến một đốm lửa nhỏ cũng không tạo ra được. Phải chăng phương pháp này là do tổ tiên nhà ông làm cho ra vẻ huyền bí thôi, căn bản là không tạo ra nổi đốm lửa nhỏ chứ đừng nói là sinh ra uy lực của 10 quả lựu đạn. Thiên Thông cũng là không nể mặt ai, thằng nhãi này bực tức bắt đầu oán trách. Đừng nóng vội đồng chí béo ạ, cứ từ từ thôi. Vương Thành Trạch lại rất biết cách hòa giải, bình tĩnh nói. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn, chúng ta đã luyện suốt 8 giờ liền mà đến đốm lửa nhỏ cũng không tạo ra được. Nếu luyện rất khó thì thời gian 5 ngày cũng không đủ. Đến lúc đó, luyện tập cái này chẳng phải sẽ làm lỡ thời gian thử các biện pháp khác sao? Diệp Phàm cũng đưa ra nghi ngờ. Nói thật ra là điều này, tôi cũng chưa biết được tình hình cụ thể ra sao. Chỉ là nghe tổ tiên truyền lại ở trong bí công nói như vậy thôi. Tây Môn Tân Thông mặt dày không ngờ cũng biết đỏ mặt. Thấy chưa, ngay cả ông ta còn không rõ thì còn luyện cái cứt gì. Chúng ta bị biến thành chuột bạch hết rồi. Thiên Thông tức khi gào lên. Tuy nói chưa từng nhìn thấy luyện thành công nhưng tổ tiên đã coi đó là báu vật gia truyền của Tây Môn gia chúng tôi thì nhất định là có chỗ hơn người. Nói thật lòng, nếu không phải cháu của ta bị đánh và bị sỉ nhục biến thành như vậy thì ta còn không muốn lấy ra đâu. Tây Môn Tân Thông nói. Hai, Tây Môn tiền bối, đến ông còn chưa từng nhìn thấy. Chuyện này chúng ta đành phải tìm con đường khác thôi. Diệp Phàm cũng thở dài, bởi vì thực tế cũng không có biện pháp nào hơn rồi. Đến nơi nào mới có thể tìm ra được cách chế ngự đồng chí siêu cao thủ như Tống Thanh chứ? Mấy người ăn chút đồ ăn ngay tại chỗ, nằm ngổn ngang trên ghế nghỉ ngơi một chút, 2 giờ sau lại bắt đầu luyện tiếp. Cả một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Lúc hơn 3 giờ sáng, Thiên Thông reo lên một tiếng. Được rồi,
Cuối cùng cả bốn người cũng nhìn thấy được một ngọn lửa nhỏ. Tuy nhiên về căn bản cũng không thể gọi là ngọn lửa, có chút giống với ngọn lửa cháy bằng củi xuất hiện từ ống khói nhỏ đến mức dùng mắt thường phải cố hết sức mới nhìn ra. Thấy không, tôi nói có hy vọng rồi phải không nào? Lão Tổ Tông, tôi rốt cục có thể khiến cho trận pháp thiên lôi tứ tượng của Tây Môn gia chúng ta sinh ra hỏa tinh rồi. Tây Môn Tân Thông xúc động hơn ai hết, không ngờ lại quỳ xuống bên bờ biển mà vái lạy, hơn nữa lại còn là ba quỳ chín lạy. Ông già này, đốm lửa nhỏ xíu này đáng kể dám gì mà ông ta kích động đến như thế chứ? Đốm lửa đó thì làm gì được, ngay cả đến tóc chưa chắc đã đốt cháy xém được. Thiên Thông đến gần Diệp Phàm thì thầm vào tai trách ông lão Tây Môn. Đừng nói người ta như vậy, đây là tín ngưỡng của người ta. Điều này, chắc mấy đời nhà ông già Tây Môn này đều từng luyện thiên lôi tứ tượng trận, chỉ là chưa từng thành công thôi. Hơn nữa đến bây giờ, cao thủ thập đẳng còn khó tìm. Tây Môn Tân Thông cũng muốn mượn ba người chúng ta giúp ông ấy hoàn thành một tâm nguyện của tổ tiên mà thôi. Bằng không tôi thấy ông ta làm sao mà có lòng tốt làm việc giúp tổ đặc nhiệm A như thế. Nói ra có vẻ là như vậy, thực ra cũng không biết ông già này thực sự suy nghĩ cái gì nữa. Tuy nhiên, dù nói như thế nào, chúng ta cứ coi như đã học thêm được một môn bí thuật mà, mệt thì cũng mệt thật nhưng không phí chút nào đâu. Hơn nữa còn có tổ đặc nhiệm A cung cấp phục vụ hậu cần đặc biệt. Cậu thấy đấy, thủ trưởng cung suy nghĩ thật chu đáo. Lại còn mời đến cho chúng ta ba nhân viên massage để thư giãn nữa. Diệp Phàm thì thầm nói. Điểm này cũng không tệ lắm, thoải mái thì thoải mái thật đấy, nhất là có cô gái mông to kia, sờ vào mông thì sung sướng vô cùng. Thiên Thông vừa nói dứt câu, Diệp lão đại suýt chút nữa đã nổi điên lên rồi. Cậu đã vừa sờ soạng rồi đấy à? Diệp lão đại hai mắt trợn thật lớn, trong mắt như muốn bắn ra ngoài. Có ngu mới không sờ. Nghe thủ trưởng cung nói bốn cô gái tử đô này đều có bằng chứng nhận là thầy massage chính cống của quốc gia đấy. Người ta không phục vụ tình dục, chỉ làm massage, làm phục vụ cao cấp cho nhóm chúng ta. Thiên Thông cười khan nói. Vậy cậu vừa sờ cô gái đó mà người ta cũng để cho cậu sờ à? Diệp Phàm có chút tò mò rồi. Ban đầu đương nhiên là không chịu nhưng ông đây là ai chứ? Chỉ là dùng chút tiểu xảo thôi, nhưng anh cũng đừng nghĩ tôi đây xấu xa như vậy. Tôi chỉ là lau chùi một chút dầu mà thôi. Thiên Thông cười nói, thằng nhãi này như là nhặt được của quý, lại còn rất hưng phấn. Hay là đợi sau khi về nhà cậu mang cô ấy đem về làm vợ cho xong. Tôi nghĩ cán bộ cấp cao như cậu muốn dẫn cô ấy về nhà, người ta biết đâu sẽ vui mừng còn không kịp ấy. Đến khi đó cưới về làm vợ, mỗi ngày cô ấy đều massage cho cậu cẩn thận, cậu muốn sờ chỗ nào mà chẳng được, vậy chẳng phải là sung sướng vô cùng. Diệp Phàm cười khan nói. Vớ vẩn, sờ một chút còn được chứ làm vợ thì không thích hợp. Thiên Thông lắc đầu quầy quậy, suýt chút nữa như gãy cả cổ. Cho cậu sờ phí cả công rồi, cậu thật là không đứng đắn. Diệp Phàm đưa cho thằng nhãi này một cái bao cao su. Đạo đức giả, tất cả các anh đều là đồ đạo đức giả. Thiên Thông lật ngược tình thế nói lại. 5 giờ chạng vạng tối, Diệp Phàm mặc bộ quần áo com lê màu đen. Còn thắt nơ khác hẳn ngày thường, chắc là buổi tối đến dự tiệc của Kiều Báo Quốc. Những cán bộ quyền lực của Kiều gia đều đã đến. Kiều Viên Viên ép Diệp Phàm phải ăn mặc như thế này, hơn nữa cô còn cạo râu ria nhẵn nhụi cho chồng. Đứng trước hình ảnh phản chiếu trong gương, Diệp lão đại không khỏi suýt xoa. Má ơi, vừa mặc bộ quần áo này, thật sự đẹp trai quá trời luôn. Anh nói khoác đấy à? Kiều Viên Viên cười nói. Nghe nói người bạn học cũ Kiều không thành của anh được lên chức trong Kiều gia của nhà em rồi phải không? Diệp Phàm quay sang hỏi. Kiều không thành trước kia học cùng Diệp Phàm ở trường đảng, hơn nữa là ủy viên tổ chức của lớp học, bây giờ là phó chủ tịch thành phố Phổ Hải đương nhiệm. Anh còn nói, trước kia khi anh học cùng anh ấy, anh chỉ là một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Bây giờ anh là tỉnh lẻ vùng biên giới, người ta thăng tiến như bình thường thì có gì là lạ. Cứ cho là thăng cấp nhưng bậc vẫn không thay đổi mà. Kiều Viên Viên cười nói. Phổ Hải là thành phố trực thuộc Trung ương, Hoa Hạ là thành phố lớn nhất, là thành phố có bao lịch sử oai hùng. Có thể làm phó chủ tịch thường trực thành phố ở địa phương này thì coi như Kiều gia các em có thêm một thành viên đắc lực, như hổ thềm cánh rồi. Tuy nhiên đại viện Kiều gia của em hình như cũng không có nhiều cán bộ nòng cốt. Diệp Phàm nói. Ha ha. Tổ chức thành viên của Kiều gia sao có thể để anh nhìn thấy rõ như ban ngày được.
Đây chỉ là một góc của tảng băng chìm thôi. Kiều Viên Viên có vẻ đắc chí cười nói. Ồ, bật mí chút đi, kẻo chạm mặt nhau mà không nhận ra, không giúp đỡ nhau thì chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Diệp Phàm vờ ngạc nhiên hỏi. Em cũng không rõ lắm đâu, trước là ba em biết. Kiều Viên Viên nghiêm trang nói. 5 giờ hơn, Diệp Phàm hai tay đút túi quần. Kiều Viên Viên tay trái khoác tay thằng nhãi này, hai người chậm rãi bước vào đại viện Kiều gia. Đã về rồi. Kiều Báo Quốc mỉm cười lên tiếng chào hỏi với Diệp Phàm trước. Y cùng bà xã Tô Hương Linh đứng trước cửa lớn. Kiều Báo Quốc mặc cả bộ com lê màu đen cổ cồn. Tô Hương Linh mặc chiếc sườn xám màu hồng phấn cổ trễ rất hiện đại, trông rất sang trọng, trang nhã. Chương 2339, tiểu nhân của đại viện Kiều gia. Đôi vợ chồng này rất có tư thế đón khách, Diệp Phàm hơi sững sờ nhưng lập tức hiểu ran gay. Đây chính là tín hiệu mà Kiều Viễn Sơn muốn phát đi. Kiều Báo Quốc dẫn bà xã Tô Hương Linh ra đón khách. Điều này cho thấy y chính là ứng viên cho vị trí người kế nghiệp của Kiều gia. Đừng chỉ nhìn vẻ ngoài của hành động nhỏ này, bên trong ẩn chứa cả một huyền cơ. Anh trai, chị dâu, hôm nay trông hai người thật đẹp. Kiều Viên Viên vẻ thích thú cười nói. Ha ha, hai em cũng không chịu kém mà. Kiều Báo Quốc phá lệ buông một câu bông đùa. Xem ra lần này Diệp Phàm có thể giúp đỡ y một việc lớn nên thái độ của y đối với hắn cải thiện khá nhiều. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy mà có thể ngồi lên được chức bí thư thành phố Đức Bình, tương lai sáng lạng rộng mở trải ra trước mặt Kiều Báo Quốc là nguyên nhân lớn nhất. Thằng nhãi này tất nhiên là tâm trạng rất tốt rồi. Bước vào đại sảnh, đã có 7-8 người ngồi trong đó rồi. Ha ha ha, em rể, đã lâu không được uống rượu với nhau rồi. Tối nay chúng ta không say không về. Kiều Thế Hào cười ha ha nói, tiến nhanh đến phía trước, gạt Kiều Viên Viên ra mà ôm lấy Diệp Phàm. Hai người vỗ bả vai của nhau vô cùng thân thiết. Bạn học cũ, mấy năm không gặp, cậu vẫn phong độ như trước. Lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, tất nhiên là của đồng chí vừa gia nhập hội nghị thường vụ thành phố Phổ Hải Kiều không thành vẻ mặt đang tươi cười rồi. Nói gì vậy, sao có thể so sánh được với ông anh đây chứ? Diệp Phàm cười. Nhìn thấy Kiều Không Thành đưa hai tay ra cũng đưa hai tay ra nắm thật chặt. Ha ha, nói đùa thôi. Khi tôi đang ở tuổi của cậu vẫn đang chỉ là cái cấp cục trưởng phó chủ tịch thành phố. Kiều Không Thành cười nói. Kiều Viễn Sơn đang ngồi nói chuyện đối diện với Kiều Hoành Sơn, dưới cằm để chút râu theo kiểu của người trung niên. Đúng lúc này, Kiều Viễn Sơn vẫy vẫy tay, cười nói. Diệp Phàm, con qua đây. Ba gọi con ạ. Diệp Phàm mỉm cười với Kiều Thành không gật gật đầu đi đến. Giây phút này, Diệp Phàm dĩ nhiên trở thành trung tâm chú ý của toàn bộ đại sảnh. Vị này chính là chú họ của con, có thể con chưa gặp mặt lần nào. Kiều Viễn Sơn cười chỉ vào người trung niên để dâu bên cạnh nói. Cháu chào chú ạ. Diệp Phàm không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, cất tiếng chào hỏi. Trong lòng hắn chợt nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ giờ phút này mình mới thực sự có được vị trí trong lòng của Kiều Viễn Sơn. Nếu không ông chú họ mà mình chưa từng gặp mặt này, sao Kiều Viễn Sơn lại chủ động giới thiệu cho mình? Ý tứ đã quá rõ ràng rồi, thực ra là nhận mặt nhận họ hàng mà thôi. Ha ha ha, không thể ngờ được vị hôn phu của Viên Viên nhà chúng ta lại đẹp trai, phong độ thế này. Vốn tưởng là ít nhất cũng phải 35-36 tuổi rồi, không ngờ cháu lại trẻ tuổi như thế. Quả thực làm tôi cảm thấy bất ngờ. Chú Chính Hòa, nghe nói chú đến tập đoàn điện lực Viễn Đông rồi ạ. Kiều Viên Viên đi tới cười nói. Tuy cô chỉ nói một câu nhưng đã làm hé lộ hết thân phận của Kiều Chính Hòa. Chú của cháu bây giờ đã là phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực Viễn Đông. Sau này có cơ hội nên đi giao lưu nhiều một chút, đừng đến lúc chạm mặt nhau mà còn không biết. Kiều Hoành Sơn cười, nói xen vào. Diệp Phàm tất nhiên là thầm ghi nhớ thật kỹ. Tập đoàn điện lực Viễn Đông này là một trong những tập đoàn điện lực quốc hữu lớn nhất đại lục của Hoa Hạ. Chủ tịch của những tập đoàn điện lực này đều phải là cấp bộ trưởng tham chiếu xí nghiệp. Phó tổng giám đốc nhất định phải là cấp thứ trưởng rồi. Móc nối những người như thế thì sau này đối với sự nghiệp phát triển điện lực bản địa của Diệp Phàm cũng tương đối quan trọng. Nếu muốn giàu thì phải sửa đường trước nhưng tuyệt đối không thể thiếu điện được. Tác dụng của điện lực ở thời đại giúp tăng trưởng kinh tế nhanh. Xí nghiệp khai thác mỏ ngày càng phụ thuộc nhiều vào điện lực hơn là điều hiển nhiên. Chuyện này, có lẽ chính là mục đích mà Kiều Viễn Sơn giới thiệu cho Diệp Phàm, coi như là Kiều Viễn Sơn cũng có qua có lại,
coi như bù đắp cho việc Diệp Phàm giúp anh trai vợ giải quyết vấn đề khó khăn đi. Kiều Hà mau lại đây. Lúc này Kiều Chính Hòa đang vẫy tay về phía một người thanh niên từng trải ở phía bên cạnh. Xin chào Bí thư Diệp. Kiều Hà chào Diệp Phàm. Diệp Phàm hơi ngây người nhìn kỹ thêm một chút nhưng vẫn không nhận ra là ai. Khi đang định chào lại thì Kiều Chính Hòa cười nói. Kiều Hà, cháu cứ gọi là em rể là được rồi. Tối nay là dịp họp mặt của người trong nhà Kiều gia chúng ta, không cần gọi theo chức danh bí thư xa lạ như thế. Xin chào. Diệp Phàm cười đáp lễ nói. Vốn dĩ nên gọi là anh rể nhưng điều kỳ lạ là khi Diệp Phàm xưng hô như thế mà Kiều Chính Hòa cũng không có vẻ gì là không hài lòng, ngược lại còn vui vẻ cười nhiệt tình nói. Diệp Phàm, Kiều Hà là con trai lớn của chú, tính ra nó cũng là đồng nghiệp của cháu. Đồng nghiệp sao? Cái này, hình như cháu chưa từng gặp qua anh rể rồi. Diệp Phàm sửa lại cách xưng hô. Ha ha ha. Kiều Hoành Sơn cười sang sảng rồi nói. Kiều Hà bây giờ là trưởng phòng kiêm chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tấn Lĩnh. Cả ngày công tác ở tỉnh cũng hơi chán rồi, hơn nữa đến lúc thích hợp thì cũng có thể đến cơ sở để rèn luyện một chút nhằm nâng cao năng lực làm việc, phải không nào? Trong nháy mắt, Diệp Phàm lại phân tích ra chút gì đó, trong lòng tự nhủ phải chăng gã này đã nhắm được vị trí nào đó ở Đồng Lĩnh rồi. Tuy nhiên trước khi bọn họ tự nói ra thì Diệp Phàm tất nhiên cứ giả vờ ngu rồi. Có điều nếu suy xét tỉ mỉ hơn một chút thì Diệp Phàm cảm thấy vị trí mà Kiều Hà coi trọng tuyệt đối không thể chỉ là vị trí cấp cục trưởng. Nếu không thì người ta đâu có xuống đây tự tìm rắc rối chứ. Tất nhiên là đã nhắm được vị trí cấp phó sở tỉnh rồi, đồng thời đến Đồng Lĩnh còn có hai vị trí phó chủ tịch thành phố đang bỏ trống. Tuy nhiên, vị trí phó chủ tịch thành phố, Diệp Phàm cũng không thể quyết định được. Đó là việc của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nếu thật sự muốn thu xếp ổn thỏa chuyện này thì phải tốn rất nhiều sức lực. Diệp lão đại tất nhiên không muốn bị lôi kéo vào chuyện phiền phức này, dù cho là thân thích cũng không được. Bởi vậy, thằng này ngoài miệng cũng cười nói. Đồng chí ở cơ sở đều lao tâm khổ tứ muốn chui lên tỉnh bộ làm. Giống như đồng chí cấp dưới của chúng tôi, từ một phó tỉnh trưởng rồi tới phó chủ tịch thành phố ở tỉnh, chỉ là một trưởng phòng cũng có thể khiến người ta nhăn mặt được. Vẫn là ở lại trên tỉnh thì tốt hơn. Tôi muốn quay về tỉnh làm mà cũng đều không có cơ hội. Cháu muốn quay về tỉnh làm phải không? Vậy sao không làm ở văn phòng trung ương mà lại muốn đến Đồng Lĩnh? Thằng nhóc này đừng có giả vờ ngây ngô để qua mặt người lớn nhé. Thấy đồng chí Diệp Phàm có ý trốn tránh như thế, Kiều Hoành Sơn tất nhiên cho rằng thằng nhãi này đang cố ý nên đương nhiên có chút không vừa ý rồi. Bác cả, cháu chính là từ cơ sở leo lên từng bước một đấy chứ. Làm ở thủ đô không quen. Khí hậu ở thủ đô và cơ sở hoàn toàn khác nhau. Cháu chỉ là đứa trẻ nghèo khó ở cơ sở quen rồi nên mới đưa ra yêu cầu đi cơ sở đấy ạ. Diệp Phàm bao biện nói. Thích ở cơ sở phải không? Vậy được, ta bảo Viễn Sơn thu xếp cho cháu đi cơ sở, chẳng hạn như ở Tàng Tây có rất nhiều địa ủy đang thiếu người. Thế nào hả đồng chí Tiểu Diệp, cháu sẽ đi đến đó cả đời chứ? Mảnh đất kia phong cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, lại có cả núi tuyết nữa. Kiều Hoành Sơn cười nói vẻ châm chọc mỉa mai. Bác cả đừng ác như vậy chứ. Diệp Phàm cười nói. Đã là người một nhà thì không nên xa lạ như thế, Chính Hòa, có gì cứ nói rõ trực tiếp cho Diệp Phàm là được. Tôi thực sự muốn xem thằng nhóc này có dám rụt tay hay không. Kiều Hoành Sơn lại dở chiêu bài là bác cả ra rồi. Diệp Phàm chỉ có thể mếu thầm mà thôi, thở dài nói. Người ta như đao, còn cháu chỉ như thịt cá thôi bác cả ơi. Ha ha, Bí thư Diệp, chuyện lần này thực sự là làm phiền đến em một chút. Em chắc là cũng đoán ra rồi. Đúng vậy, chú thấy Kiều Hà cũng làm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh mấy năm rồi. Luận về tuổi nghề cũng đứng vào hàng từng trải, chức vị phó chủ tịch thành phố là hoàn toàn có thể đảm nhiệm được đấy. Đương nhiên kinh nghiệm lý lịch là một chuyện, thành tích là một chuyện, nhưng mấu chốt ở việc tác động đến cấp trên. Điều này chú cũng hiểu được. Nói trắng ra thì phần ân tình này Kiều Chính Hòa tôi xin ghi nhớ. Cháu có thể nói trực tiếp với tỉnh trưởng Tề. Nếu cần thì tập đoàn điện lực Viễn Đông chúng tôi có thể đầu tư một công trình lớn ở Đồng Lĩnh. Tài nguyên nước và nguồn than đá của Đồng Lĩnh cũng khá dồi dào phong phú đấy. Kiều Chính Hòa mỉm cười nói, trong lời nói cũng hơi có thái độ kiêu kỳ. Xem ra thường chỉ người có tiền thường hay có thể ăn to nói lớn, vung tiền như nước được. Công trình lớn. Chú Chính Hòa,
không biết là công trình lớn như thế nào. Diệp Phàm thật là có chút ngả lòng, là do chính miệng Kiều Chính Hòa nói ra thì tuyệt đối không thể là công trình dưới 200-300 triệu được. Thấy chưa, thằng nhóc này động lòng rồi, thời buổi này, tiền tài có thể mua được lòng người. Tôi thấy mắt thằng nhóc này nổi lên chữ tiền, rồi kìa. Kiều Hoành Sơn cười ha hả nói. Hai, có cách gì được, thành phố Đồng Lĩnh lớn như vậy, phương diện này cũng đều giơ tay đòi tiền đòi đường đi, cái gì cũng đòi. Tuy nói cháu không để ý đến tiền nhưng Diệp Phàm cháu đã đến Đồng Lĩnh, cuộc sống nhân dân Đồng Lĩnh được nâng cao, cải thiện cũng là điều mà Diệp Phàm cháu khát khao được chứng kiến. Diệp Phàm nói, gần đây thực sự có một dự án tầm trung, tập đoàn Viễn Đông còn đang cân nhắc. Tuy nhiên việc này, Kiều Chính Hòa tôi cũng chỉ có thể ra sức đưa ra đề nghị mà thôi, chứ không có quyền quyết định cuối cùng. Kiều Chính Hòa cười khép lại, trở nên rất nghiêm túc. Ồ, Chính Hòa, dự án này chắc cũng không nhỏ nhỉ, đến chú cũng chưa có quyền quyết định à. Kiều Viễn Sơn cũng bắt đầu hào hứng. Dự án đầu tư 4 tỷ mấy, chắc là đầu tư hậu kỳ thêm không dưới 500 triệu nữa. Kiều Chính Hòa nói. Chú Chính Hòa, rốt cuộc là dự án gì? Diệp Phàm nhanh chóng dò hỏi gắt gao. Dự án 5 tỷ nếu như có thể đặt ở thành phố Đồng Lĩnh thì có thể tạo nhà biết bao lợi ích và hiệu quả. Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện, kinh tế khu vực phía Nam thời gian gần đây phát triển nhanh chóng, nhà máy cũng nhiều hơn. Phía Nam thiếu điện rất trầm trọng. Cho nên tập đoàn chúng tôi đang muốn xây một nhà máy phát điện hạng trung. Chỉ có điều nguyên liệu cho nhà máy nhiệt điện bình thường đều là than đá, mà than đá lại ở phía Bắc bên này. Nếu đều phải vận chuyển đến phía Nam thì chi phí rất cao. Đối với một nhà máy nhiệt điện lớn như vậy, số lượng than đá dùng cho một ngày cũng chừng một toa xe, chỉ nghĩ đến mà rợn cả tóc gáy. Tuy nhiên phía Bắc bên này nhà nước cũng đang tăng cường xúc tiến phát triển, nhưng về tổng thể mà nói thì các xí nghiệp khai thác mỏ công nghiệp so với phía Nam vẫn còn kém xa mấy bậc. Do vậy nên nhu cầu điện lực cũng không lớn bằng phía Nam. Nếu phía Bắc có tài nguyên than đá rồi rào thì tỉnh sẽ xây nhà máy rồi tải điện về phía Nam. Mà trong quá trình truyền tải, điện cũng bị tiêu hao khá nhiều và còn hàng loạt vấn đề khác. Vì vậy, lãnh đạo tập đoàn vẫn đang phân vân giữa hai lựa chọn khó khăn này, trong một khoảng thời gian ngắn rất khó nói lấy hay bỏ. Kiều Chính Hòa nói, dù thế nói thì tổng chi phí hao tổn so với chi phí vận chuyển than đá xuống phía Nam xây xưởng vẫn còn ít hơn một chút. Huống chi than đá ở Đồng Lĩnh chúng cháu khá phong phú mà giá cả lại không cao. Với lại các chú có thể liên kết với một số tập đoàn khai thác than lớn như tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc làm nhận thầu cung ứng các loại, giá thành lại có thể giảm đi một bậc nữa. Đồng Lĩnh chúng cháu là nơi sản xuất điện lực trọng yếu của địa khu Hoa Bắc. Bốn xung quanh Đồng Lĩnh còn có Chư Sơn, Phong Thần, Mã Tín, Cầu Lĩnh là bốn nhà máy điện được quốc gia xếp hạng top đầu trong thu biến cùng hòa vào mạng lưới điện quốc gia. Vừa cung cấp điện khí hóa đường sắt đến các tỉnh khác như Tấn Lĩnh, lại vừa bảo đảm cung cấp điện cho các khu sử dụng điện lân cận như Kinh Tân. Ưu điểm của Đồng Lĩnh chính là tiềm lực phát triển sản xuất điện, vừa có thể đáp ứng được các điều kiện tài nguyên để xây dựng nhà máy nhiệt điện lại vừa có thể cung cấp nguồn tài nguyên điện lực rẻ hơn cho các khu vực phía Đông. Bởi vì chúng cháu đã có tất cả điều kiện có lợi cho phát triển nhà máy nhiệt điện. Các chú nếu đầu tư xuống sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực và tiền bạc. Tuy nói tỉnh Tấn Lĩnh không sử dụng điện nhiều như của các chú nhưng Đồng Lĩnh gần với Kinh Tân hơn nhu cầu về điện cũng tương đối lớn, cũng không thua kém các tỉnh phía Nam. Diệp Phàm nói, chương 2340, có thực lực mới ra mặt anh tài được. Ha ha, những lời cháu nói, chúng tôi đều đã xem xét đến. Như thế này đi, cháu có thể đề cập với tỉnh trưởng Tề trước. Nếu thực sự có ý tưởng, chú sẽ dốc sức xúc tiến cử đoàn khảo sát đến. Đương nhiên bây giờ cũng sắp hết năm nên đó là chuyện của sang năm rồi. Tuy nhiên các cháu cũng không được lơi là, các cháu cũng nên chuẩn bị trước cho tốt về địa điểm cũng như các điều kiện có lợi. Kiều Chính Hòa giải thích nói. Yên tâm, chúng cháu rất quyết tâm nắm bắt lấy dự án này. Đương nhiên nếu chú Chính Hòa có thể đưa ra được cái cam kết thì chúng cháu còn có mục tiêu mà cố gắng. Diệp Phàm nói. Điều này, được. Khi trở về chú sẽ bảo Kiều Hà mang tài liệu đến cho cháu. Kiều Chính Hòa suy nghĩ một chút rồi nói. Tất nhiên Kiều Chính Hòa cũng là người rất lão luyện, bảo con trai Kiều Hà mang tài liệu đến thì ý tứ càng rõ ràng hơn. Ngay cả khi ăn cơm, mọi người cũng rất ít nói chuyện trên bàn ăn.
thỉnh thoảng mới nghe thấy hai Anhem Kiều Viễn Sơn nói vài câu, còn Kiều Không Thành và Kiều Chính Hòa đều chỉ lắng nghe thôi. Sau khi ăn cơm xong, những người như Kiều Thành Không đều cáo từ rồi về trước. Diệp Phàm, Báo Quốc, hai con đến thư phòng của ba một chút. Kiều Viễn Sơn ra hiệu và nói với Diệp Phàm, chắc là bây giờ mới có kịch hay để xem. Nếu gọi vào cùng với Kiều Báo Quốc, Diệp Phàm lập tức hiểu rõ trắng đen ngay, chắc là lại có phiền phức sắp rơi xuống đầu mình rồi. Kiều Báo Quốc đứng lên pha trà tiếp nước, thằng nhãi này khi có việc cần nhờ Diệp Phàm thì tỏ vẻ khá khách khí. Ba người cùng im lặng uống hết hai tách trà, Kiều Viễn Sơn liếc nhìn hai người một cái, người dựa nhẹ vào ghế nói. Chuyện của Kim Thụ Dương đã giải quyết xong rồi, Ninh Chí Hòa đến tỉnh Thiên Phủ đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh. Chuyện bên này đã êm xuôi, ba cũng nhẹ người hơn một chút. Thưa ba, chuyện này đã được công bố chưa? Kiều Báo Quốc hỏi. Ngày mai sẽ tuyên bố. Kiều Viễn Sơn liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói tiếp. Báo Quốc đến nước Bình vẫn cần rất nhiều sự ủng hộ của con. Con cũng đã công tác 2 năm ở nước Bình, nghe nói ở trước kia con rất ủng hộ công tác của Trang Thế Thành. Còn Lô Trần Thiên lúc ấy đảm nhiệm chức chủ tịch địa khu nước Bình. Quan hệ của con và y nghe nói cũng không tệ. Bây giờ hai người bọn họ đều đi rồi, tuy nhiên quan hệ thì vẫn còn duy trì chứ. Điều này, quan hệ của bọn họ không có nghĩa là quan hệ của con. Đương nhiên công tác ở Đức Bình 2 năm, con cũng có mấy người bạn bè, chắc là có thể giới thiệu cho anh vợ làm quen được. Chỉ có điều, sau khi con rời khỏi Đức Bình chuyển đến Việt Đông, rồi lại về Thủy Châu và chuyển đến văn phòng Trung ương Hải Đông, cứ vòng vèo như vậy cũng mấy năm rồi. Những quan hệ kia vì không thường xuyên liên lạc nên xa cách đi không ít. Bây giờ bọn họ có còn ở đó hay không, con cũng chưa rõ lắm. Huống chi người thay đổi, mọi chuyện cũng đã khác xưa. Ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ. Có lẽ bọn họ ai cũng đều có tính toán riêng của mình. Song con cứ thử trước xem sao, nếu còn có thể được thì con sẽ cố gắng. Diệp Phàm cũng biểu lộ thái độ. Ừ, các con đều là người một nhà. Nên chiếu cố lẫn nhau. Nếu như có thể nối lại toàn bộ quan hệ cũ, cộng thêm với chút quan hệ của Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên là coi như con đã giúp Báo Quốc loại bỏ đi rất nhiều trở ngại rồi. Bí thư thành ủy là cán bộ cốt cán, mà nắm được hội nghị thường vụ thành ủy trong tay mới thể hiện quyền lực quan trọng nhất. Đến điều này cũng không nắm chắc trong tay được thì anh chỉ có thể làm một con rối. Người con trai của Kiều Viễn Sơn tôi không thể làm một bí thư như vậy được. Vì vậy, quan hệ với cấp phó tỉnh trưởng hay cấp cục trưởng đều có thể xây dựng. Đặc biệt là ủy viên thường vụ thành ủy mới là những người quan trọng nhất. Ba tin rằng các con đều hiểu được điều này, không cần để ba phải nói nhiều. Kiều Viễn Sơn nói, trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. Chuyện lần trước con nhắc đến bí thư đảng ủy công an thủ đô với ba, bây giờ con có thể nói chi tiết cụ thể với ba. Ngô Chính Phong là cục trưởng công an thủ đô, nên đồng chí ấy. Diệp Phàm cũng không làm kiêu, biết cha vợ sẽ bù đắp cho mình một ân tình nên liền trực tiếp nói rất rõ ràng. Sau khi nghe xong, Kiều Viễn Sơn ngẫm nghĩ một chút nói. Chức bí thư đảng ủy công an chắc là không còn hy vọng rồi. Lẽ nào đã bị người ta hất mất? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Là người trực tiếp của đảng ủy công an quốc gia, điều này còn phải suy xét đến phương diện khác, con cũng đừng dính vào. Ở đất thủ đô, những chức vụ loại này đều phải hết sức thận trọng. Kiều Viễn Sơn nói. Vậy tối hôm đó đều toi công rồi. Diệp Phàm sắc mặt hơi có chút khó coi, cảm thấy có chút áy náy với Ngô Chính Phong. Bởi vì thực sự Ngô Chính Phong đã rất nghe lời mình, hơn nữa đã làm rất nhiều chuyện cho mình. Nếu không thì điều đến tỉnh nào phía nam bên này đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an hoặc những chức vị tương đương đều được, thăng cấp lên đến thứ trưởng rồi tính. Bằng không thì con thật sự áy náy vì con người Chính Phong rất hữu dụng. Con rất hài lòng. Diệp Phàm nói, chỉ có thể cố nài nỉ thêm lần nữa mà thôi. Hai, con ấy à, đôi khi tầm nhìn vẫn còn hạn chế lắm. Sao cứ phải chăm chăm vào chức bí thư đảng ủy công an thủ đô? Kiều Viễn Sơn khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên có chút không hài lòng. Thấy Diệp Phàm nhìn mình chằm chằm, y liền quay sang nói. Con nghĩ kỹ thêm chút đi. Thực ta con và Báo Quốc không khác nhau là mấy. Điều này, tầm nhìn về đại cục và cảm nhận đều còn kém rất nhiều. Chức bí thư đảng ủy công an thủ đô bị người khác hớt mất rồi. Con nên suy nghĩ thoáng lên một chút,
không làm bí thư đảng ủy công an thủ đô thì không được à? Chẳng hạn như phó chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng công an, hoặc là lui một bước làm trợ lý chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng công an. Những chức vụ kiêm nhiệm như vậy không phải chúng ta chưa thấy qua trong thể chế. Chẳng phải cấp bậc đều thăng lên rồi sao? Tuy chưa thể nói là một bước lên mây nhưng làm ủy viên thường vụ trong thành ủy thì cơm có thể ăn từ từ, việc cũng có thể làm dần dần phải không nào? Vậy hay là làm phó chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng công an thì tốt hơn, chức trợ lý chủ tịch thành phố có chức danh bất chính ngôn bất thuận. Diệp Phàm cũng là phải mặt dày nói. Không nói chuyện này nữa, con thu xếp nối lại các quan hệ ở Đức Bình trước đây đã. Kiều Viễn Sơn xua xua tay, tức thì ra mệnh lệnh chính thức. Mấy ngày này con có việc quan trọng phải làm, tạm thời không thể chú ý đến mảng này được, chắc là phải đến hết năm mới thực hiện được. Dù sao cũng không lâu nữa, 10 ngày nữa là hết năm rồi. Chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Kiều Báo Quốc hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn. Hiển nhiên, thằng nhãi này cho rằng Diệp Phàm cố ý thoái thác chuyện của anh vợ. Chuyện này anh không hiểu, chắc là ba hiểu được một chút, chính là chuyện đặc thù của bên đó. Diệp Phàm nói. Kiều Viễn Sơn vừa nghe, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, cũng không nói thêm gì, cuối cùng xua tay nói. Ba hơi mệt rồi, Diệp Phàm, con về trước đi. Diệp Phàm đáp một tiếng rồi đi trước, biết được Kiều Viễn Sơn có việc phải giải thích cho Kiều Báo Quốc. Tôi thấy hắn căn bản là không toàn tâm toàn ý đối với chúng ta, còn phải giúp hắn làm gì. Giúp hắn rồi chẳng có ý nghĩa gì cả, đến lúc người của hắn đều đi lên cả rồi, ngược lại chỉ được cái khoe khoang trước mặt chúng ta. Không thể để vây cánh của hắn cứng cáp quá được. Vừa đóng cửa lại, Kiều Báo Quốc đã hấp tấp nói. Con thì hiểu cái gì? Giọng Kiều Viễn Sơn đột nhiên trở nên nặng nề, bắt đầu giáo huấn con trai nói. Con nghĩ lại xem, chuyện nam lĩnh cần người ta giải quyết hậu quả giúp cho. Cái vị trí này của con xem ra cũng là do Diệp Phàm chuẩn bị cho con ngồi lên đấy. Bình thường ra thì phải là một người cấp thứ trưởng là điều hiển nhiên. Thực sự con còn không rõ sao, Diệp Phàm có thể đẩy con lên được vị trí bí thư thành ủy Đức Bình được sao? Đó chỉ là chuyện hoang đường. Diệp Phàm là cán bộ cấp bậc gì? Con có thể ngồi lên vị trí này ngày hôm nay, Phí Mãn Thiên không gật đầu mà có thể làm được sao? Đó là Diệp Phàm mượn thế của Đại viện Kiều gia mới có thể đẩy con lên được. Tuy nhiên mặc kệ là Phí Mãn Thiên nể mặt ai thì bề ngoài vẫn chính là Diệp Phàm đã giúp con. Chí ít ngoài mặt con không thể đối xử với Diệp Phàm như vậy. Báo Quốc, quan hệ là hỗ trợ cho nhau, con cũng không thể suốt ngày lấy cái danh anh vợ của con ra mãi được. Việc này khiến nhiều người có tâm lý phản nghịch đấy. Không thể chấp nhận được, dù Diệp Phàm dùng quan hệ để giúp con nhưng ba cũng thực sự muốn xem hắn có thể đẩy đến khi nào. Sau này thì sao, chẳng lẽ thằng con trai của Kiều Viễn Sơn này không có Diệp Phàm hỗ trợ thì con ngay cả chức bí thư thành ủy không ngồi nổi mười mấy ngày hay sao? Vậy rõ ràng là con không cần làm nữa, còn mặt mũi nào nữa? Nếu thế thì ba dứt khoát điều còn về mặt trận tổ quốc ở thủ đô nhé, như vậy thì có phải là thảnh thơi không, có ích hơn không? Ba, con chỉ nói sau lưng hắn mấy câu, lại không quạc trực tiếp vào mặt hắn. Đương nhiên vừa rồi con có hơi nói quá lên một chút, đấy chẳng qua là do con quá tức giận thôi mà. Dựa vào cái gì mà hắn dám khoe khoang trước mặt chúng ta? Nên con có chút tức giận. Dù chuyện lần này hắn đã giúp con một việc lớn, nhưng cũng không thể lấy chuyện đó để ép cha giúp Ngô Chính Phong thăng chức được. Chúng ta là người một nhà, sao có thể hở ra là nói điều kiện được. Như thế thì tính chất đã bị thay đổi rồi. Con tức hắn không tôn trọng ba, không một lòng một dạ với Đại viện Kiều gia chúng ta. Ba thử nghĩ xem, ba từng giúp hắn cũng không ít. Con đang nghĩ xem có phải hắn đang xây dựng quan hệ cho riêng mình không? Đây không phải là không có ý đồ khác thì là gì? Con rể Đại viện Kiều gia phải một lòng một dạ với Kiều gia. Sao có thể muốn làm bá chủ một phương độc lập với Kiều gia được? Loại tư tưởng này là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Ba, lời con nói không sai chứ? Kiều Báo Quốc có chút tức giận nói. Mọc đủ lông đủ cánh rồi thì muốn bay đi, con không hiểu được tính tình của hắn. Muốn bảo hắn hoàn toàn dựa vào chúng ta thì chắc là bản thân hắn không có cách nào thực hiện được. Thôi vậy, hắn muốn làm thì tự mình phải đi làm thôi. Chung quy lại một điểm, hắn là con rể Đại viện Kiều gia, đó là sự thật không thể thay đổi. Hắn dù cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua đầu Đại viện Kiều gia được.
cho nên con phải nhìn xa trông rộng ra một chút, con thử nghĩ xem, hắn muốn có thế lực của riêng mình. Vây cánh của hắn thực sự hùng mạnh thì cũng có ích cho chúng ta. Thay đổi cách suy nghĩ đi, cha biết, con luôn tranh giành với hắn, muốn tranh đấu trường kỳ. Tuy nhiên, ba không thể không phê bình con, dã tâm của con không lớn bằng hắn, tầm nhìn của con cũng không rộng bằng hắn. Hơn nữa hắn là lăn lộn leo lên từ cơ sở từng bước một, lăn qua lăn lại mà đi lên được đấy. May mắn cũng có một chút, tuy nhiên hắn thật sự có thực lực. Bằng không, hắn ngã xuống từ sớm rồi, người ta bây giờ còn có thể nhởn nhơ vui vẻ đấy, điều này nói lên cái gì? Vậy lấy việc mượn phòng đốc tra nội các chính phủ điều tra về chuyện mỏ than Hải Sơn lần trước đi, đây là có người đâm lén cho hắn một đao từ sau lưng. Hơn nữa trình độ của kẻ Red Eye tương đối cao, cho nên chuyện này ba tuyệt đối không nhúng tay, chỉ đứng ngoài quan sát. Vốn định nếu hắn thật sự không qua được cửa ải này thì sẽ giơ tay cứu hắn một phen. Kết cục lạc quan nhất chắc là cũng phải bị phạt ghi một lỗi trong đảng. Không thể tưởng tượng được. Chuyện Kiều Viễn Sơn ba nhận định là khó mà hắn có bị hề hấn gì đâu. Con đã mở mắt ra chưa? Chuyện này nhất định là có người đứng đằng sau nhúng tay vào. Thằng nhóc này không biết đã đi tìm được ai mà có thể giải quyết chuyện này êm thấm được. Ba nghĩ chắc chuyện này có quan hệ với Phí Gia. Giải quyết êm thấm chuyện này chỉ có Phí Gia mới có thể làm được. Vì vậy mà ba muốn con học tập hắn, không phải chỉ nói vài câu có chí khí là có thể thực sự đứng lên được. Muốn đứng vững thì cần phải dựa vào thực lực để nói chuyện đấy. Kiều Viễn Sơn nói giọng thật sự nghiêm nghị. Chương 2341, đứa con đầu tiên của Diệp Phàm. Hừ, con xem ai là người cuối cùng có thể cười, ai có thể lên chức thứ trưởng trước. Quyết tâm của Kiều Báo Quốc cũng đã trỗi dậy rồi. Ha ha, Kiều Viễn Sơn đột nhiên cười sảng khoái, điều này rất hiếm khi thấy. Bởi tính đặc thù của công việc. Kiều Viễn Sơn cơ bản vẫn giữ nét mặt ấy. Ông ta quay sang vỗ mạnh vào vai Kiều Bá Quốc một cái, cười nói. Đây mới giống con trai của Kiều Viễn Sơn, Diệp Phàm nghĩ tới chức thứ trưởng, đường còn dài lắm. Cha thấy ưu thế của con lớn hơn nó nhiều. Cha, con có lòng tin, 5 năm một cấp bậc mới, cha để cho con ở Đức Bình phấn đấu 5 năm, con lấy chức thứ trưởng làm mục tiêu. Lần này, cha con ta phải vượt qua cậu ta. Kiều Báo Quốc tràn đầy tự tin. Khá lắm. Kiều Viễn Sơn cười nói, đồng chí Lão Kiều tâm trạng rất tốt. Bởi vì hôm sau là thứ hai, đồng chí Sa Quân, bí thư đảng quần chúng mới lên nhậm chức, yêu cầu mở hội nghị thường vụ. Cho nên, Diệp Phàm không quản mệt nhọc, ngay cả đêm hôm cũng gọi Trương Cường lái xe đưa mình đến Đồng Lĩnh. Hơn nữa để tiện cho công việc của Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm cũng là bí thư thành ủy của một thành phố lớn, không thể thường xuyên vắng mặt. Cho nên ba đồng chí Vương Thành Trạch, Tây Môn Tân Thông cùng với Thiên Thông thương lượng qua, quyết định địa điểm hợp luyện trận Thiên Lôi Tứ Tượng đổi thành một nơi hẻo lánh ở Đồng Lĩnh. Như vậy, Diệp Phàm ban ngày có thể đi làm, buổi tối có thể tăng cường tập luyện. Ai, anh cả ngày chạy hết bên này đến bên kia, lúc thì thành phố Bắc Kinh, lúc thì Thủy Châu, quan trường, quân trường, hắc bạch hai phái anh đều muốn dính vào một chút, cơ thể anh liệu có tiêu hóa nổi không? Làm bằng sắt cũng không kham nổi. Anh Diệp, anh còn trẻ còn chống đỡ được, chỉ sợ sau này già rồi toàn thân bệnh tật. Không thể như này được. Vừa đến nhà Lạc Tuyết Phiêu Mai vừa cởi áo choàng cho Diệp Phàm vừa đau lòng nói. Không sao, em xem anh này, nếu không thì chúng ta thử trước một chút 18 kỹ năng võ thuật. Diệp Phàm cười khan một tiếng, duỗi ngón tay ôm lấy cằm Lạc Tuyết Phiêu Mai, bộ dạng cực kỳ ngả ngớn. Muốn thử thì tìm đại mỹ nữ Viên Viên của anh đi. Em không phải là chuột bạch. Lạc Tuyết Phiêu Mai mặt đỏ lên, giơ tay xóa sạch nanh vuốt của Diệp Phàm. Anh đi tắm trước rồi thử lại. Diệp Phàm cười bước vào phòng tắm, một lúc sau Lạc Tuyết Phiêu Mai đi vào tự mình đấm lưng, bóp chân cho Diệp Phàm. Diệp Phàm mắt nhắm hờ trong bồn tắm, đang lúc mơ màng không ngờ lại ngủ mất. Tỉnh lại thì mới phát hiện mình vẫn còn nằm nghiêng trong cái bồn tắm cỡ to kia, chỉ có điều nước cũng cạn rồi, mà trên người đắp chăn bông. Trên lưng có lót đệm êm. Còn Lạc Tuyết Phiêu Mai thì nhẹ nhàng rúc vào bên người, mở to hai mắt đang ngắm nghía cơ thể của mình. Anh ngủ đã bao lâu rồi? Diệp Phàm có chút ngượng ngùng hỏi. Anh còn nói, đã ngủ 4 tiếng đồng hồ, sắp sáng rồi, còn nói là chịu được. Lúc này chắc hết sức rồi. Lạc Tuyết cười nói. Ai bảo hết rồi, anh còn chưa bắt đầu, chúng mình nắm chắc.
Diệp Phàm cười khan một tiếng, phóng người lên ôm lấy Lạc Tuyết tiến thẳng đến cái giường sang trọng kia. Ngọc Nhãn ra tuyết sóng chiều động, thuyền con lay đông trong gió. Anh Phàm, nhẹ một chút. Người con gái nào đó thở hồng hộc. Thế nào, anh hùng tăng tốc hơi quá rồi đúng không, chịu không được sức ép à? Diệp Phàm gượng cười, giật giật muốn chơi thử cái kỹ năng Phật tọa đài sen vừa thấy kia, hoảng sợ Lạc Tuyết vội kêu lên. Không được, không được, tuyệt đối không được. Quái, trước kia không phải là không chơi trò này, chưa lần nào em cho là dữ tợn nhất, anh còn sợ đưa sói vào nhà. Trong câu hỏi của Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Không được, tuyệt đối không được. Đâu ngờ tới lần này Lạc Tuyết phiêu mai lại kiên quyết cự tuyệt. Có phải em ốm rồi, anh bốc thang thuốc bổ phó phương cho em. Diệp Phàm nói, nhìn thứ đồ chơi của chính mình. Lạc Tuyết nhìn, nói. Thực sự không được, em sẽ gọi Mai Hương đến. Cô ấy cũng có thân thủ tam đẳng, đủ để anh làm đi làm lại mấy lần. Thế nhưng buổi tối anh nhẹ nhàng một chút, cô ấy là lần đầu. Lạc Tuyết, em cho Diệp Phàm này là người thế nào? Những lời này sau này đừng nhắc lại nữa, bằng không anh sẽ tức giận. Nam nữ quan hệ tình dục phải có tình cảm mới hòa hợp được, không phải là thú vật chỉ vì ham muốn tình dục mà vận động như pít tông. Diệp Phàm mặt sầm lại. Anh Phàm, em thật sự không có ý đó, chỉ là. Lạc Tuyết phiêu mai lo lắng ngồi dậy. Chỉ là cái gì, nói hết ra, thật là khiến người khác phải lo lắng. Diệp Phàm giả bộ tức giận hơn. Hình như em có rồi. Lạc Tuyết phiêu mai khi nói câu này âm thanh vô cùng nhỏ, không khác gì mũi nói chuyện. Chỉ vì là Diệp Phàm có đôi mắt ưng và lỗ tai rơi, Diệp Phàm nhất thời ngẩn ra, hai mắt nhìn đăm đăm cơ thể trần truồng của Lạc Tuyết phiêu mai. Cái gì, có rồi. Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc. Lạc Tuyết phiêu mai duỗi đầu ngón tay dúi cho Diệp Phàm một cái. Em nói cái kia là cái gì, thì ra là, em có bầu rồi. Diệp Phàm cảm giác thở có chút dồn dập, cái này, có thể lên chức cha rồi, hình như cũng là giấc mơ của mỗi người đàn ông. Những người mang bầu vận động mạnh rất nguy hiểm. Hình như là vậy, tháng này, tháng trước cũng không có, đã hơn một tháng rồi, trước kia không như vậy. Lạc Tuyết phiêu mai mặt đỏ bừng nói. Sao không thử đi kiểm tra? Diệp Phàm sốt ruột nói. Em sợ mừng hụt, nên muốn đợi thêm một thời gian nữa. Lạc Tuyết phiêu mai. Ngốc à, mua que thử thai về tự thử là biết ngay. Diệp Phàm thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Em mua rồi, chỉ có điều là chưa dám thử. Lạc Tuyết phiêu mai ngượng ngùng nói. Cô nàng ngốc này, que thử thai ở đâu, chúng ta thử ngay. Diệp Phàm chưa bao giờ vui như vậy, lăn lông lốc từ trên giường xuống đất. Thân thể trần truồng đi tìm giấy thử thai. Tìm cái gì, ở trong cái tủ ngay đầu giường ấy. Lạc Tuyết phiêu mai sẵn giọng. Diệp Phàm hồi hộp mở ra, xem hướng dẫn, cười nói. Cái này rất tốt, thử khi thai ở giai đoạn đầu, ha ha. Trong điều kiện bình thường, giấy thử thai nhanh cho hai kết quả, đem nước tiểu nhỏ vào lỗ bên trong giấy thử kiểm tra đo lường. Nếu đối chiếu với vạch màu, xuất hiện một dải màu, giấy thử xuất hiện màu đỏ hoặc xuất hiện màu lam chứng tỏ chưa có thai. Ngược lại, nếu dải màu ở khu vực đo lường xuất hiện vạch màu rõ ràng, kết quả dương tính, chứng minh đã có thai. Cách kiểm tra này rất nhanh, thuận tiện, phản ứng nhanh, ưu điểm rất lớn. Tuy nhiên, giấy thử thai nhanh chỉ có thể coi là bước kiểm tra ban đầu, tuyệt đối không được quá tin vào nó, bởi dùng giấy thử thai nhanh có thể cho kết quả giả âm tính hoặc giả dương tính. Chúng ta thử trước rồi nói sau, mai kêu tụi Mai Hương đi cùng em, hai, tiếc là anh phải mở cuộc họp, bằng không anh sẽ đi cùng em. Anh tuyệt đối không được đi, bệnh viện rất phức tạp. Nhiều người, tai mắt cùng nhiều, anh một bí thư vừa xuất hiện, nếu để ai nhìn thấy thì lại phiền phức. Lạc Tuyết phiêu mai vội vàng nói. À ý, Lạc Tuyết, em quá lương thiện rồi, anh hổ thẹn quá. Diệp Phàm vẻ mặt hối tiếc. Đây là em tự nguyện. Không sao đâu. Lạc Tuyết nói xong đi vào nhà vệ sinh thử. Diệp Phàm sốt ruột cũng đi theo vào nhà vệ sinh. À, có rồi. Thấy không Lạc Tuyết, kết quả kiểm tra hiện rõ vạch màu, điều này có nghĩa là sao, ha ha. Diệp Phàm cười đắc chí, địa ỉ cười vô cùng thô tục. Em thật sự có rồi à, anh Phàm, vừa trong giấy hướng dẫn cũng nói cũng có khi xuất hiện kết quả không chính xác. Em rất sợ. Lạc Tuyết phiêu mai hơi run. Hẳn là mang bầu rồi,
Diệp Phàm này lao động cần cù cuối cùng cũng có thu hoạch rồi, ha ha ha. Diệp Phàm vui sướng, đương nhiên, không thể tiếp tục ân ái rồi, Diệp Phàm tự động thu công rồi. Cũng từ chối Lạc Tuyết dùng tay giải quyết việc tốt cho anh ấy. 9 giờ sáng hôm sau, phòng hội nghị thành ủy. Các đồng chí đều đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu họp. Diệp Phàm nhìn lướt qua phòng họp, nói. Bộ máy thành ủy đồng lĩnh chúng ta sau khi trải qua tiến trình điều chỉnh ở tỉnh, bộ máy mới đều đến đông đủ. Hôm nay đồng chí Ứng Sa Quân kiến nghị mở cuộc họp gặp mặt. Mọi người sau này đều là đồng nghiệp rồi, đều là thành viên của bộ máy thành ủy. Các đồng chí tự giới thiệu với nhau, làm quen, sau này sẽ dễ dàng triển khai công việc. Đúng vậy, các tân đồng chí của bộ máy thành ủy mới chúng ta sẽ tự giới thiệu về mình trước. Lỗ Đoan vẻ mặt cười nói. Sau một giờ đồng hồ cuộc họp mặt náo nhiệt phòng hội nghị lại yên tĩnh trở lại. Nếu không có việc gì hội nghị hôm nay dừng ở đây nhé. Diệp Phàm nói, hẳn là hồi hộp muốn đi hỏi Lạc Tuyết chuyện chuẩn đoán của bệnh viện. Bí thư Diệp, tôi có một kiến nghị, nếu tiện nhân cuộc họp lần này tôi muốn để các tân đồng chí đề xuất một vài ý kiến. Giờ vẫn còn sớm, mới có một giờ. Đúng lúc này Sa Quân vừa lấy đồ trong cặp công văn ra vừa nói. Ừ, cậu nói đi. Diệp Phàm trong lòng có chút dao động. Cảm thấy Sa Quân có chút kỳ lạ. Hơn nữa có chút không hiểu quy củ, những người này đã biết rõ khi họp mặt không nói chuyện công. Cậu ta không ngờ lại đề xuất cái gì. Trong phòng hội nghị rất yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Sa Quân. Là như này, lần trước đồng chí của phòng đốc tra nội các chính phủ xuống. Kết quả đồng lĩnh của chúng ta trải khảo nghiệm, không có vấn đề gì lớn. Chỉ có điều, vẫn có một vài đồng chí bị xử lý, điều này giải thích. Một số đồng chí của chúng ta vẫn còn lơ là. Chúng ta tập trung giải quyết vấn đề kinh tế nhưng lại không để mắt tới các khía cạnh về tố chất cán bộ cùng với việc bồi dưỡng tác phong tư tưởng, chính trị, rèn luyện, học tập. Tôi nghĩ một bộ máy tác phong vững vàng, cán bộ chủ chốt phải có khả năng dẫn dắt một đoàn cán bộ. Mà những cán bộ chúng ta đều là công bộc của thành phố Đồng Lĩnh, vì dân phục vụ. Nhưng, nói theo hướng khác, cán bộ của chúng ta lại là người quản lý của Đồng Lĩnh. Chất lượng cán bộ trực tiếp quyết định mức sống có thể đi lên hay không, có đi theo hướng phát triển tích cực hay không. Hai phương diện này, trong thực tế xem ra không có gì liên quan đến nhau. Phương diện tư tưởng của các cán bộ lệch lạc, chỉ huy thiên về một hướng, dẫn đến hậu quả trực tiếp chính là một loạt công tác của phía dưới đều bị lệch quỹ đạo. Mà công việc cũng thay đổi tính chất. Để đề cao tố chất cán bộ, bản thân tôi cho rằng, có phải nên lấy vụ mỏ than Hải Sơn làm cơ hội. Mở mấy lớp huấn luyện ở trường đảng thành ủy, trước lấy việc huấn luyện cục phó cấp cục trưởng là việc chính. Tiếp theo là đến lượt cán bộ cấp phòng. Nếu hiệu quả cũng không tệ lắm thì đến lượt huấn luyện cán bộ xã, thị trấn. Lần này, nắm bắt tư tưởng là việc chính. Sa Quân vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuy nhiên, vừa nghe Sa Quân nói xong, tất cả ánh mắt khó hiểu của mọi người nhìn về phía Diệp Phàm. Bởi vì, đề nghị này của Sa Quân không thích hợp cho lắm. Căn bản chính là đang đánh vào mặt Diệp Phàm. Bởi vì những người ngồi đây đều hiểu, lần này việc của mỏ than Hải Sơn, nội các chính phủ căn bản là hướng về phía Diệp Phàm, nhân vật số 1 đồng lĩnh. Chương 2342, cương quyết chèn ép. Kết quả Cao Thành ngã xuống. Diệp Phàm mặc dù nói không bị liên quan gì, nhưng bên phòng đốc tra có đề nghị yêu cầu đồng chí Diệp Phàm phải chú ý đến giáo dục tư tưởng cán bộ, bề ngoài nói là kiến nghị. Thực tế muốn ngầm phê bình về mặt tư tưởng của đồng chí Diệp Phàm. Cho nên, chuyện này là nỗi đau trong tim Diệp Phàm. Lúc này Sa Quân đề xuất có khác gì sát muối lên vết thương của Diệp Phàm cơ chứ? Tôi thấy đề xuất này của bí thư Sa rất hay, công tác tư tưởng của cán bộ phải luôn luôn được trau dồi mới đúng. Lơ là một chút là có thể xảy ra vấn đề rồi. Lần này việc của mỏ than Hải Sơn chính là một bài học. Cao Thành với tư cách là chủ tịch thành phố. Không ngờ lại đi làm trái với quy định của tổ chức. Còn có đồng chí Ngô Dũng chưa bị xử lý. Những điều này xét đến cùng có quan hệ với sự biến chất về mặt tư tưởng của cán bộ. Nếu lúc nào cũng sát sao, trao dồi giáo dục tư tưởng, để các cán bộ của thành phố Đồng Lĩnh đều nhớ kỹ những điều mà đảng giáo dục, lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân phải tích cực, phải theo khuôn phép. Tôi nghĩ có thể cứu rất nhiều đồng chí bị vây sát mép núi. Có thể khiến một số cán bộ đi đường vòng trở về chính đạo. Không thể tưởng tượng Khổng Đoan lại ra mặt đầu tiên,
có vẻ như đang bàn luận đề nghị của Sa Quân. Nhưng thật ra là ủng hộ đề nghị của Sa Quân. Tốt lắm, việc này tôi đã để trong lòng lâu rồi. Hơn nữa, cuối năm rồi, lẽ nào còn phải gọi các đồng chí đến trường đảng đón năm mới hay sao? Vấn đề tư tưởng của cán bộ phải nắm chắc, tuy nhiên cũng phải nhìn thời gian và thời cơ. Cũng không thích hợp để tác động quá lớn làm lòng người bàng hoàng. Thành phố Đồng Lĩnh chúng ta vừa tiếp nhận lễ rửa tội của các đồng chí phòng đốc cha, nội các chính phủ. Điều này nói rõ thành ủy và ủy ban nhân dân Đồng Lĩnh cùng với các cán bộ đã vượt qua khảo nghiệm. Đại đa số tố chất tư tưởng của các cán bộ Đồng Lĩnh đều vượt qua thử thách, còn hơn 10 ngày nữa là bước sang năm mới rồi, trước cuối năm không nhất thiết phải gây sức ép về việc này. Tất cả mọi việc chờ qua năm mới rồi nói tiếp, để mọi người an tâm đón Tết. Diệp Phàm nói, đương nhiên hắn phải đè khí thế của Sa Quân và Lỗ Đoan xuống. Bằng không, thế vừa lên không kìm xuống này, đối với Diệp Phàm, nhân vật quyền uy số 1 của thành phố Đồng Lĩnh, chính là một kiểu thử nghiệm và thách thức. Bí thư Diệp, chỉ sợ cấp trên của phòng đốc cha đang chú ý đến Đồng Lĩnh chúng ta. Lần trước ủy ban kỷ luật cũng tuyên bố ý kiến xử lý rồi, có nhắc nhở các lãnh đạo của Đồng Lĩnh phải chú trọng nhắc nhở giáo dục tư tưởng. Nếu không hành động kịp thời chỉ sợ sẽ để lại một ấn tượng không tốt cho các lãnh đạo phòng đốc cha. Điều này rất bất lợi với bộ máy thành ủy Đồng Lĩnh chúng ta. Chuyện lãnh đạo giao phó, chúng ta phải kịp thời nắm vững, lợi dụng cơ hội lần này huấn luyện bổ sung cho mấy lớp mở cuối năm trước. Cũng có thể gõ hồi chuông cảnh báo cho các cán bộ cấp dưới, để tránh năm mới lại xảy ra chuyện, có đúng hay không? Sa Quân nói, năm mới lại xảy ra chuyện gì, đồng chí Sa Quân, đồng chí hy vọng năm mới thành phố chúng ta lại xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phàm giọng điệu bắt đầu sắc bén lên. Có đề phòng còn hơn không? Không thì ai dám khẳng định sẽ không xảy ra ra vấn đề gì. Đến lúc đó nếu lại lặp lại chuyện này rồi sợ rằng tôi không có cách nào giải thích với cấp trên. Cấp trên nhất định sẽ điều tra, sẽ hỏi chúng ta vì sao không chấp hành chỉ thị của lãnh đạo, có phải coi chỉ thị của lãnh đạo như gió thổi bên tai không? Còn nữa, các đồng chí đang ngồi đây cũng vậy. Sa Quân khăng khăng giữ chủ trương của chính mình, ngay đầu cuộc họp đã chống lại Diệp Phàm rồi. Xem ra người này đã quen cái tính kiêu ngạo, ngay cả nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không cần. Được rồi, chuyện lớp huấn luyện để đến qua cuối năm lại bàn. Diệp Phàm khoát tay, nhắc nhở một lần nữa đồng chí Sa Quân phải có chừng có mực. Bí thư Diệp, tôi vẫn nghĩ đột kích huấn luyện vào cuối năm vẫn tốt hơn. Bằng không, xảy ra vấn đề gì thì hậu quả rất nghiêm trọng. Tất cả chúng ta đang ngồi đây cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Sa Quân thật là ngoan cố, đứng đầu rồi. Nếu đồng chí cảm thấy chỉ thị của tôi không phải là chỉ thị thì xin mời đồng chí Sa Quân ra ngoài nghỉ ngơi một lát, nghĩ thông rồi lại nói. Phục tùng tổ chức điểm này đồng chí Sa Quân vẫn không hiểu thì xin mời quay lại trường đảng tỉnh ủy huấn luyện một thời gian ngắn nữa. Diệp Phàm nói, hôm nay thế nào cũng phải đè khí thế hung hăng của Sa Quân xuống mới được. Bằng không một lần mềm mỏng lần sau xem ra thằng này sẽ bứt lên dẫm lá cờ của bí thư tỉnh ủy dưới chân. Tôi, Sa Quân ấp úng, mặt trướng đến đỏ bừng, anh ta thật sự cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại cứng rắn đến vậy. Vốn cho mình là bí thư tỉnh ủy chống lưng, Diệp Phàm anh nói thế nào cũng không dám mạnh bạo quá. Ít nhất cũng phải suy xét một chút, sau đó các đồng chí trong hội nghị thường ủy cùng thảo luận. Mặc dù cuối cùng không có kết quả thì cũng kiếm cho mình chút sĩ diện, bước đầu tạo cơ sở quyền uy. Cho nên, đồng chí Sa Quân trong lòng cũng vội, vài ngày đã nóng lòng muốn lập thành tích. Đương nhiên, Sa Quân cũng không phải kẻ ngốc, có thể làm thư ký cho bí thư La thì đâu có thể là kẻ ngốc, anh ta đương nhiên có ý đồ khác. Anh ta nghĩ trước tiên hô lớn tiếng nói của chính mình. Ở cuộc họp thành ủy thường vụ để chứng thực sự tồn tại của mình. Bằng không, dưới. Sức ép của hai nhân vật quyền thế là Diệp Phàm và Khổng Đoan, đâu còn chỗ đứng cho mình. Tôi thấy sau năm mới thu xếp là tốt nhất. Vương Long Đông lộ diện ủng hộ Diệp Phàm, tiếp theo là Mễ Nguyệt, Lã Lâm, Ngọc Xuân Phong đều ra mặt. Đồng chí Lý Vi, phó bí thư thành ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật vốn không hay nói cũng mở miệng với vẻ mặt nghiêm túc nói. Cuối năm rồi, hãy để các đồng chí ăn cái Tết thư thái đã. Bằng không, vừa là vào trường đảng. Lại có tính chất huấn luyện, làm gì có đồng chí nào trong lòng vui vẻ, không thỏa đáng. Phượng Thủy Linh từng là thiết can của Cao Thành ngã, Phượng Thủy Linh những ngày tới cũng không yên ổn. Cho nên,
người con gái này cũng biết làm người khiêm tốn rồi. Đương nhiên không nói tiếng nào, tạo cho người ta cảm giác đã chấp nhận rồi. Cứ như vậy, thêm cả Diệp Phàm đã có 7 đồng chí đồng ý với ý kiến này rồi. Còn Lỗ Đoan ngoại trừ lời mở đầu, lúc sau không lên tiếng. Còn 3 đồng minh khác của Khổng Đoan, Tất Phân Lý, Tri Hạo Cường cùng với Nhâm Tín Thiên thấy Lỗ Đoan không ra phát súng thứ hai, cũng không nghĩ ra ý đồ thực chất của Khổng Đoan, đương nhiên cũng chỉ ngồi quan sát. Nếu ý kiến của các đồng chí không thống nhất, vậy để sang năm tới lại nói tới việc này nhé, tuy nhiên, tôi bảo lưu ý kiến. Sa Quân cứng đầu tìm lý do lừa Hạ Sườn Núi, thằng này đen mặt ngồi xuống. Ghi vào, đồng chí Sa Quân bảo lưu ý kiến. Diệp Phàm hừ rồi nói. Tan họp. Vừa nói xong, Diệp Phàm đứng dậy đi nhanh, còn đám người Mễ Nguyệt và Vương Long Đông tất nhiên cũng đi theo. Khổng Đoan cũng đứng dậy nhìn Sa Quân rồi cũng đi. Ngay sau đó phòng họp chỉ còn lại Sa Quân cùng Trần Đại Hải. Mà Trần Đại Hải liếc nhìn Sa Quân một cái rồi cũng đi. Anh ta là cái khỉ gì? Hét lên một tiếng, tài liệu huấn luyện mà Sa Quân phải bỏ ra 2 đêm in bị anh ta vứt lại phòng họp. Từng trang tài liệu nằm rải rác trong phòng hội nghị, khiến cho đồng chí ngồi trong góc đang sửa văn kiện sợ quá phải vội vã chạy ra ngoài. Người này chẳng những kiêu ngạo mà còn thâm hiểm. Trong phòng làm việc của Diệp Phàm, Vương Long Đông nói. Long Đông, cậu nói đi, Sa Quân hiểu rõ hôm nay không thích hợp để nhắc đến việc này thì vì sao anh ta phải đối chọi với tôi? Diệp Phàm uống ngụm trà thản nhiên hỏi, trong lòng vẫn đang nghĩ sao Lạc Tuyết vẫn chưa gọi điện thoại tới, lẽ nào không có thai thật buồn bực trốn trong nhà khóc rồi? Tôi nghĩ, không có gì ngoài mấy điểm, thứ nhất, anh ta muốn bước đầu lập uy, tạo nên tiếng nói của chính mình. Thứ hai muốn nhắc lại chuyện xưa, lấy đó đánh vào sĩ diện của anh. Thứ ba, vừa đến đã mở lớp huấn luyện, mà lớp huấn luyện này lại là do Sa Quân, bí thư quản lý đảng quần chúng phụ trách. Những cán bộ không thanh khiết đều bị gọi đến lớp huấn luyện sửa chữa. Cứ như vậy không phải sẽ sinh ra sự kiêng dè với Sa Quân sao, hơn nữa Sa Quân cũng tạo được uy tín trong đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên người này quá nóng lòng rồi, mới đến được vài ngày đã tính gây sức ép với việc này. Mặc dù anh ta là người của bí thư La, nhưng cũng không thể coi thành phố Đồng Lĩnh chẳng ra cái gì chứ, có phải hay không? Ha ha! Diệp Phàm cười nói. Đồng chí Long Đông không hổ đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, nhìn về góc độ của vấn đề, phân tích vấn đề còn sâu hơn những gì tôi trông thấy. Tuy nhiên, tôi đang nghĩ ý của Sa Quân có đúng là ý của bí thư tỉnh ủy La không? Mà chuyện lần này nếu bên nội các chính phủ thật sự đi sâu vào điều tra đến cùng thì ngay cả chủ tịch Tề Chấn Đào này cũng không thoát khỏi liên lụy. Tuy nói cuối cùng việc này giải quyết được, nhưng liệu có phải bí thư La có chút không cam lòng hay không, muốn châm biếm một chút? Mà trên trán tôi dán chữ Tề, ra tay đối với tôi là cơ hội tốt nhất rồi. Hơn nữa sẽ được nổi danh. Ừ, tốt, anh nói có chút đạo lý. Vương Long Đông vừa nghe, lập tức ngồi thẳng người lên. Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nếu bay lên đến độ cao này, vấn đề kia có chút phức tạp hóa. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có phải đây là ý nghĩ của bí thư La hay không? Chỉ có điều Sa Quân hành động hơi nóng vội. Kết quả, anh ta chọc anh rồi, không ngờ anh lại tỏ thái độ mạnh mẽ như thế, kết quả đem đá đập mình trước tiên, thiếu chút nữa không xuống được đài. Đáng đời tên ngốc này. Ha ha, tôi đoán tên kia đang ở phòng họp ném bỏ tài liệu. Diệp Phàm cười nói, không thể nào, không có nhân phẩm vậy sao? Vương Long Đông có chút không tin. Không tin có phải hay không, hỏi Mễ Nguyệt thì rõ thôi. Diệp Phàm dường như có khả năng tính toán tài tình, mới vài giây đã vang lên tiếng đập cửa, kỳ thật, đôi mắt chim ưng và thuật dùng sóng khí dò xét của Diệp Phàm nhanh chóng cảm nhận được hơi thở của Mễ Nguyệt. Lúc Mễ Nguyệt đi vào, Vương Long Đông thiếu chút nữa trợn trong mắt, cười nói. Bí thư Diệp đúng là gia cát khổng minh tái thể rồi. Mễ Nguyệt, bàn hội nghị chưa bị Sa Quân đập phá chứ? Diệp Phàm cười hỏi. Bàn hội nghị không sao, tuy nhiên, thư ký Dương vừa rồi đang ngồi ở góc sửa sang tài liệu. Sau đó tài liệu ở trên bàn bị Sa Quân ném đi, thiếu chút nữa thì thư ký Dương sợ chết mất. Mễ Nguyệt đang nói không nhịn được cười hai tiếng khách khách. Ha ha ha! Diệp Phàm cùng Vương Long Đông cười phá lên. Thần! Vương Long Đông giơ ngón tay cái lên. Ha ha, thần thì cũng không phải thần gì cả,
tôi xét từ thái độ bình thường ra vẻ ta đây của Sa Quân mà đoán ra. Người này nếu rất kiêu ngạo, vậy tính tình chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì cả. Đương nhiên, gặp sự việc, phải chịu thiệt thòi, như này, tính xấu đương nhiên sẽ phát tác. Cái này, có chút giống tính khí trước kia của tôi. Chẳng qua, tôi Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không tự dưng kiêu ngạo thôi. Diệp Phàm cười nói.